Bắc Minh Thần Tôn hoảng hốt, đạp 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 lui về phía sau ba bước, nói tay ngươi, lực lượng làm sao sẽ lớn mạnh như vậy? Bàn tay ngươi võ đạo gông xiềng, đã chặt đứt. Hắn nhưng mà thiên huyền cảnh 4 tầng thiên cường giả, nhưng mới vừa lại có thể bị Diệp Thần đánh lui, tuy nói hắn là bất ngờ không kịp đề phòng, còn không xử lực, nhưng cái này đã đặc biệt kinh khủng. Diệp Thần lực lượng, lớn lạ thường, rõ ràng đã chặt đứt võ đạo gông xiềng. Phịch. Diệp Thần nhanh chóng đem nắp quan tài, lần nữa khép lại, nói, Bắc Minh tiền bối, cái cô gái này, ta không thể giao cho ngươi. Bắc Minh Thần Tôn nói, tại sao? Địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, không có ở đây trên người nàng. Diệp Thần nói, ta biết, nhưng, trên người nàng nếu có địa ngục hơi thở, giữ lại nàng có lẽ còn hữu dụng. Trước mắt, Diệp Thần luân hồi thánh hồn thiên, đã thu tập được 5 khối mảnh vỡ, còn thiếu cuối cùng một đạo địa ngục mảnh vỡ. Coi như địa ngục mảnh vỡ đã không còn, nhưng cô gái này, trên người có địa ngục hơi thở, nàng hoặc giả là bổ toàn luân hồi thánh hồn thiên mấu chốt. Bắc Minh Thần Tôn ra mặt giãy giụa, xâm nghiêm nói, luân hồi chi chủ, người đã bị ma nữ này mê hoặc. Xem ra, ta nhất định phải giết chết ma nữ này, lại đem ngươi mang về thần giáo, giao cho thiên nữ đại nhân xử lý, mới khá để cho ngươi thanh tỉnh. Tiếng nói rơi xuống, Bắc Minh Thần Tôn thiên huyền cảnh 4 tầng thiên linh khí. Toàn bộ bộc phát ra, kích được 4 phía cát bay đá chạy, cương phong lăn lăn. Hắn trên đỉnh đầu bầu trời, lại là xuất hiện một đầu Bắc Minh cự côn hư ảnh, hút mây nhả khói, rời sông lấp biển, ngửa mặt lên trời hí, sáng đẹp nguy nga. Vậy cuồng bạo thiên quân uy nghiêm, muốn nổ tung lên, làm được chung quanh từng ngọn thần điện, đều là sụp đổ. Bên cạnh cổ cuồng, không chịu nổi Bắc Minh Thần Tôn uy áp, liên tiếp lui về phía sau. Cổ cuồng là thiên huyền cảnh nhất tầng thiên, cùng 4 tầng thiên Bắc Minh Thần Tôn so sánh, ước chừng kém 3 cảnh giới. 3 cảnh giới chênh lệch thật lớn, để cho hắn ở Bắc Minh Thần Tôn trước mặt, giống như là một con kiến hôi. Giờ phút này, Bắc Minh Thần Tôn uy nghiêm bùng nổ, hắn cũng chỉ có thể hoảng sợ lui về phía sau, đồng thời lo lắng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cảm nhận được Bắc Minh Thần Tôn khí thế, cũng là sắc mặt trầm xuống, vội vàng lui về phía sau. Lấy hắn thực lực trước mắt, nếu như không dùng tới luân hồi mộ địa, luân hồi máu tươi, người đồ sát thánh bôi vân. Vân lá bài tẩy, mặt đối thiên huyền cảnh 4 tầng thiên cao cấp cường giả, vẫn là hết sức miễn cưỡng. Bắc Minh Thần Tôn một bước bay vút tới, bàn tay hung hăng một chụp, lần nữa đẩy ra hắc nắp quan tài tử, thì phải đưa tay đem cô gái kia lấy ra tới. Đủ rồi. Diệp Thần ánh mắt tức giận, cả người linh khí thả ra, cứng rắn chĩa vào Bắc Minh Thần Tôn uy áp. Xông về phía trước, một chưởng hướng Bắc Minh Thần Tôn đánh tới. Bắc Minh Thần Tôn đây là có chuẩn bị, không sợ chút nào, hung hăng một chưởng nghênh kích lên. Hắn nhận định Diệp Thần bị mê muội, cho nên ra tay không chút lưu tình. Phịch, hai tay giao kích. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ cường hãn lực đạo, hung hăng đụng tới, tại chỗ cuồng phún ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Lấy trước mắt hắn tu vi, nếu như không dùng tới lá bài tẩy. Cứng rắn đụng đối phương cái loại này lão yêu quái cấp bậc thiên huyền cường giả, vẫn là quá miễn cưỡng một chút. Thái thượng thiên nữ có thể sẽ không thu tầm thường. Nơi đây cũng không khả năng áp chế thái thượng thế giới cường giả. Các vị tiền bối, giúp ta giúp một tay. Diệp Thần nội tâm gầm thét, câu thông luân hồi mộ địa. Hiện tại hắn lực lượng, đại khái có thể xé nát thiên quân tầng 2 trời, nhưng đây chính là cực hạn. Thiên quân 4 tầng thiên. Ước chừng so thiên quân tầng 2 trời, cao hơn 2 cảnh giới, chênh lệch trời đất phân nê, hắn là vô luận như thế nào, đều khó tương đương, nhất định phải mượn nghĩa địa các đại năng lực lượng. Nhưng, ra Diệp Thần ý liêu, hắn tiếng hô rơi xuống, luân hồi mộ địa nhưng lại yên lặng một phiến. Hỗn độn gió đế, hỗn độn viêm đế, hỗn độn lôi đế, hỗn độn vũ đế, cũng không có mượn lực cho Diệp Thần ý. Diệp Thần ngây dại. Hỗn độn vũ đế gương mặt mang một chút che lấp, nói thằng nhóc, ta cảm thấy, vẫn là giết chết vậy ma nữ cho thỏa đáng, nàng khí tức trên người, quá nguy hiểm. Diệp Thần ngạc nhiên, không nghĩ tới 4 vị hỗn độn thần đế, cũng giống như nhau ý tưởng, cũng muốn vậy hắc quan thiếu nữ đi chết, cho nên bọn họ không có mượn lực cho mình. Không, ta nói, vô duyên vô cớ giết người, ta hỏi lòng có thẹn. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra. Vẫn là lần đầu tiên cùng luân hồi mộ địa các đại năng, có như thế nghiêm trọng khác nhau. Nếu 4 vị hỗn độn thần đế, cũng không chịu mượn lực, vậy, Diệp Thần chỉ có dựa vào mình.
người đồ sát thánh bôi, thái thượng chiến vương đạo. Diệp Thần hai quả đấm nắm chặt, cánh tay gân xanh nổi lên, luân hồi máu tươi cháy, cả người linh khí nổ, cuồng bạo chiến ý sôi trào, sau lưng hiện ra một tôn cổ xưa chiến vương to lớn hư ảnh. Đó là thái thượng chiến vương đạo khí tượng. Cửa này thái thượng chiến vương nói, là võ tổ tự mình truyền thụ cho Diệp Thần, đại biểu chiến ý trình độ cao nhất. Mênh mông cổ xưa chiến vương hư ảnh, dần dần nổ lên đậm đà huyết đồ sát khí. Người đồ sát thánh bôi sử dụng, vây quanh Diệp Thần quanh thân xoay tròn. Vậy ánh vàng rực rỡ thánh bôi, giờ phút này nhưng từ nhất nơi trọng yếu, chảy ra dữ tợn kinh khủng máu tươi. Lăn lăn máu tươi, mang cực hạn sát khí, cùng chiến vương hư ảnh dung hợp. Ngay lập tức tới giữa, Diệp Thần tựa như hóa thân thành giết hại chiến vương, sải bước bước ra. Ầm, huyết khí ngất trời, mặt đất văng tung tóe, thiên địa quy luật ở phai mờ, này phương thế giới giống như muốn lật vậy, khắp nơi đều là tê liệt cương phong cùng lỗ xoáy đen. Phương xa xem cuộc chiến cổ cuồng, cảm nhận được Diệp Thần động trời khí thế, hoàn toàn rung động. Giờ khắc này Diệp Thần, luân hồi máu tươi cháy, chiến vương đạo pháp và người đồ sát thánh bôi trình độ cao nhất hòa hợp, uy thế hung hãn đến đủ để nghiền nát một cái vũ trụ thế giới vậy bước. Giết hại chiến vương quyền. Diệp Thần sát khí bốc hơi lên dưới, thậm chí hiện ra mặt xanh răng nanh đáng sợ gương mặt, kinh thiên một quyền bạo oanh ra. Bắc Minh Thần Tôn cảm thấy Diệp Thần hung mãnh một quyền, cũng là vô cùng chấn động. Không hổ là thiên nữ đại nhân nhìn chúng nhân vật. Quá chân cảnh tầng 8 trời, có thể có uy thế như vậy. Đáng tiếc người ta tới giữa, cảnh giới tu vi cuối cùng kém được quá lớn. Cự côn bảo thuật, phá. Bắc Minh Thần Tôn tuy bị chấn động, nhưng cũng không hoảng hốt, gầy đét quả đấm động một cái, trên trời cự côn hư ảnh rơi xuống, dung nhập vào trong tay hắn. Hắn vậy gầy đét quả đấm, trong thoáng chốc rút đi tất cả khô cằn nếp nhăn, đổi được sức sống bừng bừng, khí huyết căng phồng, uy mãnh vô cùng. Phịch! Nắm đấm của hai người, hung hăng đụng vào nhau, liền giống như là hai viên đại nhật va chạm, ngay tức thì bộc phát ra kinh khủng đợt khí, đem hư không cũng xé. Ở to lớn đụng lực lượng hạ, hai người quả đấm đều là chảy ra rách thịt, xương bắn ra bốn phía, bão tố bắn ra máu thịt. Ở trong hư không diễn hóa ra một cái lại một cái sức sống mạnh mẽ thế giới nhỏ, rồi sau đó lại tiêu diệt đi xuống. Hai người máu thịt sạch sẽ tinh hoa, năng lượng bằng bạc, có thể gặp một ban. Coi như là tán bắn đi ra một giọt máu, đều có thể biến thành một cái sức sống dồi dào thế giới. Diệp Thần quả đấm, đã rách dưới được không còn hình dáng, chỉ còn lại một chút gân thịt nối liền. Nhọn đau nhức truyền tới, Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, vô cùng chật vật lui về phía sau. Bát quái thiên đan thuật phát động, Diệp Thần chữa trị thương thế, tổn hao hết máu thịt, lần nữa mọc ra. Nhưng, hắn biết, mình bại. Bắc Minh Thần Tôn quả đấm, mặc dù cũng là máu thịt tung tóe, nhưng hắn thân thể chỉ lui về sau một bước, không hề xem Diệp Thần chật vật như vậy. Diệp Thần kinh thiên một quyền, chỉ là để cho hắn lui về phía sau một bước thôi. Cảnh giới chênh lệch, cuối cùng quá mức nghiêm trọng. Tại chưa có luân hồi mộ địa đại năng dưới sự giúp đỡ, Diệp Thần đối chiến cái loại này lão yêu quái cấp bậc thiên tài, vẫn là quá miễn cưỡng. Luân hồi chi chủ, đắc tội. Bắc Minh Thần Tôn chắp tay, hắn dựa vào cảnh giới vượt qua Diệp Thần quá nhiều, cuối cùng là thắng một nước. Hiện tại, hắc quan bên trong thiếu nữ, liền mặc cho hắn xử trí. Diệp Thần muốn nói gì, nhưng ngược trận được lợi hại, một câu nói cũng không nói được. Bắc Minh Thần Tôn già nua trong mắt nhỏ hơi híp, đưa tay đi bắt hắc quan bên trong thiếu nữ. Mắt xem bàn tay hắn, thì phải chạm được thiếu nữ thân thể, nhưng vừa lúc đó, thiếu nữ thật dài lông mi mau run rẩy một tí, rồi sau đó mở mắt ra. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt? Đen nhánh sáng ngời, như hắc diệu thạch vậy, lại mang cực hạn tà khí, vô cùng thâm thúy. Để cho người nhìn một cái, thì có dũng khí rơi vào ác mộng vậy ảo giác. Bắc Minh Thần Tôn đột nhiên không có dấu hiệu nào, phát ra liên tiếp nhọn mà kêu thê lương thảm thiết. Chân hắn bước hoảng hốt lui về phía sau, che mình ánh mắt, vô cùng hoảng sợ kêu lên. Ánh mắt ta, ánh mắt ta. Hắn cặp mắt, con người phốc phốc hai tiếng, lại là tại chỗ nổ, người thành người mù. Hắc quan bên trong thiếu nữ, tỉnh lại, chậm rãi từ trong quan tài bò ra ngoài. Nàng cả người hắc vụ vờn quanh. Ngưng tụ thành một bộ mong mỏng, sơ màu đen váy, phúc đắp trên người. Mặt nàng cho vô cùng thảm trắng,
vẻ mặt lãnh đạm bên trong mang một chút sát khí, có hai cái nanh từ khóe miệng bên trong lộ ra, giống như hút máu ma nữ, cực kỳ dữ tợn. Nàng từ trong quan tài bò ra ngoài, ánh mắt quét nhìn bốn phương, nhìn xem Bắc Minh thần tôn, lại nhìn xem xa xa xem cuộc chiến cổ cuồng. À, cổ cuồng vừa tiếp xúc với nàng ánh mắt, trong cổ họng liền phát ra so Bắc Minh thần tôn thê lương trăm lần kêu thảm thiết. Hắn con người vậy tại chỗ nổ tung, chảy ra máu loáng, che mắt trên đất đánh lăn. Rồi sau đó, hắn trên mình, không biết đường nào tới toát ra từng luồng hắc khí, như ác ma xúc tu vậy, đem hắn quấn quanh ở, không ngừng đè ép. Luân hồi chi chủ, cứu mạng, cứu mạng. Cổ cuồng phát ra cầu cứu thanh âm, vô cùng thê lương. Diệp thần kinh hoàng, vậy hắc quan ở giữa thiếu nữ, rốt cuộc là người nào? Một cái ánh mắt, lại có thể thì có kinh khủng như vậy lực sát thương. Lúc này, thiếu nữ ánh mắt, nhìn về Diệp thần. Diệp thần ánh mắt, một cùng nàng tiếp xúc, đầu liền một tiếng nổ, thật giống như nổ tung, sinh ra vô số quỷ dị ảo ảnh. Núi thây biển máu, địa ngục tu la, vô cùng vô tận oan hồn cùng yêu ma, ở Diệp thần đầu óc bên trong hoành hành. Luân hồi thánh hồn thiên, chân áp. Diệp thần phản ứng cực nhanh, lập tức khởi động luân hồi thánh hồn thiên, hào hùng lực lượng tinh thần thả ra, đem vậy các loại ảo ảnh, toàn bộ chân áp xuống đi. Luân hồi thánh hồn thiên, bản thân liền đại biểu linh hồn lực lượng trình độ cao nhất, chỉ cần có luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ, tinh thần của địch nhân đánh vào, căn bản không ảnh hưởng tới Diệp thần. Chết! Thiếu nữ thấy Diệp thần chống cự, vậy hắc diệu thạch vậy sáng ngời thâm thúy trong tròng mắt, lướt qua một chút nghiêm ngặt khí lạnh, mảnh khảnh bàn tay vung lên, vô cùng vô tận hắc khí chính là ùn ùn kéo đến, hướng Diệp thần vọt tới. Rắc rắc sát! Vậy vô tận hắc khí, giống như mang địa ngục vậy kinh khủng lực lượng, có thể sát phạt hết thảy. Làm hắc khí xông lên xoát mà qua, rất nhiều hoa cỏ cây cối, thần điện tàn đại bàng, đều ở đây ngay tức thì biến hóa thành hắc diệu thạch pho tượng. Nếu như nói thiết ngai vàng năng lực, là đem người biến thành sắt thép pho tượng. Vậy người thiếu nữ này năng lực, liền là dựa vào địa ngục vậy kinh khủng à khí, đem người hóa thành một cái hắc diệu thạch pho tượng. Hắc khí kia ùn ùn kéo đến, cũng không chỉ là nhằm vào Diệp thần, còn hướng bốn phương tám hướng tiết ra ngoài đi ra ngoài. Bắc Minh thần tôn dính liền hắc khí, thân thể nhanh chóng cứng ngắc, biến thành hắc diệu thạch. Thiên nữ đại nhân, Bắc Minh thần tôn chỉ kịp phát ra nửa tiếng kêu gọi, liền hoàn toàn thành tượng đá. Xa xa cổ cuồng, cũng là im hơi lặng tiếng bị nuốt mất, thành một cái hắc diệu thạch pho tượng. Ùn ùn kéo đến hắc khí, cũng đem Diệp thần nuốt sống. Cô gái kia, hình như là đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, rên lên một tiếng, thân thể chính là mềm ngã dưới đất, hôn mê đi. Thiên địa khắp nơi, hoàn toàn bị hắc khí bao phủ. Tất cả thực tế tồn tại, thần điện, mặt đất, rừng rậm, hoang mạc, đá, đều biến thành không có chút nào sức sống, không khí trầm lắng hắc diệu thạch. Chỉ có cô gái kia, vẫn là lúc đầu hình dáng. Diệp thần ở vô cùng hắc khí bên trong, vậy cảm thấy mình thân thể, đang nhanh chóng hóa đá. Luân hồi thiên kiếm, phá. Trong lúc nguy cấp, Diệp thần phúc tới tâm linh vậy, sử dụng luân hồi thiên kiếm. Một cổ màu vàng kim kiếm quang, lưu thủy quét sạch ra, nhất thời đem chung quanh tất cả hắc khí, toàn bộ tồi tàn mất. Diệp thần thân thể, vậy khôi phục nguyên dạng, hắn lảo đảo lắc lư đứng lên, nhưng thấy thiên địa tĩnh mịch một phiến, tất cả mọi thứ, đều biến thành hắc diệu thạch. Diệp thần có chút mờ mịt cùng thất thần, ngơ ngác đứng tại chỗ. Thằng nhóc, sớm nói với ngươi, vậy ma nữ trên mình tà khí quá nặng, nàng nếu là tỉnh, tuyệt đối muốn tạo thành di thiên đại họa, không sai chứ. Luân hồi mộ địa bên trong, hỗn độn vũ đế kỳ cười lên, tựa như trách cứ Diệp thần mềm tay. Diệp thần lắc đầu một cái, cũng không có giải thích rõ cái gì. Hắn dừng một chút, liền đi tới vậy bên cạnh cô gái. Thiếu nữ ăn mặc màu đen váy, váy vải rất ít, có thể thấy nàng một nửa trắng như tuyết ngực. Mà giờ khắc này, ở nàng vậy một nửa trắng như tuyết trên ngực, có chút điểm tiên vết máu. Là Diệp thần luân hồi máu tươi. Nhìn máu tươi kia dấu vết, Diệp thần con ngươi nhất thời co rúc lại. Mới vừa hắn cùng Bắc Minh thần tôn đánh nhau, máu tươi bắn rơi vào trong quan tài, cô gái kia chính là bị luân hồi máu kích thích, lúc này mới tỉnh lại. Nguyên lai là bởi vì ta mà tỉnh lại. Diệp thần nhìn hôn mê thiếu nữ, nghĩ thầm xử trí như thế nào. Ngay vào lúc này, cô gái kia lông mày run run, mở mắt,
lại thanh tỉnh lại. Lần này thanh tỉnh thiếu nữ, ánh mắt không còn là như vậy thâm thúy đáng sợ hình dáng, mà là giống như bé gái vậy tinh khiết. Nàng vậy hai viên dữ tợn răng nanh, vậy hoàn toàn rụt trở về, bề ngoài nhìn như, chính là một cái thông thường cô gái. Ngươi! Diệp Thần thấy thiếu nữ tỉnh lại, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Ca ca, ngươi khỏe nha! Nhưng mà không ngờ, cô gái kia hì hì cười một tiếng, ngây thơ hồn nhiên, nhưng là xông tới, ôm Diệp Thần cổ, mười phần thân mật hình dáng. Nàng vậy mềm nhũn thân thể, theo sát Diệp Thần, để cho được Diệp Thần vô cùng ngạc nhiên, giống như điện giật đem nàng đẩy ra, nói, ngươi làm gì? Thiếu nữ bị Diệp Thần đẩy ra, ai yêu một tiếng, tựa hồ mười phần ủy khuất, vành mắt lại là hơi đỏ lên. Lúc này nàng, nơi nào có mới vừa nghiền diệt hết thảy, sát phạt hết thảy địa ngục hình dáng, hoàn toàn chính là một cái nhà bên cạnh tiểu muội tựa như. Ca ca, ta thích ngươi nha, là máu ngươi, đem ta hồi phục, ngươi là ta hiện tại duy nhất người thân, không muốn bỏ lại ta có được hay không? Thiếu nữ lại xông tới, ánh mắt chấp nhìn Diệp Thần, muốn kéo Diệp Thần tay, lại có chút sợ hãi không dám. Duy nhất người thân. Diệp Thần nghe được thiếu nữ nói, lại là ngạc nhiên, nhìn đối phương ngây thơ hồn nhiên hình dáng, nào nghĩ tới nàng là một cái địa ngục ma nữ. Ngươi tên gọi là gì? Nhà ở nơi nào? Diệp Thần theo bản năng hỏi. Ca ca, ta thật giống như kêu Thiện Nhu. Nhà ở nơi nào mà? Ta quên. Ta chỉ nhớ, ta có một cô em gái, nàng kêu Gấm Hoa. Thiếu nữ nháy mắt, cố gắng đang nhớ lại. Nhưng thực đang nhớ lại không tới cái gì, chỉ nhớ được từ mình có một cô em gái. Gấm Hoa. Diệp Thần nghe được Thiện Nhu mà nói, sửng sốt một tí. Nếu như hắn nhớ không lầm, trước đây hy sinh cỏ nhỏ, tên chữ thật giống như chính là để cho Gấm Hoa. Người nói Gấm Hoa, có phải hay không nàng? Diệp Thần bàn tay đang run rẩy, da đầu vô hình một hồi tê dại, linh khí thả ra, khói mù hội tụ, buộc vòng quanh Gấm Hoa thân ảnh yểu điệu. Thiện Nhu thấy vậy thân ảnh yểu điệu, nhất thời đại hỉ, nói, là nàng. Nàng chính là muội muội ta, nhà chúng ta ở. A, ta thật không nhớ nhà ở nơi nào, nhưng nàng chính là muội muội ta. Diệp Thần đầu ầm một tiếng, một phiến chỗ trống. Hắn nơi nào nghĩ đến, cái này hắc quan bên trong thiếu nữ, lại có thể và Gấm Hoa có liên quan. Gấm Hoa là một bụi cỏ nhỏ, từng sinh trưởng ở thiết ngai vàng cạnh, vậy Thiện Nhu, rốt cuộc lại là như thế nào tồn tại? Chuyện trước kia, ngươi còn nhớ nhiều ít. Ngươi là lúc nào, nằm ở cái này trong quan tài? Diệp Thần vội vàng hỏi, cũng chỉ bộ kia hắc quan. Thiện Nhu có chút giật mình và sợ, xít sao ôm Diệp Thần cánh tay, co rúm ở trong ngực hắn, nói ca ca, ta. Ta trước kia là nằm ở trong quan tài sao? Đây là chuyện gì? Diệp Thần nhìn nàng rốt nát vô tri hình dáng, càng cảm thấy ngạc nhiên. Xem ra, nàng là cái gì cũng không nhớ. Thậm chí liền mình từng nằm ở trong quan tài, cũng hoàn toàn quên. Ta cũng không biết, thân thế của ngươi rất thần bí, ta mang ngươi đi gặp một người. Diệp Thần nói, hắn chuẩn bị mang Thiện Nhu đi gặp Nhâm Phi Phàm. Thiện Nhu một tiếng, gật đầu một cái. Hiện tại Diệp Thần là nàng duy nhất dựa vào, nàng tự nhiên cái gì đều nghe Diệp Thần. Diệp Thần cũng không vội trước đi, mà là trước dò xét bốn phương, nhìn xem biến thành pho tượng Bắc Minh Thần Tôn và Cổ Cuồng. Muốn đem bọn họ khôi phục nguyên hình, nhưng vô luận dùng nguyện vọng thiên tinh, vẫn là bát quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao các thủ đoạn, cũng không có chút nào tác dụng. Cái này hai cái pho tượng, là người biến thành sao? Thiện Nhu rất thông minh, có thể đoán được cái này hai cái pho tượng đáng sợ nhân quả. Nhưng, nàng nhưng quên mất, đây là chính nàng tạo thành bút tích. Diệp Thần chau mày, cũng không có trả lời, sau đó thở dài một tiếng nói thôi. Chúng ta đi thôi. Sát Thiện Nhu tay, liền chuẩn bị trở về Bắc Mãng tổ địa một chuyến, tìm Nhâm Phi Phàm thương lượng một tí. Thiện Nhu có chút thấp thỏm bất an gật đầu, đi theo Diệp Thần bên người. Diệp Thần chuẩn bị biến dạng hư không rời đi, nhưng mà vào lúc này, giữa trời đất đột nhiên nổi lên gió lạnh, băng tuyết lăn lăn. Đầy trời băng tuyết bên trong, có tất cả băng hoàng khí tượng nhấp nhô, rồi sau đó liền gặp một đạo mơ hồ. Phong tư thước tha bóng người, xuất hiện ở trong hư không. Lại là Thái Thượng Thiên Nữ ý chí hạ xuống. Diệp Thần, đứng lại cho ta. Thiên nữ hư ảnh chiếm cứ ở trên trời, cũng không có đáp xuống, giọng âm lãnh đến đáng sợ. Thiên nữ tiền bối, ngươi,
ngươi làm sao tới? Diệp Thần mười phần bất ngờ, tuyệt đối không nghĩ tới thiên nữ sẽ hạ xuống. Chẳng lẽ Thiện Nhu tồn tại, lại có thể kinh động nàng đại giá? Đem bên cạnh ngươi cô gái, giao cho ta. Thiên nữ thanh âm lãnh khốc, ánh mắt nhìn thẳng Thiện Nhu. Thiện Nhu rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc uy áp bắn tới, thân thể tại chỗ tê liệt đi xuống, trong cổ họng đứt quãng phát ra kêu gọi, ca ca. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói thiên nữ tiền bối, xin ngươi hãy đem sự việc tất cả nhân quả, toàn bộ nói cho ta, nếu như Thiện Nhu thật đáng chết, ta sẽ đem nàng giao cho ngươi. Diệp Thần làm việc, chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm. Thái thượng thiên nữ khắp nơi nhằm vào Thiện Nhu, nhất định có nàng lý do. Diệp Thần cũng không phải thấy người phụ nữ, liền đi không nhúc nhích đường. Hiện tại thiên nữ ý chí, cũng hạ xuống, sự việc không phải chuyện đùa. Nếu như Thiện Nhu thật sự có phải chết lý do, vậy nàng cho dù là cỏ nhỏ tỉ tỉ, Diệp Thần cũng sẽ không thiên vị nàng. Thiên nữ nói, nàng là một cái địa ngục ma nữ, một khi ma khí bùng nổ, hậu quả ngươi cũng nhìn thấy, ngươi nói nàng có nên hay không chết. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, thiên địa khắp nơi đều là hắc diệu thạch, Bắc Minh thần tôn và cổ cuồng, đều được tượng đá. Đây đều là Thiện Nhu bút tích. Thiện Nhu có vẻ chấn động phố, nàng rất thông minh, đã đoán được cái gì, rung giọng nói, ca ca, chung quanh đây hết thảy, là ta tạo thành. Diệp Thần dắt tay nàng, nói, đừng hoảng hốt, ta sẽ bảo hộ ngươi. Dừng một chút, Diệp Thần ngẩng đầu ngắm nhìn thiên nữ, nói, nàng trong cơ thể thật có ma khí, nhưng muốn áp chế ma khí, cũng không nhất định không muốn giết chết nàng không thể. Thiện Nhu là cỏ nhỏ tỉ tỉ, nếu như có thể, Diệp Thần tự nhiên không muốn thương tổn nàng. Thiên nữ thở dài một cái, nói, được rồi, Diệp Thần, ta cũng không lừa gạt ngươi, thật ra thì ta muốn giết nàng, chủ yếu là muốn cầm tim nàng luyện công. Diệp Thần có vẻ chấn động, nói, ngươi nói gì sao? Thiên nữ nói, ta tu luyện cửu thiên bão pháp quyết, ở 9 tầng trời thần thuật bên trong, là một môn tu tâm thần thông, muốn luyện đến tột cùng, cần số lớn thiên tài địa bảo phụ trợ. Ma nữ này tim, chính là ta luyện công tốt nhất vật liệu. Ngươi nói không sai, nàng trong cơ thể ma khí, đúng là khác có áp chế biện pháp. Nhưng ta muốn bắt nàng tim luyện công, cho nên nàng phải chết. Nói xong lời cuối cùng, thiên nữ ánh mắt, âm lãnh nhìn chằm chằm Thiện Nhu, giống như chim ưng nhìn chằm chằm một cái nhỏ thỏ trắng. Diệp Thần hiền hòa mềm, đều là vô cùng bộ dạng sợ hãi. Thiện Nhu cả người phát run, nhìn trời nữ nói, tỉ tỉ, ta lại không làm gì sai, ngươi tại sao phải giết ta? Thiên nữ nói, gà vịt cá dê, bò ngựa heo chó, vậy không làm gì sai, nhưng người tại sao phải ăn chúng? Ngươi không sai, nhưng ngươi ở ta trong mắt, bất quá là cỏ rác súc vật vậy tồn tại, nếu như không phải là xem ở Diệp Thần mặt mũi, ta muốn giết ngươi, còn cần cùng ngươi giải thích. Thiên nữ lời nói, cao cao tại thượng, mang cấp trên lạnh lùng cùng uy nghiêm. Diệp Thần tủng sợ hãi vạn phần, lần đầu tiên cảm giác được, mình cùng thiên nữ tới giữa, có một tầng đáng buồn xa cách. Thật ra thì thiên nữ quan điểm, còn thật không sai. Tu luyện vốn chính là tàn khốc, mạnh hiếp yếu, nhất tướng công thành vạn cốt khô, chỉ cần mình võ đạo có thể tăng tiến, giết mấy người coi là cái gì. Giống như phàm bởi vì sinh tồn, liền muốn ăn vô số thịt để ăn, cũng giống như nhau tàn khốc. Diệp Thần nói, thiên nữ tiền bối, người phải luyện công, chẳng lẽ thì nhất định phải giết chết Thiện Nhu? Không có biện pháp khác sao? Thiên nữ dừng một chút, nói, biện pháp khác, tự nhiên là có, nhưng đã không còn kịp rồi. Người đại khái còn không biết, đế thích thiên sống lại. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, đế thích thiên sống lại. Thiên nữ nói, không sai, hắn ở Vũ Hoàng cổ đế dưới sự giúp đỡ, đã khôi phục thân xác. Vừa nói, thiên nữ cong ngón tay bắn ra, một món ánh sáng trắng bắn ra, rơi vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Oanh! Trong thoáng chốc. Một màn thiên cơ, từng bức họa, ở Diệp Thần đầu óc bên trong lướt qua. Nhất thời, thái thượng thế giới rất nhiều biến cố, đế thích vạn Diệp chết đi, thân xác bị đế thích thiên thừa kế. Đế thích thiên ở Vũ Hoàng cổ đế dưới sự giúp đỡ, lần nữa khôi phục, cũng muốn đánh vào tâm ma đỉnh cấp. Đủ loại biến cố, để cho Diệp Thần vô cùng chấn động. Đế thích thiên lại có thể khôi phục thân xác, còn thừa kế hắn lão tổ Mạn Châu Sa Hoa Kinh, thành thiên quân cường giả. Muốn đánh vào tâm ma 9 tầng trời. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh,
tuyệt đối không nghĩ tới, Đế Thích Thiên sẽ có này cùng kỳ ngộ. Trước đây ở Võ Uyên thế giới, Đế Thích Vạn Diệp không có thể bắt được Diệp Thần đoán chừng hắn sẽ không tốt lắm. Trên thực tế, Đế Thích Vạn Diệp kết cục đích xác rất thảm, trực tiếp bị giết chết. Nhưng, hắn chết đi, nhưng là Đế Thích Thiên quật khởi mà lót đường. Hiện tại Thái Thượng thế giới, Đế Thích gia tộc gia chủ ngôi, đã do Đế Thích Thiên chấp trường. Đế Thích Thiên, thay thế Đế Thích Vạn Diệp vị trí, thành Vũ Hoàng cổ đế dưới quyền, tiềm lực đáng sợ nhất một con cờ. Thiên nữ ngưng trọng nói, một khi Đế Thích Thiên, thật luyện thành tầng thứ 9 tâm ma đại chú kiếm, vậy không người có thể ngăn được hắn, ta cũng không cản được. Ta muốn ngăn cản, chỉ có đem Cửu Thiên Bão phát quyết, luyện đến tột cùng nhất cảnh giới. Ma nữ này tim, rất thích hợp cho ta luyện công. Diệp Thần, người nếu là có lòng, liền đem nàng tim moi ra, cung phụng cho ta. Đừng quên, người có thể quật khởi đến ngày hôm nay tình cảnh này, không thiếu được ta đào tạo. Diệp Thần nghe xong thiên nữ một phen, đầu ông tác hưởng. Đúng là, hắn mới có thể có ngày hôm nay, và thiên nữ tải bồi là phân không mở. Thiên nữ cũng không biết giúp hắn bao nhiêu lần, hắn cũng hẳn báo ân, trả lại hết nhân quả. Chỉ cần ngươi cầm ma nữ này tim, moi ra đưa cho ta, chúng ta đi qua nhân quả, liền xóa bỏ. Thiên nữ chậm rãi nói. Diệp Thần chấn động trong lòng. Thiên nữ đi qua cho hắn ân huệ, hạng to lớn. Hiện tại, chỉ cần đào ra thiện nhu tim, hết thảy nhân quả liền có thể vạch rõ, thật sự là thiên đại tiện nghi mua bán. Ca ca, ngươi muốn ta tim sao? Thiện nhu hoảng hốt một tí, ánh mắt mê mang lại mang một chút thê lương, sờ mình ngực. Ngươi muốn nói, ta liền cho ngươi đi. Thiện nhu có chút sợ hãi, lại có chút kiên quyết, đem Diệp Thần trong tay luân hồi thiên kiếm lấy tới, thì phải đi tim mình phẫu đi. Chớ ngu! Diệp Thần vội vàng đem kiếm đoạt lại, cắn răng. Thiện nhu vành mắt ửng đỏ, rơi lệ đứng, không biết như thế nào cho phải. Thiên nữ nhìn thấu Diệp Thần do dự, nói, người bỏ không được nàng. Ta trọng yếu vẫn là nàng trọng yếu. Diệp Thần lắc đầu nói, không phải cái vấn đề này, mà là, ta không hạ thủ được. Thiên nữ vẻ mặt có chút phức tạp, nói, người tim, quả nhiên một như thường lệ tinh võ thẳng thắn, thật ra thì ta sớm hẳn đoán được. Muốn ngươi làm loại chuyện này, cuối cùng vi phạm ngươi đạo tâm. Diệp Thần nói, đa tạ thiên nữ tiền bối thông cảm. Thiên nữ ha ha cười một tiếng, nói ta cũng không từng thông cảm ngươi, người cả đời này, cuối cùng không thể mọi chuyện như nguyện, ngươi cuối cùng muốn thể biết cái gì kêu người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Diệp Thần yên lặng, không trả lời cái gì, nhưng hắn biết, ngày hôm nay thiện nhu tánh mạng, là bảo xuống. Thiên nữ thở dài nói, thôi. Ta cũng không sẽ như thế tàn nhẫn, thật ngay trước ngươi mặt, cầm cô bé này giết chết, nhưng ngươi không thể nào bảo vệ nàng cả đời. Bỏ mặc ngươi làm xảy ra cái gì lựa chọn, ta chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận. Diệp Thần nói, ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Thiên nữ không nói gì với nhau, trầm mặc, bóng người dần dần tản đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nàng sau khi rời đi, thiên địa vẫn có còn sót lại ý chí võ đạo cùng linh khí. Ở chấn động kịch liệt trước. Vậy các loại hắc diệu thạch, toàn bộ bị chấn bể. Bắc Minh thần tôn và cổ cuồng, cũng từ pho tượng trạng thái, khôi phục vốn là hình người. Bọn họ mù rơi ánh mắt, ở trên trời nữ linh khí bồi bổ hạ, cũng là khôi phục nguyên trạng. Thiên nữ đại nhân đã tới. Bắc Minh thần tôn ngơ ngác nhìn bầu trời, lại nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần dắt thiện nhu tay, cũng không trả lời. Bắc Minh thần tôn chau mày. Lại có chút cảnh giác cùng bất đắc dĩ nhìn thiện nhu một mắt, cuối cùng rời đi. Luân hồi chi chủ, cái này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cổ cuồng ngơ ngác nhìn Diệp Thần, còn có Diệp Thần bên người thiện nhu. Thời khắc này thiện nhu, đỏ mắt, thật giống như một cái bị vô số ủy khuất cùng cực khổ bé gái vậy, để cho người nhìn liền cảm thấy đáng thương, nơi nào còn có mới vừa sát phạt hết thảy địa ngục hình dáng. Cổ cuồng rất muốn biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không sao, tiền bối. Ta còn có một số việc phải xử lý, liền đi trước. Ngươi yên tâm, nơi này sau này, đều sẽ không lại còn địa ngục khí tượng xuất hiện. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không trả lời cái gì, mà là đem vậy hắc quan thu hồi, nhận được hoàng tuyển thế giới bên trong, rồi sau đó dắt Thiện Nhu rời đi. Ca ca, cảm ơn ngươi. Thiện Nhu kéo Diệp Thần tay, giạt rào cảm kích.
Nếu như không phải là Diệp Thần mà nói, hiện tại nàng đã bị thiên nữ mang đi, xem xúc vật vậy bị lấy ra tim, lâm vào là luyện công vật liệu. Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm thôi. Diệp Thần than thở một tiếng, mình cự tuyệt thiên nữ, vạn nhất đế thích thiên tâm ma, thật luyện đến tầng thứ 9, thiên nữ không ngăn được làm thế nào. Lắc đầu một cái, Diệp Thần không có nghĩ nhiều nữa. Tương lai sự việc, hắn vậy coi là không biết. Hắn chỉ cầu giờ khắc này, không thẹn với lương tâm. Biến dạng hư không, Diệp Thần mang Thiện Nhu, trở lại Bắc Mãng tổ địa. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tư Thanh đám con gái, đều ở đây tổ địa bên trong tu luyện. Diệp Thần cùng các nàng đoàn tụ, biết được gần đây hết thảy gió êm sóng lặng, Tinh Nguyệt Thần giáo bên kia, tạm thời không phái người tìm lại Hạ Nhược Tuyết. So với rất xa Tinh Nguyệt Thần giáo, hiện tại đặt ở Diệp Thần trước mặt, là Thiện Nhu nhân quả, vô cùng khó giải quyết. Trước không nói thiên nữ muốn giết Thiện Nhu, chỉ là Thiện Nhu thân thế, Diệp Thần liền làm không rõ ràng. Thiện Nhu hòa ngục hồn đạo mảnh vỡ, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Địa ngục hồn đạo mảnh vỡ đã không còn, luân hồi thánh hồn thiên còn có bổ toàn có thể sao? Cái này các loại nghi vấn, Diệp Thần là lý không rõ đầu mối. Thật may ở một ngày sau, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi Nhâm Phi Phàm, tựa hồ cảm ứng được Diệp Thần trở về hơi thở, chính là lặng lẽ hạ xuống đến Bắc Mãng tổ địa bên trong. Hai người gặp nhau, Diệp Thần mời Nhâm Phi Phàm leo lên nguyện vọng thiên tinh mật đàm. Nhâm tiền bối, cô bé kia. Diệp Thần sửa sang lại lời nói, trong chốc lát không biết từ nơi nào bắt đầu nói. Nhâm Phi Phàm khoát khoát tay, thở dài nói, ta đều biết, ta bội phục ngươi, lại có thể ở thiên nữ uy nghiêm hạ, bảo vệ tánh mạng của cô bé kia. Người trong giang hồ, thần bất do kỷ, có thể kiên trì bản tâm người, thiên hạ lại có bao nhiêu? Diệp Thần vội nói, Nhâm tiền bối, cô bé kia kết quả là lai lịch gì? Nàng nói, Gấm Hoa là em gái nàng, nàng có phải hay không vậy là sinh trưởng ở Thiết Vương tọa hạ một bụi cỏ nhỏ. Nhâm Phi Phàm chau mày, bấm ngón tay suy diễn một hồi, nói, đầu mối quá thiếu, ta đẩy không tính ra lai lịch, chỉ mơ hồ thấy, nàng tựa hồ là đến từ địa ngục giới. Diệp Thần nói, địa ngục giới. Nhâm Phi Phàm gật đầu nói, ừ, chỗ đó, được gọi là thế giới hiện thật địa ngục, muốn chứng đạo không không, đầu tiên là muốn vượt qua cái này mảnh đất ngục. Ta lúc còn trẻ, đã từng đi qua địa ngục giới một chuyến, sau đó bị lạc tọa độ, lại cũng không trở về. Căn cứ hiện hữu đầu mối, ta chỉ có thể suy tính ra, cái đó gọi Thiện Nhu thiếu nữ, nàng đến từ địa ngục giới, bởi vì nàng nằm hắc quan, chính là địa ngục giới bên trong pháp bảo, đã từng kiêm ra tiên tử vậy nằm qua. Diệp Thần cả kinh nói, cái gì? Theo bản năng sử dụng vậy hắc quan. Bóng tối quan tài, ở nguyện vọng thiên tinh thần thánh trong hoàn cảnh. Lộ vẻ được tương đương quỷ dị. Nhâm Phi Phàm ngắm nhìn vậy hắc quan, ngón tay khẽ vuốt một tí, nói ừ, không sai, địa ngục xu, năm đó Hồng Quân lão tổ, ở kiêm gia tiên tử sau khi chết, cũng từng cầm nàng nhét vào cái này trong quan tài, muốn lặng lẽ mang nàng đi không không lúc nào không, nhưng cuối cùng bị không không quy luật phát hiện, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Chế tạo cái này hắc quan vật liệu, và chế tạo địa ngục hồn đạo vật liệu, là giống nhau như đúc. Diệp Thần trong lòng động một cái, thật giống như cảm thấy nơi có đầu mối, cũng liên hệ tới, nói, Nhâm tiền bối, ta nghe nói ngục hồn đạo mảnh vỡ, đã sớm bị hủy diệt, luân hồi thánh hồn thiên, không thể nào khôi phục lại nguyên vẹn. Nhâm Phi Phàm gật đầu nói, địa ngục hồn nói, đúng là đã toái diệt, nhưng luân hồi thánh hồn thiên, cũng không phải là không có bổ toàn có thể. Chỉ cần ngươi có thể đi địa ngục giới một chuyến, tìm được thiên ngục hồn tinh, lấy ngươi binh tự quyết thần thông. Tùy thời đều có thể đúc lại địa ngục mảnh vỡ, bổ toàn luân hồi thánh hồn. Nếu có đi địa ngục giới cơ hội, cô gái kia thân thế, có lẽ cũng có thể giải khai. Nàng lại có thể cùng Thiết Ngai Vàng có liên quan, ta phỏng đoán, Thiết Ngai Vàng có lẽ ở địa ngục giới ngủ say qua. Diệp Thần nói, thiên ngục hồn tinh, đúc cái này hắc quan vật liệu, cũng là thiên ngục hồn tinh sao? Nhâm Phi Phàm nói, không sai, vậy thiên ngục hồn tinh. Chỉ có địa ngục giới mới sản phẩm, nhưng rất đáng tiếc, địa ngục giới quá thần bí, liền ta cũng tìm không trở về đã từng là tọa độ. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, vậy ngươi còn có biện pháp đi địa ngục giới sao? Nhâm Phi Phàm lắc đầu nói, không có tọa độ nói, ta cũng không đi được, huống chi vậy thế giới, đặc biệt thần bí lại tàn khốc, ta lúc còn trẻ không biết trời cao đất rộng,
lại có thể qua bên kia sông sáo qua một đoạn thời gian, bây giờ nghĩ lại, lòng vẫn còn sợ hãi. Chỗ đó, coi như là Vũ Hoàng cổ đế đi, có thể cũng có rơi xuống nguy hiểm. Diệp Thần kinh hãi, nói cái gì, Vũ Hoàng cổ đế cũng có rơi xuống nguy hiểm. Phải biết, Vũ Hoàng cổ đế nhưng mà thực tế xếp hạng thứ nhất cao thủ à, liền hắn đều có rơi xuống nguy hiểm, cái đó địa ngục giới, rốt cuộc là địa phương nào? Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, địa ngục giới chính là thế giới hiện thật địa ngục, muốn bước vào không không lúc nào không, trước hết vượt qua cái này mảnh đất ngục. Truyền thuyết địa ngục giới thần vũ trụ, là tới từ không không thời không sứ giả, tất cả phải đi không không thời không người, cũng phải tiếp nhận hắn khảo nghiệm. Nhưng từ cổ chí kim, có thể thông qua khảo nghiệm người, chỉ có Hồng Quân và Võ Tổ hai người. Diệp Thần Tùng sợ hãi, nói, không không thời không sứ giả. Thế giới hiện thật lại có không không thời không người. Nhâm Phi Phàm nói, chỉ là truyền thuyết mà thôi, vậy địa ngục giới thần vũ trụ, rốt cuộc thân phận gì, cũng không ai biết, chỉ biết là hắn vô cùng mạnh mẽ. Vậy phiến địa ngục giới, vậy đặc biệt đặc thù, vừa không thuộc về thế giới hiện thật, vậy không thuộc về không không, giới hồ vu tồn tại và không tồn tại tới giữa, cực kỳ mịt mờ. Cho nên, địa ngục giới tọa độ, là không ổn định, ta năm đó sông sáo sau khi rời đi, tọa độ liền bị mất, vĩnh viễn cũng không trở về, thực đang đáng tiếc. Diệp Thần chau mày, hiện tại đại khái có thể xác định, Thiện Nhu đến từ địa ngục giới. Địa ngục giới, chính là Thiện Nhu cố hương. Chỉ là, địa ngục giới tọa độ, Nhâm Phi Phàm đã mất. Hiện tại Diệp Thần coi như muốn đi địa ngục giới, vậy không có cách nào. Nếu như không thể đi địa ngục giới mà nói, vậy ta luân hồi thánh hồn thiên, liền không có bổ toàn cơ hội. Diệp Thần nói nhỏ, lo lắng. Nhâm Phi Phàm nói, đúng là như vậy, người hơn bồi bồi cái đó gọi Thiện Nhu cô gái, có lẽ có thể ở trên người nàng, bắt được đầu mối gì. Diệp Thần gật đầu một cái, hôm nay cũng chỉ có thể gặp đi bộ bước. Thiện Nhu bị Diệp Thần thu xếp ở Bắc Mãng Tổ Địa, một nơi tĩnh lặng trong thung lũng. Nàng có chút sợ người xa lạ, cho nên trừ Diệp Thần bên ngoài, cũng không gặp ai. Lúc này, u tĩnh thung lũng bên trong, Thiện Nhu cả người quần đen, ngồi một mình ở ao bờ đầm trên một tảng đá xanh lớn, xích hai chân, trắng noãn bàn chân, đưa đến trong đầm nước đi. Nàng tỏa ra đầm nước, ngưng đang nhìn mình gương mặt, ánh mắt suy nghĩ xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thiện Nhu. Diệp Thần đi tới Thiện Nhu bên người. Diệp Thần ca ca. Thiện Nhu thấy hắn tới, ánh mắt vui mừng, kêu gọi một tiếng, hai chân đánh một tí đầm nước, sau đó đứng lên. Diệp Thần dừng một chút, sửa sang lại một tí lời nói, chợt có chút dè đặt hỏi, ngươi còn nhớ địa ngục giới sao? Địa ngục giới. Thiện Nhu nghe được Diệp Thần câu hỏi, ngẩn ngơ, nói, đó là địa phương nào? Ta nghe cảm giác rất quen thuộc, nhưng, trong chốc lát, ta cũng không nhớ nổi. Diệp Thần nói, địa ngục giới, có thể là ngươi cố hương. Diệp Thần đơn giản đem Nhâm Phi Phàm mà nói cho Thiện Nhu. Vậy phiến địa ngục giới, sản phẩm thiên ngục hồn tinh địa phương, rất có thể chính là Thiện Nhu quê nhà. Diệp Thần chỉ hy vọng, Thiện Nhu nghe được hắn nói sau đó, có thể nhớ lại chuyện trước kia. Địa ngục giới, ta cố hương sao? Thiện Nhu ánh mắt xuất thần, mày liễu chặt vặn, thật giống như nhớ lại cái gì. Nhưng, vậy nhớ lại, tựa hồ để cho nàng đặc biệt thống khổ. Nàng đột nhiên im lìm hừ một tiếng, che tim, cả người có ti ti lũ lũ hắc khí tràn ra tới, một mặt khó chịu hình dáng, nói ca ca, đi. Ngươi đi mau, cách ta xa một chút. Diệp Thần ngạc nhiên, không rõ cho nên. Nhưng gặp Thiện Nhu trên mình hắc khí, càng ngày càng nồng đậm, như khói xương vậy lăn lăn khuếch tán ra. Hắc khí kia bên trong, mang vô cùng sát khí, vô cùng địa ngục hơi thở, vô cùng oán niệm. Từng trận chói tai gào thét, từng trận quỷ khóc vậy gầm thét, từ hắc khí kia bên trong tản mát ra. Rồi sau đó, Thiện Nhu gương mặt, bỗng nhiên đổi được dữ tợn, khóe miệng lộ ra hai cái nanh, con người vậy hoàn toàn hóa thành đen thui màu sắc, giống như ác ma vậy. Thời khắc này nàng, lần nữa biến hóa thành ma nữ, cổ họng phát ra một tiếng kêu chói tai, mười ngón tay ma khí nổ, móng tay bạo dài. Ngay sau đó, nàng mười ngón tay giống như đao kiếm vậy, vô cùng ác liệt hướng Diệp Thần tập sát tới. Thiện Nhu. Diệp Thần kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Suy. Thiện Nhu móng tay sắc bén, ở Diệp Thần trước người vạch qua.
nếu như không phải là Diệp Thần né tránh nhanh hơn, một kích kia, sợ rằng đã đem hắn trọng thương. Hu hu hu, Thiện Nhu trên mình màu đen ma khí, điên cuồng khuếch tán ra. Trong thung lũng cây cối, hoa cỏ, cây trúc, ở nàng ma khí bao phủ hạ, rắc rắc sát vang dội, lại là ngay tức thì biến hóa thành một cái hắc diệu thạch pho tượng. Ma nữ tư thái xuống Thiện Nhu, hơi thở đơn giản là khủng bố, đen thui như mực trong mắt, giống như mang mãi mãi ma tính, ánh mắt lướt qua, trong thiên địa hết thảy, đều phải biến thành hắc diệu thạch. Diệp Thần tiếp xúc tới nàng ánh mắt, thân thể cũng có chút cứng ngắc cảm giác, nếu như không phải là hắn có luân hồi huyết mạch, sợ rằng hắn cũng phải biến thành một cái hắc diệu thạch đại bàng. Thiện Nhu, tỉnh táo một chút. Tám bộ phù đồ khí. Diệp Thần khẽ cắn răng, cả người linh khí thả ra, tám bộ phù đồ khí bạo dậy. Từng luồng vàng óng cuồn cuộn, mang Phật môn tránh khí ánh sáng rực rỡ, từ Diệp Thần trên mình toát ra, đó là thuần túy nhất, nhất trang nghiêm Phật môn hơi thở, đối ma khí có cực mạnh hiệu quả áp chế. Vù vù, đầy trời Phật quang sáng chói, một tòa thật to phù đồ bảo tháp, chấn rơi xuống. Rồi sau đó, rơi xuống đất thành trận. Một cái màu vàng đại trận, lấy phù đồ bảo tháp là trung tâm, ngay tức thì tạo thành, đem Thiện Nhu khốn khóa ở trong đó. Thiện Nhu như mẹ thú vậy vùng vẫy gào thét, nhưng trong chốc lát, cũng không cách nào thoát khỏi Diệp Thần Phật tháp đại trận trấn áp. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, bước ra một giọt màu vàng kim luân hồi máu tươi, in vào Thiện Nhu trên trán. Luân hồi hơi thở, có thể trấn áp hết thảy yêu tà. Ở Diệp Thần luân hồi máu tươi dưới áp chế, Thiện Nhu trên mình ma khí, cũng là dần dần nhạt đi tiêu tán, trong mắt khôi phục tinh khiết trong suốt hình dáng. Thiện Nhu, không sao chứ? Diệp Thần vội vàng rút lui đi Phật tháp đại trận trấn áp, đem Thiện Nhu đỡ lên. Thiện Nhu ngẩn ngơ, hồi tưởng lại mình mới vừa thiếu chút nữa muốn tổn thương Diệp Thần, không khỏi được ánh mắt một đỏ, nắm Diệp Thần tay, thân thể mềm mại run rẩy run, nói, Diệp Thần ca ca, thật xin lỗi. Diệp Thần nhẹ nhàng sờ một cái đầu tóc nàng, nói, không có sao, hẳn là ta nói đúng không dậy. Diệp Thần mới vừa nói tới địa ngục giới, rõ ràng xúc động Thiện Nhu nhớ lại, để cho nàng đột nhiên ma hóa, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Thiện Nhu lau mắt, có chút mê ly nói, Diệp Thần ca ca, người nhắc tới địa ngục giới, đúng là để cho ta nghĩ tới một ít thứ. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, người nhớ ra cái gì đó. Nếu như Thiện Nhu có thể nhớ tới địa ngục giới tọa độ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Diệp Thần muốn bổ toàn luân hồi thánh hồn thiên mà nói, nhất định phải đi địa ngục giới tìm thiên ngục hồn tinh. Đó là duy nhất có thể bổ toàn luân hồi thánh hồn thiên vật liệu. Thiện Nhu nói, ta nhớ tới, ta và muội muội ta gấm hoa, đều là bị địa ngục giới thần vũ trụ thu nuôi. Diệp Thần nói, địa ngục giới thần vũ trụ. Thiện Nhu nói, đúng vậy, hắn kêu Diêm La Đạo Quân. Là cái nóng này rất cô tịch người, nhưng đối với ta và gấm hoa đều rất tốt, hắn là địa ngục giới tuyệt đối nắm giữ, tu vi vô cùng mạnh mẽ. Ngoại giới cao thủ, bất kể là ai, đi đến địa ngục giới, cũng không phải là địch thủ của hắn. Diệp Thần âm thầm ngạc nhiên, lúc đầu địa ngục giới thần vũ trụ, chính là kêu Diêm La Đạo Quân. Nhâm Phi Phàm nói qua, vậy địa ngục giới vương, rất có thể là đến từ không không thời không sứ giả, tu vi tự nhiên không thể nào yếu đi nơi nào. Ở địa ngục giới bên trong, Diêm La Đạo Quân chiếm hết thiên thời địa lợi, có thể coi như là vũ hoàng cổ đế đi, vậy chiếm không được tiện nghi. Thiện Nhu, trừ Diêm La Đạo Quân bên ngoài, người còn có thể nhớ tới những chuyện khác sao? Ví dụ như, địa ngục giới tọa độ, quê quán của ngươi, rốt cuộc ở địa phương nào? Thiện Nhu lắc đầu một cái, nói, những chuyện khác, ta không nhớ gì cả, hơn nữa, địa ngục giới thiên cơ mờ ảo, không có cố định tọa độ. Vị trí thời thời khắc khắc đều ở đây thay đổi, ta coi như nhớ tới năm đó tọa độ, hiện tại cũng sẽ không có dùng. Diệp Thần thật sâu cau mày nói, phải không? Thế giới hiện thật địa phương, có cố định vị trí và tọa độ. Nhưng, địa ngục giới, quá thần bí. Chỗ đó, vừa không thuộc về thế giới hiện thật, vậy không thuộc về không không lúc nào không, giới hồ tồn tại và không tồn tại tới giữa, thiên cơ mờ ảo không thể tìm. Diệp Thần xoa xoa ấn đường. Có chút nhức đầu. Xem ra muốn tìm địa ngục giới vị trí, thật đúng là khó hơn lên trời. Chẳng lẽ ta luân hồi thánh hồn thiên, định trước không có bổ toàn hy vọng? Diệp Thần trong lòng ngưng trọng, nếu như luân hồi thánh hồn thiên, thật không có thể bổ toàn nói, vậy mình cực khổ lâu như vậy,
liền làm không công một cuộc. Không biết làm sao, Diệp Thần cũng chỉ có thể lưu lại, bồi bạn Thiện Nhu, hy vọng có thể ở trên người nàng, tìm được càng nhiều hơn đầu mối. Lúc này, Thái Thượng Thế Giới, Nguyện Vọng Thần Giáo. Một tòa tiên khí mờ ảo, mây khói bao phủ ao nước, tọa lạc tại Nguyện Vọng Thần Giáo địa mạch hạch tâm. Đó chính là bốn đại tiên ao đứng đầu, Cầu Nguyện Hồ Tiên. Toàn bộ Nguyện Vọng Thần Giáo đạo thống khí vận, cũng hội tụ ở Cầu Nguyện Hồ Tiên bên trên. Lúc này, Cầu Nguyện Hồ Tiên bên cạnh, đứng ba người. Hai cô gái, một cái cụ già. Là Đảm Nhiệm Thiên Nữ, Diệp Lạc Nhi, Bắc Minh Thần Tôn. Đảm Nhiệm Thiên Nữ đứng ở phía trước, Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh Thần Tôn, đứng nghiêm ở phía sau. Ta cầu nguyện, thiên cơ biểu dương, địa ngục dòm ngó gặp. Đảm Nhiệm Thiên Nữ xinh đẹp mang vẻ ngưng trọng, nhẹ giọng ngâm sướng ra cổ xưa thần chú, cả người linh khí không ngừng dòng nước chảy, tóc xanh trên sương mù bốc hơi lên. Rào 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 rào. Theo thần chú rơi xuống, vậy cầu nguyện hồ tiên cũng là chấn động lên, nước gợn lăn lăn, rung động lan truyền. Ngay sau đó, ở đó ao nước bên trong, nổi lên một bức tranh. Đó là một bức địa ngục vậy cảnh tượng. Núi thây biển máu, bạch cốt lui lui, khắp nơi đều là thi thể cùng máu tươi, bầu trời khắp nơi lẩn quẩn con ruồi cùng kên kên, hắc vụ lăn lăn, chướng khí xâm nghiêm, lại có vô cùng oan hồn cùng yêu ma, ở màu đỏ nhạt trên vùng đất dạo chơi. Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh Thần Tôn, thấy vậy địa ngục vậy cảnh tượng, đạo tâm đều là một hồi rung, kinh hãi được liên tục lui về phía sau. Ha ha, rốt cuộc tìm được địa ngục giới tọa độ. Đảm Nhiệm Thiên Nữ vẻ mặt như thường, một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng móc ra một cái khăn tay, lau chùi trên trán đổ mồ hôi. Vận dụng cầu nguyện hồ tiên lực lượng, hiển nhiên hao phí nàng không thiếu tinh lực. Cầu nguyện hồ tiên, truyền thuyết có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng. Mới vừa, Đảm Nhiệm Thiên Nữ chính là cầu nguyện, muốn theo dõi địa ngục giới vị trí. Nàng nguyện vọng thực hiện. Chúc mừng Thiên Nữ đại nhân. Bắc Minh Thần Tôn chắp tay nói vui. Diệp Lạc Nhi yên lặng không nói, liếc mắt một cái cầu nguyện hồ tiên. Hồ tiên ở giữa hình ảnh, dần dần nhạt đi, nhưng mới vừa địa ngục giới đáng sợ hơi thở, nhưng để cho Diệp Lạc Nhi để lại ấn tượng sâu sắc. Lòng nàng, vô hình tủng sợ hãi cùng run rẩy. Vậy địa ngục giới, hơi thở quá đáng sợ, để cho người nhìn một cái, chính là trọn đời khó quên, như ác mộng vậy quanh quẩn, nàng thiếu chút nữa đều phải nôn mửa ra. Ta lúc còn trẻ, đã từng và tiểu phàm cùng đi địa ngục giới lịch luyện qua, thật đúng là hoài niệm à. Đảm Nhiệm Thiên Nữ ngón tay nhẹ nhàng vạch qua ao nước, một hồi rung động dâng lên, nàng uyển chuyển thở dài, rơi vào nhớ lại bên trong. Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh Thần Tôn cũng đứng nghiêm không nói, yên tĩnh đứng. Đảm Nhiệm Thiên Nữ như mộng nghệ bàn lẩm bẩm, chỗ đó, sát khí quá đáng sợ, ta và tiểu phàm, cũng thiếu chút nữa táng thân ở bên trong. Thật may cuối cùng chúng ta may mắn trốn thoát, đó là ta cùng hắn duy nhất sóng vai tác chiến cuộc sống. Cùng sau khi ra, vì tranh đoạt nhâm gia thiên mệnh danh hiệu, ta và hắn nhất định là không chết không thôi. Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh Thần Tôn, nghe Đảm Nhiệm Thiên Nữ nhớ lại chuyện cũ, nhắc tới Nhâm Phi Phàm, hai người tự nhiên không tốt chen miệng, tiếp tục duy trì yên lặng. Đảm Nhiệm Thiên Nữ cười nói, ta năm đó và hắn, cướp được một khối thiên ngục hồn tinh, bị vô số thế lực đuổi giết. Ha ha, vậy thiên ngục hồn tinh, là địa ngục giới đặc sản, mấy chục ngàn năm mới sản phẩm một khối, vô cùng chân quý, nếu như có thể mang ra ngoài nói, ta và hắn đều đủ để nghịch thiên cải mệnh. Đáng tiếc, vậy thiên ngục hồn tinh sát khí rất nặng, chúng ta chân thực không có biện pháp mang ra ngoài, thậm chí thiếu chút nữa bị cắn trả, cuối cùng chỉ có thể chôn ở một cái địa phương bí ẩn. Bắc Minh Thần Tôn nghe đến chỗ này, trong lòng động một cái, nói Thiên Nữ đại nhân, ta đã nghe ngươi nói. Vậy thiên ngục hồn tinh, là chế tạo địa ngục hồn đạo vật liệu, luân hồi chi chủ muốn bổ toàn hắn luân hồi thánh hồn thiên, phải dùng đến thiên ngục hồn tinh. Đảm Nhiệm Thiên Nữ nói, không sai, ta ngày hôm nay hao phí cực lớn tinh lực, rất nhiều hạ nguyện vọng, tìm địa ngục giới vị trí, chính là muốn gọi các ngươi đi qua, giúp ta cầm thiên ngục hồn tinh thu hồi lại. Vừa nói nhìn về Bắc Minh Thần Tôn, lại nhìn Diệp Lạc Nhi một mắt. Diệp Lạc Nhi thân thể mềm mại run lên. Nói Thiên Nữ đại nhân, ngươi là muốn đem thiên ngục hồn tinh, đưa cho Diệp đại ca sao? Nàng biết Thiên Nữ một mực ở đào tạo Diệp Thần, mà giờ khắc này Diệp Thần, đang cần thiên ngục hồn tinh. Nếu để cho Diệp đại ca, vậy thật quá tốt.
Đảm nhiệm thiên nữ mỉm cười cười một tiếng, nói, vậy thiên ngục hồn tinh, ta dĩ nhiên là cấp cho hắn, nhưng hắn nhất định phải lấy đồ để đổi. Diệp Lạc Nhi ngạc nhiên, mơ hồ đoán được cái gì. Bắc Minh Thần Tôn vui vẻ nói, thiên nữ đại nhân, ngươi là muốn gọi luân hồi chi chủ, cầm vậy ma nữ tim, tới đổi thiên ngục hồn tinh. Đây cũng là diệu kế à? Đảm nhiệm thiên nữ nói, không sai. Vậy ma nữ tim, là ta luyện công bắt buộc vật liệu, không cho sơ thất. Chỉ cần chúng ta bắt được thiên ngục hồn tinh, Diệp Thần tên kia, khẳng định sẽ ngoan ngoãn giao ra ma nữ tim. Thiên nữ chẳng muốn bức bách Diệp Thần, thế nhưng ma nữ tim, nàng vậy không muốn bỏ qua. Cho nên, dùng thiên ngục hồn tinh trao đổi, không thể nghi ngờ là lưỡng toàn kỳ mỹ sách lược. Diệp Lạc Nhi có vẻ chấn động, nàng cũng nghe thiên nữ nói qua ma nữ lòng sự việc, hoảng hốt vội nói, thiên nữ đại nhân, không thể, người cái này không phải làm khó Diệp đại ca sao. Hắn là một người hiền lành, người kêu hắn giết chết cái đó gọi thiện nhu cô gái, hắn nhất định không muốn. Đảm nhiệm thiên nữ ha ha cười một tiếng nói, hiền lành. Ngươi nói đùa sao, chết ở Diệp Thần người bên dưới, hài cốt đủ để xếp thành một ngọn núi, hắn làm sao có thể coi là hiền lành. Hắn không muốn giết vậy ma nữ, hơn phân nửa là bị mê hoặc. Chỉ cần ta cầm ra thiên ngục hồn tinh, hắn nhất định sẽ tỉnh hồn lại. Muốn thiên ngục hồn tinh, bổ toàn luân hồi thánh hồn thiên, vẫn là phải một cái ma nữ tánh mạng, ta tin tưởng người thông minh, đều biết như thế nào lựa chọn. Diệp Lạc Nhi mồ hôi lạnh nhễ nhại, cảm thấy thiên nữ phương pháp này, ép Diệp Thần làm lựa chọn, thật to không ổn. Nàng muốn khuyên gì, nhưng thiên nữ nhàn nhạt khoát khoát tay, ngừng nàng nói chuyện. Không cần nói, Lạc Nhi, ngươi và Bắc Minh đi một chuyến địa ngục giới, lấy lại thiên ngục hồn tinh là được. Thiên nữ đầu ngón tay linh khí thả ra, hội tụ thành một tấm bản đồ. Đây là địa ngục giới bản đồ, thiên ngục hồn tinh chôn dấu điểm, ta cho các ngươi đánh dấu đi ra. Các ngươi cẩn thận một chút, nhất định phải đem thiên ngục hồn tinh cầm về. Bắc Minh Thần Tôn cung kính nhận lấy bản đồ, nói thiên nữ đại nhân. Thiên nữ gặp Diệp Lạc Nhi có chút không tình nguyện, liền nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng mà, cười nói, Lạc Nhi, ta cho tới bây giờ không cưỡng bách qua ngươi Diệp đại ca, đem ngươi thiên ngục hồn tinh cầm về, hắn có chịu hay không giao dịch, cũng xem hắn ý, ta cũng không sẽ buộc hắn. Lần này đi địa ngục giới, cũng coi là ngươi một chàng lịch luyện. Diệp Lạc Nhi không biết làm sao, đành phải gật đầu nói, Thiên nữ lại hướng Bắc Minh Thần Tôn nói, Bắc Minh, bảo vệ tốt Lạc Nhi, vậy địa ngục giới, dẫu sao 10 phần nguy hiểm, người coi như liều mạng cái mạng này không muốn, cũng không thể để cho Lạc Nhi xảy ra chuyện. Bắc Minh Thần Tôn nói, cần tuân thiên nữ đại nhân pháp dụ. Diệp Lạc Nhi trong lòng một hồi cảm kích. Lập tức, thiên nữ chính là biến dạng ra một cái không gian lối đi, phất tay một cái nói, các ngươi đi đi. Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh Thần Tôn cùng kêu lên đáp dạ, liền đạp nhập không gian lối đi bên trong, dọc theo lối đi đi địa ngục giới. Diệp Thần, ta đây muốn xem, ngươi là muốn thiên ngục hồn tinh, vẫn là vậy ma nữ tánh mạng. Đảm nhiệm thiên nữ ngắm nhìn bầu trời phương xa, khóe miệng hơi gợi lên một nụ cười, như nắm chắc phần thắng. Địa ngục giới, nhảy ra vạn giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Đây là một phiến vô cùng đặc thù thế giới, cả thế giới hiện đầy thối giữa máu thịt, hài cốt, còn có tất cả loại các dạng chất lỏng sền sệt, mù, tất cả loại các dạng không thể danh trạng khảng đồ bẩn. Chỗ này, có thể nói là tất cả thời không trong thế giới, bẩn thỉu nhất, nhất làm người ta nôn mửa tồn tại, xứng đáng không thẹn địa ngục. Giờ phút này, ở địa ngục giới bên trong, một tòa thi thể thịt vụn chất đống thành trên núi cao, hai đạo thân ảnh, biến dạng hư không, hạ xuống. Chính là Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh Thần Tôn. Hai người một hạ xuống, thấy chung quanh núi thây biển máu, vô số chất lỏng sình sạch sôi trào đáng sợ cảnh tượng, đều là chau mày. Cho dù hai người thấy quen giết hại sóng gió, nhưng cái này địa ngục giới khủng bố quỷ dị hoàn cảnh, vẫn là để cho hai người một hồi buồn nôn, thiếu chút nữa muốn nôn mửa ra. Nơi này chính là địa ngục giới sao? Diệp Lạc Nhi thả ra một tầng màu vàng kim linh khí, bảo vệ được thân thể. Miễn được bị chung quanh núi thây biển máu, vô cùng chướng khí ăn mòn. Lạc Nhi tiểu thư, chúng ta vẫn là mau sớm tìm được thiên ngục hồn tinh, trở về hướng thiên nữ đại nhân phục mệnh. Bắc Minh Thần Tôn lấy ra bản đồ, nói. Diệp Lạc Nhi nhẹ khẽ gật đầu. Lập tức, hai người chính là dựa theo bản đồ, một đường đi về trước bay vút.
Địa ngục giới bên trong, khắp nơi đều là oan hồn cùng ác quỷ, thật may Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh Thần Tôn, thực lực cũng khá là cường hãn, tầm thường oan hồn ác quỷ, vậy không tổn thương được bọn họ. Rất nhanh, hai người đi tới liền một phiến hoang phế di tích bên trong. Cái này mảnh di tích, khắp nơi đều là tàn phá đại điện cùng lâu vũ, bên trong hiện đầy xương trắng thi hài, trên bầu trời có từng cái kền kền quanh quẩn. Địa ngục giới bên trong, khắp nơi đều là thi thể, máu tươi lăn lăn, nhưng cũng không phải là tử địa. Ngược lại, nơi này tồn tại rất nhiều mạnh mẽ thế lực. Những thế lực kia, có chính là năm xưa chứng đạo không không thất bại sau cường giả, ẩn cư nơi đây sáng lập. Có chính là địa ngục hơi thở ngưng hóa ra tiên thiên linh thể, liên hiệp xây. Còn có thế lực, thậm chí cùng không không lúc nào không có quan. Không không lúc nào không cực kỳ hỗn loạn, cho dù là chưa từng không lúc nào không bên trong sản sinh ra chủng tộc, cũng chưa chắc có thể thích ứng vậy phiến thời không hoàn cảnh. Có chủng tộc, không nhịn được không không lúc nào không vậy không cách nào miêu tả, hoàn toàn không thể xác định quy luật, vì vậy chạy tới thế giới hiện thật, liền trốn ở địa ngục giới bên trong. So sánh với không không lúc nào không, hoàn toàn không cách nào miêu tả quy luật, địa ngục giới quy luật, chỉ ít cùng thế giới hiện thật, có một chút liên quan. Mà thế giới hiện thật, thì đại biểu ổn định, thực tế, có thể để cho mỗi một cái sinh linh, sum xuê sinh trưởng. Thiên nữ cho trên bản đồ, thu ghi trước địa ngục giới các loại thế lực phân phối. Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh Thần Tôn, bắt được trên bản đồ nhân quả, tự nhiên biết rõ cái này phiến địa ngục giới đáng sợ. Những cái kia cường đại thế lực, đặc biệt là xuất xứ từ không không thời không chủng tộc, ở mảnh thế giới này bên trong, chiếm cứ tuyệt đối nắm giữ địa vị. Từng cái chủng tộc thế lực, ở núi thây biển máu trong thế giới, mở ra đạo tràng, thành lập pháp thống, vững bước tu luyện tiến về trước, chỉ vì cuối cùng siêu thoát. Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh Thần Tôn, hai người trước mắt di tích, chính là một nơi hoang phế đạo tràng, đã sớm suy diệt, mất đi tất cả pháp thống khí tượng, lại lần nữa bị thi thể cùng xương trắng ăn mòn. Địa ngục giới địa mạch, tràn đầy ác độc, ách nan cùng nguyền rủa hơi thở. Làm địa mạch sát khí, tụ lại, liền sẽ biến hóa ra vô cùng xương trắng cùng thi hài, nếu như không có đạo tràng pháp thống chấn thủ, cũng sẽ bị xương trắng thi thể ăn mòn, cuối cùng sa vào thành địa ngục. Trước mắt di tích, còn không có hoàn toàn sa vào, loáng thoáng có thể nhận ra ngày xưa đạo tràng đường danh. Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh Thần Tôn nhìn nhau, hai người nhanh chóng tiến vào di tích trung tâm. Ở di tích khu vực trung tâm, hai người thấy được rất nhiều đào dấu vết, còn có rất nhiều cúng tế đồ dùng, dấu vết còn rất tươi. Có người đến qua nơi này. Diệp Lạc Nhi thầm giật mình. Bắc Minh Thần Tôn sắc mặt trầm xuống, cũng là ngưng trọng nói, xem ra thiên nữ đại nhân, chôn ở trong chỗ này thiên ngục hồn tinh, người ngoài vậy tìm, bất quá thật may bọn họ không tìm được. Năm đó, đảm nhiệm thiên nữ và nhâm phi phàm, đem thiên ngục hồn tinh chôn ở chỗ này, dùng đặc thù cấm chế che chở, nếu như không có phá giải thần chú, người ngoài coi như khai thác cả đời, đào một mét cũng không khả năng tìm được. Diệp Lạc Nhi nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh lên một chút tìm được thiên ngục hồn tinh, trở về phục mệnh. Bắc Minh Thần Tôn nói, đúng là như vậy. Vừa nói, Bắc Minh Thần Tôn chính là nhẹ nhàng tụng niệm, huyết nguyệt tan thành mây khói, ôm pháp thủ một, chư pháp sách hết, thiên ngục hồn tinh, lên. Cái này tiếng ngâm sướng rơi xuống, mặt đất bỗng nhiên ủng ủng chấn động đứng lên, nứt ra một kẽ hở. Kẽ hở bên trong, có huyết nguyệt trói lọi tràn ngập ra. Rồi sau đó huyết quang tản đi, một khối quả đấm lớn tinh thạch, từ kẽ hở chỗ sâu, chậm rãi bay lên, ông ông tác hưởng. Đây chính là thiên ngục hồn tinh sao? Diệp Lạc Nhi nhìn vậy tinh thạch, một hồi ngạc nhiên. Chỉ gặp khối tinh thạch kia, toàn thân trong suốt được không có một chút tì vết nào, vô cùng thấu rõ, tản mát ra cực kỳ cường hãn năng lượng ba động, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy tâm diêu thần trì, linh hồn hỗn loạn. Tinh thạch này chính là thiên ngục hồn tinh. Năm đó, thiên nữ và nhâm phi phàm, liên thủ bày cấm chế, đem thiên ngục hồn tinh chôn ở chỗ này, cho tới giờ khắc này Bắc Minh Thần Tôn ngâm sướng ra thần chú, giải khai cấm chế, mới để cho khối này hồn tinh, lần nữa xuất thế. Ung ung, theo thiên ngục hồn tinh xuất thế, một cổ năng lượng bàng bạc chập chờn cũng là phóng lên cao. Trên trời mưa gió lăn, xuất hiện một cái vòng xoáy vậy đen nhánh đoàn năng lượng, phong lôi lăn lăn, khí tượng kịch liệt. Đồ đã đến tay, Lạc Nhi tiểu thư, chúng ta đi mau. Bắc Minh Thần Tôn cầm lấy thiên ngục hồn tinh,
thu vào trong ngực, liền thúc giục Diệp Lạc Nhi rời đi. Khối này thiên ngục hồn tinh, sát khí rất nặng, thật may Bắc Minh thần tôn có thiên quân cấp bậc thực lực, đủ để chịu đựng. Mà năm đó thiên nữ và nhâm phi phàm, tìm được thiên ngục hồn tinh thời điểm, hai người đều không phải là thiên quân, thậm chí còn không chém ra, tự nhiên không chịu nổi thiên ngục hồn tinh năng lượng. Diệp Lạc Nhi gật đầu một cái, liền muốn cùng Bắc Minh thần tôn cùng nhau, biến dạng hư không rời đi. Nhưng, hạ một sát, hai người nhưng kinh ngạc phát giác, chung quanh không gian quy luật, lại là một khối thiết bản, không cách nào biến dạng. Thậm chí, ở di tích trên vùng đất, xuất hiện từng đạo trận văn, một cái to lớn cấm chế trận pháp, nhanh chóng đem hai người vây lại. Nguy rồi, nơi này bị người bày ra trận pháp, chúng ta rơi vào bẫy dập. Bắc Minh thần tôn mặt đầy chấn động phố, mồ hôi lạnh ngay tức thì nhô ra. Diệp Lạc Nhi con người co giúp một cái, cũng là cảm thấy không ổn. Lúc này, địa ngục giới bên trong, một phiến cổ xưa trong đạo tràng. Cái này phiến đạo tràng bốn phía, là vô tận máu thịt vũng bùn, thi hài mủ, cực kỳ đáng sợ. Nhưng ở trong đạo tràng, nhưng là sơn thanh thủy tú, cổ phong dồi dào, phong cảnh yên tĩnh mát mẻ, không khí mát mẻ. Hiển nhiên là có người đại thần thông, ở núi thây biển máu trong thế giới, mở ra chỗ này động thiên phúc địa. Giờ phút này, ở đạo tràng giảng đàn trên, một người mặc đạo bào ông già, đang khai đàn thuyết giáo, phía dưới là mấy trăm cái đệ tử trẻ tuổi, đều ở đây rửa tai lắng nghe. Không không chi đạo, không thể nói, không thể nói, không chỗ nào không có ở đây, không chỗ nào bất hủ. Ta hoàng tộc xuất xứ từ không không lúc nào không, bởi vì không không cách nào thì quá mức thần bí. Không thể chạm, chỉ có thể trốn tránh đến thế giới hiện thật. Mà nay, ta hoàng tộc khổ tu vô số hỗn độn kỷ nguyên, công đức tích lũy thâm hậu, kém không nhiều vậy đến chứng đạo không không thời điểm. Vậy ông già thanh âm từ từ nói. Một người học trò hỏi, lão tổ, vậy chúng ta hoàng tộc, lúc nào trở lại không không lúc nào không? Lão giả kia nói, nhanh, chỉ cần đem một tên phản đồ bắt trở lại tế trời, là được công đức viên mãn, chân chính trở về không không. Đệ tử kia nói, phản đồ, chính là vậy được gọi là vạn giới cấm kỵ hoang tự tại. Đệ tử kia nói ra hoang tự tại cái này ba chữ, đột nhiên ngũ quan vặn vẹo, rên lên một tiếng, gương mặt hiện ra tím bầm khí, lại đột nhiên ngã quỵ trên đất, kịch liệt lật lăn, thật giống như chúng kịch độc vậy. Chung quanh đệ tử đều là kinh hãi, rối rít đứng dậy tránh lui. Vậy ông già thần sắc đại biến, nói càn rỡ. Ta nói bao nhiêu lần. Không cho phép không ngừng kêu vậy phản đồ tên thật, người cũng không sợ chết sao. Thanh âm rơi xuống, ông già thả ra tự thân linh khí, bao phủ ở đệ tử kia trên mình. Đệ tử kia vùng vẫy một hồi, màu tím bầm gương mặt, chính là khôi phục bình thường, cuối cùng từ trong quỷ môn quan đi về tới. Đa tạ lão tổ cứu mạng. Hắn mồ hôi lạnh nhễ nhại quỳ xuống đất, lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy ông già ừ một tiếng. Nói, vậy phản đồ được gọi là vạn giới cấm kỵ, hắn tên thật, tự nhiên chính là cấm kỵ vậy tồn tại, há là một mình ngươi hậu bối có thể không ngừng kêu. Đệ tử kia nói, vậy ông già còn muốn nói gì, nhưng đột nhiên sắc mặt kịch biến, ngũ quan lộ ra tức giận vẻ. Lão tổ, thế nào? Có đệ tử cẩn thận hỏi. Có người xông vào di tích cấm địa, đào đi thiên ngục hồn tinh, xúc động cấm chế. Vậy ông già vô cùng chấn động. Nghe nói như vậy, tại chỗ đệ tử cũng kinh sợ. Khối kia thiên ngục hồn tinh, là lão tổ luyện công vật cần, nếu như bị người đào đi, vậy thì phiền toái. Lão tổ, điều này sao có thể, mãnh di tích kia, chúng ta đã che giấu thiên cơ, người ngoài không thể nào biết được à? Chẳng lẽ đảm nhiệm thiên nữ và nhâm phi phàm hai cái người ngoại lai, lại trở về? Là bọn họ, năm đó bọn họ, đánh cắp thiên ngục hồn tinh thời điểm. Chỉ có không tới trăm gia cảnh tu vi, hôm nay đã trưởng thành là kinh thế cường giả, chẳng lẽ bọn họ thật muốn quay về? Chúng đệ tử hoang mang bất an, xì xào bàn tán. Tất cả yên lặng cho ta một chút. Hoang tộc lão tổ giọng lạnh lùng. Chúng đệ tử lập tức an tĩnh lại. Hoang tộc lão tổ bấm ngón tay suy diễn thiên cơ, rồi sau đó sờ một cái râu, nói, không phải nhâm ra vậy hai vị thiên mệnh, chỉ là thiên nữ hai người thủ hạ thôi. Chín tầng trời thần thuật, long thần phá thiên quyết. Có chút ý tứ. Hoàng tộc lão tổ tựa hồ bắt được cái gì, ánh mắt hơi sáng lên, sau đó kêu lên, Hoàng Hàn, người dẫn người đi cấm địa di tích một chuyến, đem người xâm nhập giết, cầm thiên ngục hồn tinh đoạt lại.
Ha ha, bọn họ tới đúng dịp, ta đang giàu không tìm được thiên ngục hồn tinh, bọn họ phản tự té moi ra. Thanh âm rơi xuống, chúng đệ tử bên trong, một cái mày kiếm tinh mắt nam tử, chính là đứng dậy, chắp tay kêu, lão tổ. Hoàng tộc lão tổ gật đầu một cái, nói, người có bữa huyền bảy tầng thiên thực lực, nhưng vậy phải cẩn thận một chút, đối phương có cô gái, tu luyện 9 tầng trời thần thuật, thân cái máu rồng, không thể khinh thường, như người có thể đánh bại nàng, thuận tiện lấy thải âm bổ dương chi đạo, ép khô nàng huyết mạch, có lẽ có thể để cho ngươi một bước lên trời, tấn thăng vô lượng cảnh vậy không nhất định. Cái đó gọi Hoàng Hàn nam tử, nghe được bản thân có một bước lên trời, tấn thăng vô lượng cơ hội, nhất thời trong mắt lóe sáng, nói, lão tổ mời yên tâm, ta nhất định sẽ đem người xâm nhập giết chết, đoạt lại thiên ngục hồn tinh. Lập tức, Hoàng Hàn chính là mang mấy người đệ tử, nhanh chóng biến dạng hư không, chạy tới di tích cấm địa. Vậy di tích bên trong, Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh Thần Tôn, mấy lần muốn xông phá cấm chế trận pháp đi ra ngoài, cũng không làm nên chuyện gì. Gai gâu, đây là vô lượng cường giả bày ra cấm chế, chỉ sợ không dễ dàng đột phá. Bắc Minh Thần Tôn mặt lộ vẻ khó khăn. Diệp Lạc Nhi cắn răng nói, chẳng lẽ chúng ta phải bị vây chết ở chỗ này? Bắc Minh Thần Tôn kiên quyết nói, Lạc Nhi tiểu thư mời yên tâm, nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, lão phu coi như liều mạng cái mạng này, cũng phải đưa ngươi đi ra ngoài. Thanh âm này rơi xuống, giữa trời đất đột nhiên tiếng sấm chấn động, không gian biến dạng, chung quanh cấm chế cũng giãn ra, một đạo tiếng cười lớn truyền ra. Dám xông vào ta hoang tộc cấm địa, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Chỉ gặp một cái mày kiếm tinh mắt nam tử, mang mấy cái thiên quân cấp cường giả, từ hư không bên trong kẽ hở đi ra. Người nào? Bắc Minh Thần Tôn thần sắc đại biến. Bổn tôn chính là hoang tộc ghế thủ lãnh đệ tử, Hoàng Hàn, các ngươi hai cái chính là trời nữ dưới quyền. Thực lực bất quá như vậy. Hoàng Hàn nở nụ cười lạnh, hắn là thiên huyền cảnh 7 tầng thiên siêu cấp cường giả. Mà Bắc Minh Thần Tôn, chỉ là thiên huyền 4 tầng thiên mà thôi. Hai người ước chừng kém 3 cảnh giới. Ở nơi này to lớn cảnh giới nghiền ép hạ, Hoàng Hàn nhìn về phía Bắc Minh Thần Tôn và Diệp Lạc Nhi, liền như đánh giá hai con kiến hôi. Lạc Nhi tiểu thư, đi mau. Bắc Minh Thần Tôn không có bất kỳ do dự, lập tức đem thiên ngục hồn tinh giao cho Diệp Lạc Nhi trong tay, thúc giục nàng rời đi. Cảnh giới chênh lệch quá xa, Bắc Minh Thần Tôn không thấy được chút nào thắng lợi có thể. Diệp Lạc Nhi cầm thiên ngục hồn tinh, nhất thời do dự. Nhưng gặp Bắc Minh Thần Tôn, giờ phút này cả người khí huyết cháy, sinh mệnh lực cũng hoàn toàn bốc cháy, già nua quả đấm một quyền đánh ra, trực kích Hoang Hàn đầu. Đây là liều mạng một quyền. Hắn chỉ muốn cho Diệp Lạc Nhi trì hoãn thời gian. Tự tìm cái chết. Hoang Hàn thấy Bắc Minh Thần Tôn công kích, nhưng là khinh thường cười một tiếng, bàn tay vung ra, cuồng bạo thiên quân khí thế nổ, nắm Bắc Minh Thần Tôn quả đấm. Rắc rắc. Hoang Hàn tiện tay một nặn, Bắc Minh Thần Tôn quả đấm, chính là bị tạo thành thịt nát. Ở to lớn cảnh giới chênh lệch hạ, Bắc Minh Thần Tôn hoàn toàn không địch lại, coi như là liều mạng, vậy hoàn toàn không tổn thương được Hoang Hàn, vừa đối mặt liền bị trọng thương. Tiền bối. Diệp Lạc Nhi tức giận đồng thời xuất hiện, cả người linh khí nổ lên, lập tức sử dụng Long Thần Phá Thiên Quyết. Hống. Ngay tức thì, Diệp Lạc Nhi hóa thành một cái màu vàng rồng thần, chiếm cứ thương khung, mênh mông huy hoàng kim quang, từ nàng hình rồng thân thể nổ bắn ra ra. 9 tầng trời thần thuật uy nghiêm, vào giờ khắc này tách thả ra đến mức tận cùng. Ha ha, lão tổ nói không sai, quả nhiên là 9 tầng trời thần thuật. Hoàng Hàn thấy Diệp Lạc Nhi rồng thần tư thái, lạnh lạnh cười một cái, rồi sau đó khinh thường nói. Cô nàng, đáng tiếc người tu vi quá kém, không phát huy ra 9 tầng trời thần thuật uy lực, cho ta bó tay chịu trói đi. Hoàng Hàn đem Bắc Minh Thần Tôn, tiện tay vứt trên đất, trở tay một trường, hướng Diệp Lạc Nhi vỗ tới. Thiên Hàn Thần Trưởng, vô cùng ác liệt khí lạnh, từ Hoàng Hàn trên bàn tay bộc phát ra, làm được mảnh thiên địa này. Nhiệt độ cũng là bỗng nhiên hạ xuống, bay lên một phiến phiến hoa tuyết. Vậy xen lẫn vô tận khí lạnh một trường, hung hăng đánh về phía Diệp Lạc Nhi. Hống! Diệp Lạc Nhi phát ra một tiếng rồng ngâm, thân thể dao động, một phiến phiến vảy rồng lững lờ ra cổ xưa kim quang, ánh chiếu thiên địa, đầy trời cũng nổi lên long ảnh. Long thần phá thiên quyết, vạn long hạ xuống. Diệp Lạc Nhi long chảo vung ra, vậy vạn đạo long ảnh, chính là gầm thét gào thét. Lăn lăn về phía trước Hoang Hàn lướt đi.
nhưng mà, Hoàng Hàn không sợ chút nào, trực tiếp một chưởng nghênh kích lên. Phịch! Hoàng Hàn tu vi, ước chừng đạt tới thiên huyền bảy tầng thiên, một chưởng này, cũng là không có chút nào xinh đẹp, cực kỳ cương mãnh. Diệp Lạc Nhi vạn đạo long ảnh, nhất thời bể tan tành, hoàn toàn con không địch lại. Mặc dù nàng 9 tầng trời thần thuật, xa so Hoàng Hàn thần thông tuyệt diệu, nhưng cảnh giới chênh lệch, cuối cùng vẫn là quá lớn. Ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ, cho dù là 9 tầng trời thần thuật, cũng không cách nào đền bù. Phốc! Diệp Lạc Nhi bị Hoàng Hàn trưởng lực đánh vào, tại chỗ phun ra máu tươi, vậy một phiến phiến vảy rồng, vậy dính vào khí lạnh, bổ túc xương hoa, một phiến lạnh lùng. Ngày hôm nay liền để cho ta thải âm bổ dương, ép không ngươi điều này mẫu huyết mạch của rồng, ngươi 9 tầng trời thần thuật, quay về ta. Hoàng Hàn con ngươi bên trong, bắn ra lãnh mang, phi thân đi Diệp Lạc Nhi phóng tới, một trưởng hướng Diệp Lạc Nhi đầu, hung hăng bắt đi. Lạc Nhi tiểu thư, chú ý. Lúc này, Bắc Minh thần tôn bỗng nhiên bay lên, ngăn ở Diệp Lạc Nhi trước mặt. Phốc xích. Hoàng Hàn hung hăng một trưởng giết tới, vừa lúc là đem hắn ngực xuyên thủng. Tiền bối. Diệp Lạc Nhi hoảng hốt. Đi mau, ta kêu luân hồi chi chủ tới đây cứu ngươi. Bắc Minh thần tôn quay đầu nhìn Diệp Lạc Nhi một mắt, khó khăn mở miệng, rồi sau đó cả người khí huyết từ đỉnh đầu chui ra, ùng ùng dung chuyển thiên địa, truyền ra một chút mịt mở thiên cơ. Diệp Lạc Nhi chấn động trong lòng, biết Bắc Minh thần tôn là ở hướng Diệp thần cầu cứu. Bắc Minh thần tôn hao hết khí huyết, đem thiên cơ tin tức truyền đưa đi sau đó, tự thân khí huyết chính là khô cằn, lâm vào là một cái khô thi. Lão bất tử đồ, còn muốn kêu người. Hoàng Hàn thần sắc thay đổi, nghe được Bắc Minh thần tôn mới vừa nói luân hồi chi chủ 4 chữ, cũng có chút cảm giác ra đầu tê dại. Hắn nghe nhà mình lão tổ đề cập tới, luân hồi chi chủ không phải chuyện đùa, thậm chí cùng hoang tộc vị kia phản đồ, được gọi là vạn giới cấm kỵ tồn tại, cũng có thiên ti vạn lũ liên lạc. Nếu như luân hồi chi chủ tới, Hoàng Hàn vậy không chắc chắn đối phó. Phịch! Hoàng Hàn hất tay một cái, đem Bắc Minh thần tôn thi thể, ném xuống đất. Tiền bối! Diệp Lạc Nhi quát to một tiếng, khẽ cắn răng, cũng biết Hoàng Hàn cường hãn, bây giờ không phải là ham chiến thời điểm. Thật may theo Hoàng Hàn hạ xuống, chung quanh cấm chế vậy giãn ra, Diệp Lạc Nhi vội vàng chuyển động thân rồng, nhanh chóng thoát đi. Cô nàng, còn muốn chạy. Hoàng Hàn cười lạnh một tiếng, lập tức mang người thủ hạ, đi về trước đuổi giết. Thiên ngục hồn tinh còn ở Diệp Lạc Nhi trong tay, hắn cũng không thể để cho Diệp Lạc Nhi chạy mất. Giờ phút này, Bắc Mãng tổ địa bên trong. Diệp thần đang cùng Thiện Nhu chung một chỗ. Bỗng nhiên cảm thấy ngoài bầu trời có huyết khí tràn ngập, tựa hồ hàm chứa một chút đặc thù thiên cơ. Hắn nặn chỉ tính toán, nhất thời kinh hãi, là Bắc Minh thần tôn truyền cho ta thiên cơ. Hắn và Lạc Nhi đi địa ngục giới, Lạc Nhi gặp nguy hiểm. Trong thoáng chốc, Diệp thần chính là bắt được, Bắc Minh thần tôn và Diệp Lạc Nhi, phụng thiên nữ mệnh lệnh, đi tìm thiên ngục hồn tinh. Nhưng không ngờ, hai người đào ra thiên ngục hồn tinh sau đó, nhưng gặp phải hoang tộc cường giả. Thiên huyền bảy tầng thiên Hoàng Hàn chặn đánh. Giờ phút này Bắc Minh thần tôn đã chết, Diệp Lạc Nhi sống chết không biết. Diệp thần tuyệt đối không nghĩ tới, hai người lại là đi địa ngục giới, thậm chí moi ra thiên ngục hồn tinh. Vậy thiên ngục hồn tinh, nhưng mà Diệp thần bổ toàn luân hồi thánh hồn thiên, bắt buộc vật liệu. Ha ha, bọn họ bị hoang tộc đuổi giết sao? Diệp thần trong cơ thể, hoang lão vậy cảm nhận được liền vậy cổ khí máu thiên cơ. Ý vị sâu xa cười lên. Hoàng lão, ngươi và vậy hoang tộc, có cái gì sâu xa? Diệp thần trong lòng động một cái, liền vội vàng hỏi. Hoàng lão thân phận, một mực rất thần bí, Diệp thần biết không nhiều, chỉ biết là hắn tu vi cường hãn, thậm chí được gọi là vạn giới cấm kỵ. Hiện tại, hoang tộc xuất hiện, hoàng lão tựa hồ có cái gì kích động hình dáng? Chẳng lẽ, hoàng lão và địa ngục giới ở giữa hoang tộc, lại có cái gì nhân quả? Không cần phải để ý đến ta như thế nhiều, nếu bạn người bị hoang tộc người đuổi giết, người đi cứu viện chính là, khó khăn biết liền địa ngục giới tọa độ, tổng không thể không thèm chú ý đến bỏ mặc. Hoàng lão cũng không có trả lời thẳng, cười nhạt nói. Diệp thần luôn muốn tìm địa ngục giới tọa độ, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả, mà hiện tại, Bắc Minh thần tôn sắp chết truyền tin, nhưng là để cho Diệp thần rõ ràng biết, địa ngục giới chỗ. Thiên ngục hồn tinh. Rất có thể ngay tại Diệp Lạc Nhi trong tay. Nhưng,
Diệp Lạc Nhi sống chết không biết trước, nếu như nàng bị vậy hoang tộc cao thủ giết chết, thiên ngục hồn tinh cũng phải thất lạc. Diệp thần ca ca, ngươi là cha được địa ngục giới vị trí sao? Lúc này, Thiện Nhu kéo kéo Diệp thần vạt áo, có chút hiếu kỳ lại có chút thấp thỏm hỏi. Ừ. Diệp thần ngưng trọng gật đầu. Thiện Nhu nói, ca ca, nếu như ngươi phải đi địa ngục giới, vậy thì mang theo ta đi, ta trở lại cố hương nói, có lẽ có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ. Diệp thần trầm tư một hồi, liền gật đầu một cái. Thiện Nhu là gấm hoa tỷ tỷ, thậm chí và thiết ngai vàng cũng có liên quan, hơn nữa thân thế lại đặc biệt thần bí. Nếu như nàng khôi phục toàn bộ trí nhớ, nói không chừng có thể nắm trong tay mình lực lượng, sẽ không tùy thời mất khống chế biến thành ma nữ. Diệp thần liền muốn đi cùng Nhâm Phi Phàm thương lượng, bất quá lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống sắp, chính là Nhâm Phi Phàm, hắn đích thân đến. Nhâm tiền bối. Diệp thần liền vội vàng kêu. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói, thằng nhóc, người muốn đi địa ngục giới. Diệp thần nói, khó khăn biết liền địa ngục giới tọa độ, há có thể bỏ qua. Huống chi, ta không thể nhìn Lạc Nhi xảy ra chuyện. Nhâm Phi Phàm thở dài nói, thiên nữ thần thông vẫn là mạnh mẽ, lại có thể suy tính đến địa ngục giới vị trí. Năm đó ta và nàng cùng đi lịch luyện, nhưng địa ngục giới tọa độ mất sau đó, ta là từ đầu đến cuối không tìm về được, nàng nhưng có thể tìm được. Diệp thần nói, cầu nguyện hồ tiên ở trên trời nữ trên tay, muốn đến là nàng rất nhiều xuống nguyện vọng, mới tìm được địa ngục giới chỗ, cũng không phải là nàng tu vi mạnh hơn tiền bối. Diệp thần biết Nhâm Phi Phàm và thiên nữ hai người, có bữa mệnh tranh, tương lai không tránh được đánh một trận. Hai người thực lực tương đương, cuối cùng ai chết vào tay ai, hơn phân nửa là xem đạo tâm cảnh giới, trạng thái tinh thần. Diệp thần cũng không muốn Nhâm Phi Phàm trong lòng, sinh ra cái gì ma chướng, cho nên đặc biệt nhắc nhở. Cầu nguyện hồ tiên, còn ở thiên nữ trên tay. Nàng có thể tra được địa ngục giới tọa độ, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự việc. Nhâm Phi Phàm thư thái, gật gật đầu nói, cũng vậy, ta cũng thiếu chút nữa đã quên rồi. Diệp thần nói, Nhâm tiền bối, vậy ngươi cùng ta cùng đi địa ngục giới sao? Nhâm Phi Phàm nói, ta không tiện đi, nhưng ta ở bên kia, có người bạn, năm đó nhận ta ân huệ, ngươi đi đến địa ngục giới sau đó, có thể để cho người này chiếu cố một hai. Nhâm Phi Phàm bàn tay lộn một cái. Lòng bàn tay hiện ra một cầm lớn bằng ngón tay ngọc kiếm, đưa cho Diệp thần. Diệp thần nhận lấy ngọc kiếm, ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Nhâm Phi Phàm nói, kiếm tộc tín vật, người đi đến địa ngục giới, bóp vỡ cái này cầm ngọc kiếm, tự nhiên sẽ có người hạ xuống giúp ngươi. Diệp thần nói, kiếm tộc. Nhâm Phi Phàm nói, ừ, địa ngục giới bên trong, vạn tộc san sát, trong đó có rất nhiều chủng tộc, là từ không không lúc nào không chạy nạn xuống. Kiếm tộc chính là một. Ta vị bằng hữu kia, tên là Kiếm Hưng, chính là kiếm tộc đệ tử, năm đó ta cứu tính mạng hắn thời điểm, hắn tu vi còn nhỏ yếu, nhưng hôm nay, bấm ngón tay tính toán, hắn tu vi đã đến thiên huyền bảy tầng thiên, muốn đến có thể che chở ngươi một hai. Diệp thần cả kinh nói, không không lúc nào không chạy nạn xuống chủng tộc. Hoàng tộc cũng vậy sao? Nhâm Phi Phàm thâm thúy cười một tiếng, nói, đúng vậy. Chờ ngươi đi đến địa ngục giới, có lẽ có thể tra rõ vậy hoang tự tại thân thế bí mật. Hoang! Diệp thần bản muốn cùng đọc Lê Nhoang tự tại ba chữ, nhưng đột nhiên bắt được một hồi cực kỳ nguy hiểm thiên cơ, vội vàng ngừng miệng. Hoang tự tại ba chữ, phảng phất là cái gì cấm kỵ vậy tồn tại, một khi có người dám tụng niệm tên thật, liền sẽ gặp phải vô cùng thiên phạt cùng hành hạ. Ừ, là hoang lão tên chữ. Diệp thần phúc tới tâm linh, cực kỳ nhanh trí. Lập tức đoán được. Hoang lão, tên thật liền kêu Hoang tự tại. Hắn tên chữ, là vạn giới cấm kỵ. Cho dù thời khắc này Diệp thần, vậy không tư cách tụng niệm hắn tên thật. Hừ, Nhâm Phi Phàm, lão phu thân thế, vậy không việc gì trọng yếu, các ngươi muốn tra cái gì? Ta tên chữ thiên thiên vạn vạn. Luân hồi mộ địa một hồi chấn động, rồi sau đó một đạo khủng bố dày đặc sương mù, từ Diệp thần đỉnh đầu bay lên, thẳng xông lên giữa không trung. Quanh quẩn không tiêu tan. Hoang lão bóng người, liền ở sương mù bên trong nổi lên, tràn đầy lớn xâm nghiêm, lớn quỷ phố hung hãn hơi thở. Ca ca, Thiện Nhu cảm nhận được hoang lão cường hãn hơi thở, một hồi sợ, dắt Diệp thần tay. Không có chuyện gì. Diệp thần nhẹ giọng an ủi nàng một tí, ánh mắt mong về phía chân trời, ngưng mắt nhìn hoang lão,
nội tâm một hồi rung động. Hắn rốt cuộc biết, Hoang lão tên thật, liền kêu Hoang Tự Tại, cùng địa ngục giới có muôn hình vạn trạng liên hệ. Cùng đi đến địa ngục giới, có lẽ thật có thể tra rõ, Hoang lão tất cả lai lịch. Nhâm Phi Phàm cười cười nói, Hoang lão ma, người hốt hoảng cái gì? Hoang lão sắc mặt đỏ lên, cắn răng nói, Nhâm Phi Phàm, ta cảnh cáo các ngươi, không muốn mưu toan điều tra ta đi qua, nếu không đừng trách ta trở mặt. Nhâm Phi Phàm rút ra trường kiếm, trên thân kiếm huyết nguyệt chói lọi phun trào, cười nói, người hôm nay, còn có trở mặt tư cách sao? Hoang lão khí được thất khiếu bốc khói, nói, bất kể như thế nào, chớ ép ta ngọc đá cùng vỡ. Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, Hoang lão liền nổi giận đùng đùng trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi. Hiển nhiên, hắn chẳng muốn để cho người biết, hắn chuyện đã qua, muốn đến là có cái gì khó nói ẩn. Diệp Thần ngẩn ngơ, cũng không nghĩ tới Hoang lão có phản ứng lớn như vậy, hắn nhìn về phía Nhâm Phi Phàm nói. Nhâm tiền bối, tiếp theo nên làm như thế nào? Nhâm Phi Phàm nói, thuận theo tự nhiên là được, người đi đi, mau sớm tìm được thiên ngục hồn tinh, bổ toàn ngươi luân hồi thánh hồn thiên. Diệp Thần nghĩ đến thiên ngục hồn tinh, có thể ở Diệp Lạc Nhi trong tay, mà Diệp Lạc Nhi, nhưng là sống chết không biết trước, không khỏi được trong lòng rét một cái, nói, Nhâm tiền bối, vậy ta trước lên đường. Nói xong, Diệp Thần chính là cảm ngộ thiên cơ, phong tỏa địa ngục giới tọa độ, trực tiếp biến dạng hư không, dắt Thiện Nhu tay, lao tới địa ngục giới. Hạ một sát, phong cảnh biến đổi, thiên địa càng giao dịch. Diệp Thần mang Thiện Nhu, đi tới một nơi thế giới xa lạ. Nơi này chính là địa ngục giới sao? Diệp Thần dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp vô cùng thi hài chất đống, máu tươi đỏ nhuộm, khắp nơi đều là xương trắng, lông, mủ, máu thịt vũng bùn, đầy trời đều là quả đen, con ruồi, kên kên, âm hồn quỷ quái, gió cát đá vụn vân. Vân, hoàn toàn là một mảnh ngục vậy thế giới. Lạc Nhi ở nơi nào? Nàng còn sống không? Diệp Thần muốn theo dõi Diệp Lạc Nhi hơi thở, nhưng phát hiện mảnh thế giới này quy luật quá vững chắc, hắn tạm thời tới giữa, cũng không cách nào cảm ứng được Diệp Lạc Nhi chỗ. Ca ca. Thiện Nhu nhìn trước mắt vô số thi thể, vô tận máu tươi, nhưng là kinh hãi được khuôn mặt nhỏ nhắn phát trắng, nắm thật chặt Diệp Thần tay. Diệp Thần chân mày nhíu chặt, cẩn thận cảm ứng mảnh thế giới này. Nhất thời, hắn liền phát hiện, mảnh thế giới này, lại có thể mênh mông cũng không có bờ bến. Thế giới hiện thật địa vực, vô luận khổng lồ cỡ nào, luôn sẽ có biên giới. Nhưng, cái này phiến địa ngục giới, nhưng là không có biên giới. Không gian đang không ngừng bành trướng, quy luật đang không ngừng khuếch trương, lãnh thổ lớn đến vô cùng lớn bước. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự việc, vượt qua thông thường. Thế giới hiện thật, không thể nào có vô cùng lớn địa phương. Nhưng địa ngục giới, nhưng là vô cùng lớn. Mảnh thế giới này, quả nhiên đã siêu thoát thực tế quy luật. Lạc Nhi nếu là xảy ra chuyện, ta liền nàng ở nơi nào cũng không biết. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ. Thả ra linh khí, bảo vệ được mình hiền hòa mềm, miễn được bị thi thể nước dơ và chướng khí ô nhiễm. Lời đồn đãi quả nhiên không sai, địa ngục giới không thuộc về thế giới hiện thật, cho nên không tuân thủ thế giới hiện thật quy luật, cương vực đã đến vô cùng lớn bước, địa vực khổng lồ cũng không có cuối. Nhưng, coi như là vô cùng lớn, vậy là có thể miêu tả tồn tại, cũng không phải là không không. Không không lúc nào không, thì không cách nào miêu tả, không tồn tại bất kỳ khái niệm địa phương. Đây mới thật sự là đại khủng bố. Cho nên, địa ngục giới tuy siêu thoát thực tế, nhưng cũng không phải là không không. Thiện Nhu, người có thể nhớ tới cái gì không? Diệp Thần ngắm nhìn Thiện Nhu, nhẹ giọng nói. Nếu như Thiện Nhu có thể khôi phục trí nhớ, có lẽ còn có thể giúp hắn tìm được Diệp Lạc Nhi chỗ. Thiện Nhu trên mặt lộ ra một chút thống khổ cùng mê mang, nói thật xin lỗi, ca ca, ta vẫn là muốn không dậy nổi chuyện trước kia. Diệp Thần sớm có chuẩn bị tâm lý, sờ sờ đầu của nàng phát, an ủi nói, không cần nóng nảy, từ từ đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Chung quanh khắp nơi đều là thi thể, hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, không thích hợp ở lâu. Diệp Thần mang Thiện Nhu, đi về trước mặt một phiến hoang phế đạo tràng đi tới. Nhưng mà, mới vừa đi ra không mấy bước, Diệp Thần chính là kinh ngạc phát hiện, Thiện Nhu hơi thở, tựa hồ kinh động thiên địa. Bầu trời bên trong, phong lôi đại tác, có từng luồng hắc khí không ngừng nhô lên. Mặt đất bên trên, bốn phương tám hướng chất đống thi thể,
xương trắng, bởi vì thiện nhu xuất hiện, nhưng kịch liệt nhăn nhó. Vô số xương trắng cùng thi thể, vặn vẹo dung hợp thành một đoàn đoàn không thể danh trạng đồ, như quái vật vậy phát ra gào thét, rồi sau đó liền giống như hướng thánh vậy, hướng thiện nhu tụ lại tới. Một màn này, cực kỳ khủng bố. Vô số cục thịt chất đống quái vật, thi hài dung hợp thành tà ma, ngọa nguậy quanh co, như thủy triều vọt tới. À! Thiện nhu phát ra một hồi hoảng sợ thét chói tai, nàng cảm thấy mình xuất hiện, thật giống như làm cho cả địa ngục giới, cũng sôi trào lên. Khắp nơi đều là ngọa nguậy cục thịt, khắp nơi đều là yêu ma gào thét, vô số hỗn loạn gầm to cùng rên rỉ, hợp thành một khúc quỷ dị đến mức tận cùng chương nhạc. Thằng nhóc, người không muốn chết, mau giết chết ma nữ này. Nàng là cái thế giới này thiên mệnh. Vừa lúc đó, luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra hoàng lão thanh âm. Hoàng lão đang cảnh cáo Diệp Thần, giọng vô cùng ác liệt. Thiên mệnh. Diệp Thần ngơ ngác nhìn Thiện Nhu, nghe hoàng lão mà nói, hắn tựa hồ biết Thiện Nhu thân thế. Hoàng lão, Thiện Nhu rốt cuộc là người nào? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Mau giết nàng. Hoàng lão không trả lời, chỉ là thúc giục Diệp Thần động thủ. Chung quanh vậy vô số cục thịt, vô số yêu ma, vô số thi hài quái vật, đã hoàn toàn ép tới gần. Những cái kia yêu ma cùng quái vật, cũng không có ác ý, chúng chỉ có cuồng nhiệt tín niệm, như điên cuồng nhất tín đồ, muốn chiều bái Thiện Nhu, thân cận Thiện Nhu. Nhưng, yêu ma số lượng, thực sự quá lớn. Diệp Thần hiền hòa mềm, hiển nhiên không cách nào chịu đựng khùng như vậy nhiệt minh mông chiều bái. Phá! Diệp Thần trực tiếp rút ra luân hồi thiên kiếm, hung hăng một kiếm chém ra, đem một đoàn đoàn quái vật chảm phá, kéo Thiện Nhu xông ra ngoài. Mà vậy vô số quái vật, nhưng như chiêu thánh giả vậy đuổi theo Thiện Nhu, không rời không bỏ, thể phải đem nàng nuốt mất vậy. Đáng chết! Diệp Thần khẽ cắn răng, biết là Thiện Nhu hơi thở có cổ quái, vội vàng cắn bể đầu ngón tay, bước ra một giọt luân hồi máu tươi, in ở Thiện Nhu trên trán. Nhất thời, Thiện Nhu ấn đường, nhiều hơn một cái luân hồi dấu vết. Nàng hơi thở, cũng bị Diệp Thần luân hồi lực, áp chế xuống. Rào 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 rào! Chung quanh vô số thi thể xương trắng, vô số cục thịt chất đống thành quái vật, ở trong nháy mắt tan vỡ, giống như là bị phân giải xếp gỗ, lại lần nữa tán loạn thành đầy bẩn thỉu thi thể. Trên trời hắc khí kia cuồn cuộn phong lôi khí tượng, vậy đi theo nhạt đi tiêu tán. Thiện Nhu mặt đẹp trắng bệch, chỉ xít sao kéo Diệp Thần tay, vậy không dám nói lời nào. Nàng biết mình trong cơ thể, nhất định có cái gì kinh khủng đồ tồn tại, cho nên mới đưa tới lớn như vậy chập chờn. Diệp Thần thật sâu cảm thấy cái thế giới này nguy hiểm, kéo Thiện Nhu, đi tới phía trước hoang phế đạo tràng bên trong, thoáng thở dốc một tí, rồi sau đó chính là móc ra nhâm phi phàm cho hắn ngọc kiếm, trực tiếp bóp vỡ. Rắc rắc, ngọc kiếm bóp vỡ sau đó, một món lục quang lao ra, như đạn tín hiệu vậy xông lên bay lên trời, tạo thành một đạo kiếm đồ đằng. Hy vọng nhâm tiền bối bằng hữu thật có thể giúp được ta. Diệp Thần nghĩ thầm, liền cùng Thiện Nhu cùng nhau. Tại chỗ yên lặng chờ. Cùng lúc đó, địa ngục giới thế lực khắp nơi, vậy cảm nhận được thay đổi, vô số thần thức thả ra, tựa hồ muốn theo dõi sau lưng thiên cơ. Thiện Nhu công chúa trở về. Ta tựa hồ bắt được Thiện Nhu công chúa thiên mệnh hơi thở. Cái này không thể nào, Thiện Nhu công chúa không phải là bị thần vũ trụ lưu đày sao. Thiện Nhu công chúa trở về, chỉ sợ thời tiết muốn thay đổi. Chẳng lẽ địa ngục giới thật không tránh được sụp đổ vận mệnh. Từng đạo mang kinh ngạc, sợ hãi, chấn động phố thanh âm, ở các nơi vang lên. Ở đó rất nhiều thế lực bên trong, thế lực cường đại nhất, dĩ nhiên chính là thần vũ trụ điện. Thần vũ trụ điện, chính là địa ngục giới thần vũ trụ, Diêm La đạo quân khai sáng thế lực, là địa ngục giới tuyệt đối nắm giữ. Thần vũ trụ điện, liền giống như là nhân gian đế hoàng cung điện, thở mạnh rộng lớn. Có rất nhiều mặc giáp cầm kiếm cường giả tuần tra. Giờ phút này, giới vương điện rất nhiều cường giả, cảm nhận được giữa trời đất vậy cổ mịt mờ hơi thở, đều là khiếp sợ. Ma khí động phong lôi, đây là Thiện Nhu công chúa giận tức. Thiện Nhu công chúa lại có thể trở về, cái này không thể nào. Chẳng lẽ gấm hoa công chúa, thật tìm được Thiện Nhu công chúa. Rất nhiều cường giả bàn luận sôi nổi, kinh hoàng mặc định. Suy, vừa lúc đó, một đạo kim quang, từ thần vũ trụ điện chỗ sâu bắn ra, rơi xuống đất hóa thành một cái anh tuấn thanh tú thanh niên, da trắng nõn,
cử chỉ ung dung, mang theo gợn sóng không sợ hãi khí độ. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ đặc biệt kinh ngạc, bởi vì cái này anh tuấn thanh niên, lại là 10 đại thiên quân thế gia, Phong gia lão tổ, Phong đế quân. Phong đế quân, thập đại lão tổ một trong, lại có thể ngay tại thần vũ trụ điện bên trong, nếu như Diệp Thần biết, khẳng định sẽ không so khiếp sợ. Thấy Phong đế quân đi ra, vậy giới vương điện rất nhiều cường giả, chính là rối rít vây lại, hỏi. Phong lão tổ, thần vũ trụ biết Thiện Nhu công chúa trở về sao? Phong đế quân nói, giới vương đại ca đã biết, hắn nói Thiện Nhu công chúa phải phong ấn, kêu ta dẫn người đi đem nàng bắt trở về. Dừng một chút, Phong đế quân chân mày khẽ nhíu một cái, bấm ngón tay suy diễn, tựa hồ muốn bắt cái gì, nói, nhưng, Thiện Nhu công chúa giận tức, tựa hồ bị người nào che giấu, ta suy diễn không rõ nàng vị trí, chỉ có thể đại khái xác định một cái khu vực, các ngươi ai cùng ta cùng đi điều tra. Đám người cường giả rối rít nói, ta đi. Thiện Nhu công chúa đã rơi vào ma đạo, nhất định phải phong ấn, ta cũng đi bắt nàng. Tuy nói Thiện Nhu công chúa, đã từng là cái hiền lành cô gái, nhưng cuối cùng nhập ma đạo, nếu như không đem nàng phong ấn nói, vậy thì nguy hiểm, ta cũng cùng đi. Đám người cường giả đều nguyện ý đi theo Phong đế quân, đi bắt Thiện Nhu. Phong đế quân gật đầu một cái, nói, vậy các vị theo ta cùng đi. Nói xong, Phong đế quân chính là mang hơn 10 vị cường giả, trong đó không thiếu thiên quân cao thủ, ào ào lên đường. Lúc này Diệp Thần, đang cùng Thiện Nhu cùng nhau, ở đó hoang phế đạo tràng chờ. Không cần thiết đã lâu, trên bầu trời kiếm quang lững lờ, một người mặc lưu vân kiếm bảo ông già, hạ xuống xuống. Ông già hạ xuống sau đó, thấy Diệp Thần hiền hòa mềm, nhất thời con ngươi co rúc lại, tựa hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt, cả người cũng kịch liệt run rẩy, nói. Các ngươi là Luân hồi chi chủ hiền hòa mềm công chúa. Ta trời ơi! Diệp Thần nghe được kiếm kia bảo ông già, lại có thể gọi Thiện Nhu là công chúa, trong lòng kinh nghi không chừng, nói các hạ chính là Kiếm Hưng kiếm tiền bối sao. Kiếm kia bảo lão giả nói, tiền bối không dám làm, ta chẳng qua là một cái hành tương tự mộc lão đầu thôi, không nghĩ tới nhâm phi phàm kêu ta chiếu cố người, lại có thể chính là luân hồi chi chủ. Ông già quả nhiên chính là nhâm phi phàm bằng hữu, kiếm trong tộc người, Kiếm Hưng. Diệp Thần tò mò đánh giá hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được, Kiếm Hưng tu vi hơi thở, đúng là đến thiên huyền cảnh 7 tầng thiên, khá là cường hãn. Chỉ là Diệp Thần không nghĩ tới, cái này Kiếm Hưng, lại là một ông cụ, hắn còn tưởng rằng là nhâm phi phàm vậy thanh niên người. Kiếm Hưng cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, ha ha cười một tiếng, hơi có chút hí hư nói, có phải hay không không nghĩ tới, ta lại là một cái lão già khằng. Diệp Thần yên lặng, nhưng cũng không dám nói bậy bạ, miễn được xúc phạm. Kiếm Hưng cười nói, ta năm đó vậy trẻ tuổi qua, đáng tiếc đại lộ mài mòn, ta từ đầu đến cuối đạp không vào vô lượng cảnh ngưỡng cửa, liền mỗi ngày suy hủ, ta nghe nói nhâm phi phàm ở bên ngoài, tu vi đứng sau vũ hoàng cổ đế, muốn đến hắn đạo pháp, cũng sắp đến rồi hiện thế võ đạo đỉnh cấp, vĩnh viễn thanh xuân bất hủ, cũng không phải ta có thể so sánh. Nhắc tới nhâm phi phàm thời điểm, Kiếm Hưng trong giọng nói, tràn đầy sùng kính cùng ngưỡng mộ. Diệp Thần nói, nhâm tiền bối hết thảy bình yên, tiền bối không cần thấp thỏm. Kiếm Hưng gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào Thiện Nhu trên mình, thấy Thiện Nhu ngày trước thật hồn nhiên hình dáng, cảm thấy ngạc nhiên, nói, luân hồi chi chủ, ngươi làm sao sẽ cùng Thiện Nhu công chúa chung một chỗ. Thiện Nhu công chúa là thiên mệnh ma nữ, nàng tuân theo thiên mệnh, chính là muốn giết chết ngươi, đem ngươi phân thây cắt chi, ngươi hôm nay và nàng chung một chỗ. Nàng nhưng cởi hết liền ma khí, chẳng lẽ ngươi đã đem nàng thu phục? Kiếm Hưng nhìn từ trên xuống dưới Thiện Nhu, gặp nàng hơi thở thanh thuần trẻ trung, vậy không giống như là phá thân hình dáng, hiển nhiên và Diệp Thần không nhuộm, đây thật là kỳ quái. Thiện Nhu ngạc nhiên nói, Diệp Thần ca ca đợi ta cực tốt, ta làm sao bỏ được tổn thương hắn? Ngươi lão đầu tử này, không nên nói bậy nói bạ. Kiếm Hưng khinh thường hừ một tiếng. Nhưng tựa hồ lại nhớ lại ngày xưa thiên mệnh ma nữ khủng bố, già nua thân thể run lên, môi đóng chặt trước lại nữa lời nói. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói, Thiện Nhu là công chúa, vẫn là cái gì thiên mệnh ma nữ? Kiếm Hưng trầm giọng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, các ngươi cùng ta tới. Vừa nói biến dạng hư không, một cái hư không kẽ hở xuất hiện. Diệp Thần gật đầu một cái. Liền dẫn Thiện Nhu,
đi theo Kiếm Hưng, bước vào vậy hư không kẽ hở bên trong. Hạ một sát, ba người chính là truyền đến một phiến trong rừng trúc. Cái này khu rừng trúc, linh khí yếu ớt, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, có linh điểu ở cây trúc gian bay lượn, khói dáng tràn ngập, so với bên ngoài núi thây biển máu khủng bố cảnh tượng, hoàn cảnh là thanh u nhiều. Đây là ta kiếm tộc một nơi ẩn núp tu luyện phúc địa, trừ phi giới vương điện cường giả điều động, nếu không người bình thường không biết tìm tới nơi này. Kiếm Hưng từ từ giải thích, mang Diệp Thần hiền hòa mềm, đi tới trước mặt một ngôi đình nhỏ bên trong, mời hắn hai người chúng ta ngồi xuống. Thiện Nhu rất là hốt hoảng cùng thấp thỏm, từ đầu đến cuối kéo Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần vội nói, tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì? Kiếm Hưng nhìn Thiện Nhu một mắt, gặp ánh mắt nàng trong veo, không mang theo một chút ma khí, liền hỏi, nàng là mất trí nhớ. Diệp Thần nói, Kiếm Hưng nói, quả nhiên, Diêm La đạo quân đem nàng phong ấn ở địa ngục xu, lại đem nàng lưu đày, nàng huyết mạch quả nhiên mài mòn, mặc dù không chết, nhưng vậy mất trí nhớ. Diệp Thần không kịp chờ đợi hỏi, tiền bối, Thiện Nhu thân thế, kết quả là như thế nào? Kiếm Hưng ánh mắt một hồi mê ly, tựa hồ rơi vào nhớ lại bên trong. Nói trước đây thật lâu, thần vũ trụ Diêm La đạo quân, chứa chấp hai cái con gái nuôi, một cái lấy tên kêu Thiện Nhu, một cái kêu là Gấm Hoa, các nàng chính là giới vương điện công chúa, nghe nói thân thế cùng Thiết Ngai Vàng có liên quan, nhưng đó là giới vương điện cơ mật, người ngoài cũng không từng biết được. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, yên tĩnh nghe tiếp. Kiếm Hưng nói tiếp, sau đó, Thiện Nhu công chúa bị không không muốn trí chọn chúng, thừa kế địa ngục giới thiên mệnh. Bị giao cho gần như nghịch thiên địa ngục ma khí, sát phạt uy nghiêm đáng sợ, đơn giản là long trời lở đất, liền Diêm La đạo quân đều khó trấn áp, bởi vì nàng sau lưng, đại biểu không không ý chí. Diệp Thần kinh ngạc, nói, không không ý chí. Kiếm Hưng nói, không sai, luân hồi chi chủ, người hẳn nghe nói qua, không không thế giới, là có ý chí. Diệp Thần nặng nề gật đầu, hắn đúng là nghe nói qua một vài tin đồn. Không không lúc nào không, có đặc thù ý chí. Cổ ý chí này, ở bài xích người ngoài tiến vào. Không không ý chí, xa tại thiên đạo bên trên, có thể nói là chư thiên chí cao ý chí. Kiếm Hưng nói, không không muốn chí, lại bị gọi là chí cao ý chí kháng cự luân hồi, ngài sợ luân hồi quật khởi, sẽ uy hiếp được không không thời không quy luật. Diệp Thần sợ ngây người, nói, luân hồi quật khởi, sẽ uy hiếp được không không. Không không cũng ở đây nhằm vào ta. Kiếm Hưng gật đầu nói, không sai. Luân hồi tồn tại, đủ để khiêu chiến trí cao ý chí không thể nào dễ dàng tha thứ luân hồi tồn tại. Nhưng, luân hồi là không giết chết, luân hồi liền đại biểu không có cuối luân hồi, vô luận chết liền bao nhiêu lần, đều có thể sống lại. Diệp Thần nghe Kiếm Hưng lời này, có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Luân hồi chi chủ, đúng là sống lại mấy đời, hắn là mới một đời luân hồi. Nếu như hắn cũng đã chết, luân hồi còn sẽ sống lại đi xuống, cho đến vĩnh viễn, cho đến lên đỉnh chí cao một ngày. Nếu như luân hồi lên đỉnh chí cao, vậy hôm nay chí cao ý chí, thì sẽ hoàn toàn băng diệt, bị luân hồi thay thế. Kiếm Hưng thanh âm đè thấp, tựa như sợ bị cái gì quỷ dị tồn tại thám thính được vậy, tiếp tục nữa nói, cho nên, vậy thủ đoạn, là không thể nào hoàn toàn xúc diệt luân hồi, coi như ngươi chết, luân hồi ý chí vậy sẽ truyền thừa tiếp. Cho đến thay thế chí cao ý chí ngày hôm đó. Diệp Thần ra đầu một hồi tê dại, hắn dĩ nhiên không muốn chết. Không muốn chết, như bánh xe trở về sứ mạng, phải ở hắn cái này nhất thế hoàn thành. Hắn phải lên đỉnh chí cao. Kiếm Hưng nói, vì hoàn toàn mai táng luân hồi, chí cao ý chí sáng lập luân hồi sáu giới, địa ngục giới chính là một. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, nói, luân hồi sáu giới. Kiếm Hưng nói, đúng vậy. Luân hồi sáu giới, là chí cao ý chí vì xóa bỏ luân hồi, tạo ra phần mộ, dự định giết chết luân hồi chi chủ sau đó, liền đem luân hồi chi chủ cắt chi thành sáu phần, phân biệt mai táng ở luân hồi sáu giới bên trong. Ngươi là đời này luân hồi chi chủ, chỉ có đem ngươi cắt chi, phân biệt mai táng ở luân hồi sáu giới bên trong, mới có thể hoàn toàn trấn áp luân hồi khí vận, để cho ngươi không có sống lại cơ hội, nếu không ngươi là không giết chết, ngươi biết vô hạn sống lại đi xuống, vô hạn luân hồi. Diệp Thần sống lưng toát mồ hôi lạnh, không nghĩ tới chí cao ý chí lại có thể cũng ở đây nhắm vào mình, thậm chí vì mai táng mình, chế tạo ra liền luân hồi sáu giới. Cái này phiến vô cùng lớn địa ngục giới,
chỉ là sáu giới một trong thôi. Diệp Thần ca ca. Thiện Nhu cũng cảm nhận được chuyện đáng sợ, nắm Diệp Thần tay. Tay nàng lạnh như băng, mà Diệp Thần tay, lại là một phiến lạnh như băng. Không không mạnh mẽ, Diệp Thần tự nhiên là biết. Nếu như không không thời không chí cao ý chí, đều ở đây nhắm vào mình, vậy mình nên đi nơi nào? Kiếm Hưng cho Diệp Thần rót một ly trà, cũng cho mình rót một ly, có chút cảm thán hạp một cái, nói chúng ta cái này phiến địa ngục giới, chính là vì mai táng ngươi mà tồn tại ở đây, nơi này là ngươi sáu phần mộ một trong, thần vũ trụ vẫn luôn muốn giết ngươi. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, hắn nghe Nhâm Phi Phàm nói qua, địa ngục giới thần vũ trụ Diêm La đạo quân, tu vi cực kỳ cường hãn. Coi như Vũ Hoàng cổ đế đi tới địa ngục giới, cũng chưa chắc có thể tương đương. Bởi vì Diêm La đạo quân, chính là nơi đây tuyệt đối nắm giữ. Hiện tại Diệp Thần bước vào địa ngục giới, vậy đơn giản là dê vào miệng cọp. Kiếm Hưng nói, nhưng, ngươi luân hồi huyết mạch, chân thực cường hãn, giết chết ngươi sau đó, ngươi luôn là sẽ vô hạn luân hồi sống lại. Ở ngươi trước mấy đời, thần vũ trụ cũng từng mưu sát qua ngươi, nhưng ngươi ngày hôm nay vẫn là sống lại. Chí cao ý chí tức giận, cảm thấy thần vũ trụ là cái phế vật, tước đoạt thần vũ trụ thiên mệnh tư cách, chuyển tới Thiện Nhu công chúa trên mình. Nói tới chỗ này, Kiếm Hưng liền ngắm nhìn Thiện Nhu. Thiện Nhu nghe được mình thân thế sắp hiện lên, cũng là khẩn trương. Diệp Thần nói, cho nên, địa ngục giới trước một đời thiên mệnh, chính là thần vũ trụ Diêm La đạo quân. Kiếm Hưng gật đầu nói, đúng vậy, nhưng đời này địa ngục thiên mệnh, không phải hắn, mà là Thiện Nhu công chúa. Thiện Nhu công chúa sứ mạng, chính là giết chết ngươi, đem ngươi hoàn toàn mai táng. Thiện Nhu nghe đến chỗ này, mày liễu khều một cái, nói ta sẽ không làm thương tổn Diệp Thần ca ca. Kiếm Hưng lắc đầu một cái, từ chối cho ý kiến, chỉ thấy Diệp Thần, nói, ngươi còn phải bảo vệ nàng sao? Nàng sứ mạng, nhưng là phải mai táng luân hồi. Diệp Thần nói, Thiện Nhu không có tổn hại ta, ta vậy sẽ không làm thương tổn nàng. Kiếm Hưng ha ha cười một tiếng, nói, ngươi hiện tại nói đơn giản dễ dàng, cùng nàng khôi phục trí nhớ, chính là ngày cuối cùng của ngươi. Diệp Thần nói, không nói cái này, tiền bối, ta chỉ muốn biết, vậy sau đó thì sao? Sau đó Thiện Nhu làm sao bị lưu đày? Kiếm Hưng nói, địa ngục thiên mệnh, quá mức cường hãn, nàng tu vi chưa đủ, không cách nào chịu đựng. Nàng thừa kế thiên mệnh sau đó, liền rơi vào ma đạo, chỉ biết là giết hại, hơn nữa không phân chia địch ta. Không chỉ là luân hồi chi chủ, nàng trong mắt thấy hết thảy, cũng muốn hủy diệt, đã từng chết ở trong tay nàng người, không có ngàn vạn, vậy có mấy triệu. Đây có lẽ là chí cao ý chí trừng phạt, chúng ta địa ngục giới nhiều năm như vậy, đều không có thể mai táng luân hồi, chí cao ý chí tức giận, mượn thiên mệnh ma nữ tay, chế tạo máu tươi giết hại, cũng là chuyện đương nhiên trừng phạt. Thiện Nhu một mặt đờ đẫn, mờ mịt nhìn mình hai tay, nói ta. Ta giết rất nhiều người sao? Diệp Thần không lời chống đỡ, chỉ nhíu chặt mày. Kiếm Hưng nói tiếp, bởi vì Thiện Nhu công chúa giết người quá nhiều, cho nên thần vũ trụ liền đem nàng phong ấn ở địa ngục su bên trong, đem nàng lưu thả ra ngoài, sau đó gấm hoa công chúa đi ra ngoài tìm nàng, nhưng là không biết cuối cùng. Ta không nghĩ tới. Ngày hôm nay Thiện Nhu công chúa sẽ trở về, thần vũ trụ điện bên kia cường giả, không thể nào thả qua nàng, nàng sẽ lần nữa gặp phải phong ấn. Dừng một chút, Kiếm Hưng lần nữa hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, người thật bỏ không được giết chết nàng. Diệp Thần tâm loạn như ma, nhưng cuối cùng nhớ tới Hồng Quân lão tổ nói, làm việc không nên hối hận, hết thảy đều phải tuân theo chủ tâm, hắn chính là tâm cảnh thanh lãng, nói ta sẽ không giết nàng, nàng là cái hiền lành cô gái. Chỉ là bị chí cao ý chí bắt giữ, mới biết rơi vào ma đạo. Kiếm Hưng thở dài nói, nàng không có thừa kế thiên mệnh trước, đích xác là một hiền lành cô gái, nhưng nàng nếu đã bị chí cao ý chí chọn chúng, vậy nàng chính là chí cao ý chí tọa hạ một cái công cụ người, mai táng luân hồi công cụ. Ngươi không muốn bị mai táng, vậy cũng chỉ có đem nàng giết chết. Diệp Thần rất kiên quyết nói, tiền bối, chính ta sẽ quyết đoán, ngươi không cần nói nữa. Diệp Thần không hề quái Thiện Nhu, bởi vì nàng đã từng làm hết thảy, đều không phải là nàng chủ ý. Đầu sỏ, là chí cao ý chí. Vừa nghĩ tới chí cao ý chí, lại chế tạo ra luân hồi sáu giới, tới làm vì mình nghĩa địa, Diệp Thần liền ra đầu tê dại. Địa ngục giới, đã là một cái vô cùng lớn thế giới. Vậy cái khác năm cái thế giới,
lại là như thế nào đáng sợ tồn tại. Ở cái khác năm cái thế giới, có phải hay không cũng có tương ứng thiên mệnh người, vì mai táng luân hồi mà cố gắng. Tuy nói luân hồi không ngừng, coi như Diệp Thần chết, luân hồi ý chí vậy sẽ truyền thừa tiếp, nhưng Diệp Thần cũng không muốn chết. Người chết như đèn tắt, hết thảy tốt đẹp tồn tại cũng không có, coi như hạ nhất thế luân hồi sống lại, cũng không phải hắn. Ta cái này nhất thế, phải lên đỉnh chí cao. Diệp Thần nghĩ thầm, ý chí kiên quyết. Kiếm Hưng còn muốn khuyên gì, nhưng bỗng nhiên vào lúc này, bên ngoài kim quang cuồn cuộn, có một từng đạo khí tức cường đại truyền tới. Không tốt, giới vương điện người tới. Bọn họ đoán chừng là bắt được Thiện Nhu công chúa giận tức. Kiếm Hưng gương mặt biến đổi, hắn cái này phiến tu luyện phúc địa, thiên cơ che đậy, đủ để che giấu Diệp Thần luân hồi hơi thở, sẽ không bộc lộ ra đi. Nhưng Thiện Nhu hơi thở, đặc biệt đặc thù. Thiện Nhu là địa ngục giới thiên mệnh ma nữ, chỉ cần nàng xuất hiện, cũng sẽ bị thần vũ trụ điện cảm ứng được. Chúng ta trốn trước. Kiếm Hưng già nua bàn tay vung lên, bốn phía khói mù dâng lên, đem hắn và Diệp Thần, Thiện Nhu thân hình, toàn bộ bao phủ vào, hơi thở cũng là hoàn toàn thu liễm. Diệp Thần cũng là che giấu ở mình hơi thở, miễn được bại lộ. Mới vừa ẩn thân sau một hồi, liền thấy mấy chục cái hơi thở cường hãn võ giả, hạ xuống xuống. Những cường giả này, phần lớn mặc trước giới vương điện khôi giáp, chiến khí dọn ra, sát khí dày đặc. Một người cầm đầu, nhưng là cái anh tuấn chàng thanh niên. Diệp Thần vừa thấy, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Vậy chàng thanh niên, chính là Phong Đế Quân. Mười đại thiên quân lão tổ, Phong gia lão tổ, Phong Đế Quân. Phong Đế Quân tại sao lại ở chỗ này? Hắn đầu phục thần vũ trụ, cái này không thể nào. Diệp Thần trong lòng kinh hãi. Hắn biết, Phong Đế Quân là mình đáng tin người theo đuổi, phụ trợ mình đối kháng vạn khư. Nhưng hôm nay, Phong Đế Quân lại có thể xuất hiện ở nơi này, thậm chí thống lĩnh giới vương điện người. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn đã phản bội? Phải biết, giới vương điện sứ mạng, chính là muốn mai táng luân hồi, có thể nói là Diệp Thần địch thủ cũ. Phong Đế Quân trợ giúp thần vũ trụ điện, đó chính là muốn xúc diệt luân hồi, ổn thỏa phản bội. Nhưng, Diệp Thần thấy Phong Đế Quân trong mắt, nhưng là vô cùng trong suốt, không giống như là phản bội hình dáng. Cẩn thận cảm ứng dưới, Diệp Thần cũng có thể cảm thấy, Phong Đế Quân tim, thuộc về luân hồi, cũng không có phản bội mình. Hắn không có phản bội ta, vậy hắn ở thần vũ trụ điện dưới quyền, muốn làm gì? Diệp Thần trong lòng muốn không rõ ràng. Nhưng gặp Phong Đế Quân, dẫn người hạ xuống, gặp bốn phía không có một bóng người, một chút hơi thở cũng không có, không khỏi nhíu mày một cái. Phong Lão Tổ, Thiện Nhu công chúa không ở nơi này. Một cái thần vũ trụ điện cường giả đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, nói. Phong Đế Quân trầm ngâm nói, ta mới vừa rõ ràng bắt được Thiện Nhu công chúa giận tức, hẳn đang ở phụ cận, chúng ta tìm một chút. Nhất định phải tìm được Thiện Nhu công chúa. Đem nàng bắt trở về phong ấn. Đám người cường giả nói, Lập tức, Phong Đế Quân chính là dẫn người, ở bốn phía tiếp tục tìm. Thật may, Diệp Thần, Kiếm Hưng, Thiện Nhu các người, che giấu cực sâu, bọn họ vậy không tìm được. Tìm liền nửa ngày sau đó, vẫn không có kết quả, Phong Đế Quân cũng chỉ có thể than thở một tiếng, dẫn người rời đi, đi những địa phương khác tìm. Ở xác định Phong Đế Quân đi xa sau đó, Kiếm Hưng rút lui hết khói mù bình phong che chở, hiện thân đi ra, thở phào nhẹ nhõm, nói thật may nơi này là ta tu luyện đạo tràng, nếu không ta còn thật không gạt được thần vũ trụ điện cường giả tai mắt. Dừng một chút, Kiếm Hưng lại có chút chần chờ nói, chỉ bất quá, Phong gia vậy lão tổ Phong Đế Quân, làm sao đầu dựa vào thần vũ trụ điện. Luân hồi chi chủ, Phong Đế Quân không phải người theo đuổi ngươi sao? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, tiền bối, ta muốn hỏi ngươi. Người có thể hay không thấy có cái gì rồng thần dị tượng hơi thở. Ta có một người bạn, nàng kêu Diệp Lạc Nhi, là 9 tầng trời thần thuật, long thần phá thiên quyết người chấp trường, có thể ở trong chỗ này xảy ra chuyện. Hiện tại, Thiện Nhu thân thế, Diệp Thần đã đại khái rõ ràng, chỉ muốn mau sớm tra rõ Diệp Lạc Nhi rơi xuống. Thật ra thì Diệp Thần đã sớm muốn hỏi, nhưng mới vừa Kiếm Hưng lời nói bên trong, nhắc tới chí cao ý chí, chân thực quá làm người ta khiếp sợ. Diệp Thần thẳng đến lúc này, mới có hơn khe cửa hỏi Diệp Lạc Nhi rơi xuống, chỉ sợ thời gian trì hoãn, Diệp Lạc Nhi xảy ra chuyện, vậy thì phiền toái. Rồng thần dị tượng sao?
Kiếm Hưng khẽ cau mày một tí, nói ta trước đây không lâu xác thực thấy có rồng thần phá thiên quyết khí tượng, vậy khí tượng cuối cùng dần dần không nhìn thấy ở suối vàng biển chết bên trong. Luân hồi chi chủ, bạn ngươi, có thể đi suối vàng biển chết, nàng là bị người đuổi giết liền sao? Diệp Thần cảm thấy một chút lạnh lẽo, nói, suối vàng biển chết. Kiếm Hưng nói, suối vàng biển chết, là địa ngục giới bên trong một nơi tử địa, vô cùng là hung hiểm, người bình thường không cách nào chịu đựng vượt qua 5 ngày, bạn ngươi nếu như không phải là bị đuổi giết, không thể nào đi chỗ đó sao địa phương nguy hiểm. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nói tiền bối, vậy suối vàng biển chết ở nơi nào? Xin ngươi hãy nhanh lên một chút mang ta đi qua. Kiếm Hưng thấy Diệp Thần như thế ngưng trọng hình dáng, cũng biết cái đó Diệp Lạc Nhi, đối hắn nhất định 10 phần trọng yếu, lập tức cũng không nói nhảm, nói, được, mời theo ta tới. Vừa nói biến dạng hư không, mang Diệp Thần hiền hòa mềm lên đường. Diệp Thần lòng như lửa đốt, e sợ cho Diệp Lạc Nhi xảy ra chuyện. Ở Kiếm Hưng dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần rất nhanh đi tới suối vàng biển chết bên bờ. Phía trước, là một phiến mênh mông đại dương vô tận. Nước biển là khô héo màu sắc, cát chảy đọng lại, một phiến tử khí. Diệp Thần cơ hồ là ngay lập tức, ngay tại suối vàng biển chết bên trong, bắt được Diệp Lạc Nhi hơi thở. Diệp Lạc Nhi, quả nhiên liền ở suối vàng chết trong biển. Mà giờ khắc này, ở suối vàng chết bên bờ biển, có một từng đạo cường đại bóng người. Những thân ảnh kia, tản ra huyết mạch hơi thở, lại có thể để cho Diệp Thần có chút cảm giác quen thuộc. Và Hoang lão có chút tương tự. Là hoang tộc người. Diệp Thần thầm giật mình, ánh mắt quét nhìn những cái kia võ giả. Đối phương số người không nhiều, 5-6 người cỡ đó, nhưng hơi thở không kém, cường đại nhất một cái, thậm chí đã đến thiên huyền 7 tầng thiên bước. Là hoang tộc kiêu tử, hoang hàn, tuổi tác không tới vạn tuế, tu vi liền đạt tới thiên huyền 7 tầng thiên. Kiếm Hưng híp mắt, ngắm nhìn phía trước võ giả bên trong, cường đại nhất một người thanh niên nam tử, thấp giọng nói. Diệp Thần âm thầm câu thông luân hồi mộ địa, hướng Hoang lão nói, Hoang lão, là ngươi hậu bối chứ? Hiện tại Diệp Thần các người chỗ ở vị trí, khoảng cách Hoang Hàn không xa, nhưng bởi vì bọn họ đứng ở một phiến trong rừng rậm, hơn nữa suối vàng biển chết linh khí rối loạn, Hoang Hàn cũng không có nhận ra được. Hoang lão nghe được Diệp Thần câu hỏi, nhưng là lạnh lùng cười một tiếng, nói, là ta hậu bối thì như thế nào? Ngươi nên sẽ không sợ bọn họ chứ? Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, Hoang lão lời này, chính là gián tiếp thừa nhận mình là hoang tộc người. Rốt cuộc mò tới Hoang lão một chút thân thế, Diệp Thần nội tâm là khá là kích động. Thiên huyền 7 tầng thiên, còn ở địa ngục giới, hôm nay ta, không phải địch thủ. Diệp Thần nhìn vậy Hoang Hàn, cũng là cảm thấy một hồi khó giải quyết. Thiên huyền 7 tầng thiên, loại cảnh giới này, lại ở đối phương địa bàn, đối Diệp Thần mà nói, còn như người thú liền điểm. Diệp Lạc Nhi bị này cấp bậc cường giả khác đuổi giết, hung hiểm có thể tưởng tượng được. Kiếm Hưng hỏi, luân hồi chi chủ, người muốn tiến vào suối vàng biển chết, chừng cứu bạn ngươi sao? Diệp Thần nói, Kiếm Hưng lắc lắc đầu nói, ta khuyên ngươi không nên đi vào, suối vàng biển chết, là một phiến tử địa, coi như thiên quân tiến vào, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Ngươi xem những cái kia hoang tộc võ giả, cũng không dám xông vào, chính là kiêng kỵ suối vàng biển chết uy nghiêm. Kiếm Hưng nói không sai, Hoang Hàn cùng mấy cái võ giả, đứng ở bên bờ, đều là lo lắng hình dáng. Một cái hoang tộc võ giả nói, Hoang Hàn sư huynh, vậy rồng mẹ chạy đến suối vàng chết trong biển, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hoang Hàn hì hì cười nhạt, nói ta cũng không tin nàng không ra, suối vàng biển chết uy áp cực lớn, coi như thiên quân, vậy không chống nổi 5 ngày, chúng ta chờ là được. Vậy võ giả lo lắng nhìn bầu trời một mắt. Nói, mới vừa có cực kỳ mịt mờ quỷ dị địa ngục khí tượng hiện lên, có thể thiện nhu công chúa trở về, thiên biến sắp tới, chúng ta không thể một mực chờ đi xuống. Hoang Hàn sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên vậy cảm thấy thiện nhu công chúa trở về, là một kiện 10 phần đáng sợ khó giải quyết sự việc. Năm đó thiện nhu công chúa, rơi vào ma đạo, giết hại bốn phương, hoang tộc cũng có rất nhiều cao thủ, gặp phải tàn sát. Không sao, chúng ta chỉ cùng 5 ngày. Vậy rồng mẹ không thể nào không ra, suối vàng biển chết hơi thở, không phải nàng có thể tiếp nhận. Hoang Hàn quyết định nói. Đám người hoang tộc võ giả nói, liền tiếp tục tại chỗ chờ. Diệp Thần mị mắt thấy phía trước, cảm nhận được vậy suối vàng biển chết hơi thở, cùng Hoàng Tuyền đồ có một chút sâu xa,
cùng ra suối vàng, trong lòng khẽ động, nói Kiếm Hưng tiền bối, ta có Hoàng Tuyền đồ nơi tay, phỏng đoán có thể hóa giải suối vàng biển chết huy áp, nhưng ta muốn đi vào, nhất định phải qua Hoang Hàn một cửa ải kia. Suối vàng biển chết địa thế bằng phẳng, không tồn tại lượn quanh đường có thể, chỉ cần Diệp Thần đi vào, khẳng định sẽ bị phát hiện. Kiếm Hưng rõ ràng tới đây, nói, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi lại yên tâm, ta cũng là thiên huyền bảy tầng thiên tồn tại, ta vì ngươi kéo Hoang Hàn, ngươi nếu như có chắc chắn chống lại suối vàng biển chết, cứ việc đi vào là được. Diệp Thần có vẻ cảm kích, nói, đa tạ. Kiếm Hưng nói, không có sao, năm đó ta nhận Nhâm Phi Phàm ân huệ, ngày hôm nay cũng nên đến báo đáp thời điểm. Nhắc tới, ta cái này lão xương, vậy rất lâu không có hoạt động, là thời điểm nhúc nhích một chút gân cốt. Dứt lời, Kiếm Hưng không câu chấp cười một tí, rút ra trường kiếm bên hông. Thanh kiếm này rút ra một cái, nghiêm ngặt kiếm quang, chính là lăn lăn ngất trời, cắn nát mưa gió. Người nào? Vậy mấy cái hoang tộc các võ giả, nhất thời kinh ngạc quay đầu. Hoang Hàn, vẫn khỏe chứ? Kiếm Hưng ngửa mặt lên trời cười to, từ trong rừng cây sải bước đi ra. Kiếm lão đầu, là ngươi. Hoang Hàn thấy Kiếm Hưng hiện thân, ánh mắt hơi đông lại một cái, mang một chút cảnh giác. Mấy cái khác hoang tộc võ giả, cũng là nghiêm thần đề phòng. Kiếm Hưng là kiếm trong tộc người, ở địa ngục giới vạn tộc bên trong, kiếm tộc cùng hoang tộc cũng giá tể khu, tuyệt không thể khinh thường. Kiếm lão đầu, ngươi tới đây bên trong làm gì? Hoang Hàn lạnh giọng hỏi. Kiếm Hưng cầm kiếm đứng, cười nói, Hoang Hàn, ta biết các ngươi ở vây khốn một cái kêu là Diệp Lạc Nhi cô gái, vậy Diệp cô nương là bạn của ta, xin các ngươi hãy xem ở ta kiếm tộc mặt mũi, có thể tha nàng một mạng. Hoang Hàn vừa nghe, nhất thời cười, nói các ngươi kiếm tộc lúc nào, lại có thể và người ngoài câu kết làm bậy. Vậy Diệp Lạc Nhi cướp đi thiên ngục hồn tinh, ngươi cũng biết, vậy thiên ngục hồn tinh là ta hoang tộc lão tổ luyện công bắt buộc vật liệu. Ta tuyệt không thể mặc cho người ngoài cướp đi. Kiếm Hưng nói, thiên ngục hồn tinh dĩ nhiên là chân quý, nhưng nhà các ngươi lão tổ hoang trắng vũ, vạn cổ bất hủ pháp đã sớm đại thành, vật kia muốn tới cũng là vô dụng, ngược lại không như bán ta kiếm tộc một cái mặt mũi, thả qua Diệp cô nương một lần, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ bồi thường. Hoang Hàn vui vẻ cười to, nói, có cái gì bồi thường, có thể so với thiên ngục hồn tinh. Vậy thiên ngục hồn tinh, nhưng mà năm đó chế tạo luân hồi thánh hồn thiên và địa ngục su vật liệu, người như có thể lấy ra khối thứ hai thiên ngục hồn tinh, ta đáp ứng ngươi. Kiếm Hưng sắc mặt trầm xuống, thiên ngục hồn tinh mấy chục ngàn năm mới sản phẩm một khối, hắn dĩ nhiên là không cầm ra khối thứ hai, nói, Hoang Hàn, không nên ép người quá đáng, vậy thiên ngục hồn tinh, là năm đó Nhâm Phi Phàm và thiên nữ đào lên, các ngươi hoang tộc muốn chiếm đoạt thôi, hôm nay thiên nữ phái người tới thu hồi, người muốn giết người đoạt bảo. Còn lý luận, Hoang Hàn không nói nhảm nữa, lãnh khốc nói, kiếm lão đầu, không cần dài dòng nữa, ngươi như muốn cứu về vậy cái rồng mẹ, liền trước qua ta cửa ải này. Vừa nói, Hoang Hàn cả người linh khí tuôn ra, hai tay trên có từng luồng nghiêm ngặt khí lạnh thả ra, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, liền suối vàng biển chết bên bờ vùng biển, vậy là theo chân đóng băng, rắc rắc vang dội. Kiếm Hưng hừ một tiếng, nói, rất tốt. Ta liền tới lãnh giáo một chút các ngươi hoàng tộc võ đạo cao chiêu. Tiếng nói rơi xuống, Kiếm Hưng khua kiếm nhanh gai ra, kiếm khí của hắn, hóa thành một cái mãi mãi sông dài, con sông bên trên, nhấp nhô thiên địa núi sông hư ảnh, phải đem Hoang Hàn trấn áp. Một kiếm này là kiếm tộc thần thông, kêu thiên địa sơn hà kiếm to khí, kiếm ra lúc có thiên địa núi sông nguy nga khí tượng lững lờ, cực kỳ cường hãn. Kiếm Hưng biết rõ Hoang Hàn lợi hại, muốn kéo Hoang Hàn. Là Diệp Thần tranh thủ cơ hội, nhất định phải ra đem hết toàn lực. Ha ha, các ngươi kiếm tộc thiên địa sơn hà kiếm to khí, cũng không quá như vậy. Thiên Hàn thần trưởng, phá cho ta. Hoang Hàn khinh thường cười nhạt, cũng không có đem Kiếm Hưng kiếm pháp đặt ở bên trong mắt, hai tay khí lạnh bùng nổ, như băng thiên tuyết địa, hung hăng một trưởng điên cuồng gào thét ra. Khách lạt lạt, xâm nghiêm giá rét trưởng thế, nhất thời đem Kiếm Hưng sơn hà kiếm khí, hoàn toàn phong đông lại. Ngay sau đó, Hoang Hàn chính là nhanh như tia chớp tới sát Kiếm Hưng trước mặt, hai tay đi hắn trên ngực đánh tới. Kiếm Hưng sắc mặt ngưng trọng, giơ kiếm chống đỡ. Hai người kiếm trưởng giao nhau, trong nháy mắt không biết đấu nhiều ít chiêu, giữa trời đất tràn đầy xương khí cùng kiếm ảnh. Mấy cái khác hoang tộc võ giả, ở bên cạnh xem cuộc chiến, không hề tham chiến. Bọn họ tin tưởng Hoang Hàn thực lực,
nhất định có thể trấn áp Kiếm Hưng. Mà ở trong rừng cây, Diệp Thần thấy Kiếm Hưng cùng Hoang Hàn kịch đấu say sưa, trong đầu nghĩ là cơ hội. Hắn quay đầu hướng Thiện Mềm nói, Thiện Nhu, ta đi suối vàng biển chết một chuyến, ngươi lưu ở chỗ này không cần đi động, đợi ta trở lại. Thiện Nhu có chút sợ hãi, kéo Diệp Thần tay, nói, Diệp Thần ca ca, ta đi theo cùng đi có thể không? Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, nói, không được, ngươi ở chỗ này chờ ta trở về là được. Thiện Nhu ảm đạm không biết làm sao, nói, được rồi. Diệp Thần cười sờ một cái nàng đầu nhỏ, tỏ ý nàng không nên hoảng hốt, sau đó bắt đầu từ trong rừng cây lao ra, như tật phong vậy đi suối vàng biển chết bay đi. Người nào? Hoang Hàn đang cùng Kiếm Hưng kịch đấu, bỗng nhiên thấy Diệp Thần bóng người, không khỏi được thất kinh, trong lòng ám hô trúng kế. Lão già kia, ngươi ở tính toán ta. Hoang Hàn nhất thời tức giận, biết Kiếm Hưng chỉ là đang trì hoãn mình, mục đích thực sự là vì để cho Diệp Thần tiến vào suối vàng biển chết. Hắn chỉ lấy là Diệp Thần là kiếm trong tộc cao thủ, nếu như bị kiếm tộc mang đi Diệp Lạc Nhi, thậm chí cướp đi thiên ngục hồn tinh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hoang Hàn muốn đi ngăn trở Diệp Thần, nhưng bị Kiếm Hưng cuốn lấy, vậy không thể phân thân, vội vàng hướng về phía dưới quyền võ giả kêu lên, mau ngăn lại hắn. Vậy mấy cái hoang tộc võ giả, ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng phi thân lên, đao kiếm đều xuất hiện, hướng Diệp Thần vây giết đi, muốn ngăn cản hắn tiến vào suối vàng biển chết. Diệp Thần ánh mắt liếc một cái, liền cảm thấy vậy mấy cái hoang tộc võ giả, tu vi mạnh nhất, chỉ là thiên huyền nhất tầng trời, hoàn toàn không phải là địch thủ của hắn. Diệp Thần kiêng kỵ, chỉ là Hoang Hàn mà thôi. Hôm nay Hoang Hàn bị Kiếm Hưng kéo, vậy mấy cái thông thường hoang tộc võ giả, căn bản không thể nào ngăn trở hắn. Mắt xem vậy mấy cái hoang tộc võ giả giết tới, Diệp Thần không tránh, hai tay lộ ra, như lão ưng bắt gà con, bắt bọn hắn lại thân thể, suy rồi, từng cái một tại chỗ xé nát. Diệp Thần không có dùng bất kỳ võ đạo, thậm chí liền tự thân linh khí đều không từng thả ra, chỉ là đơn thuần dựa vào hai tay lực lượng, đem mấy người kia từng cái xé nát. Mới vừa vẫn là mạnh như rồng như cọp mấy cái hoang tộc võ giả, trong nháy mắt hóa thành đầy trời mưa máu, nội tạng ruột phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống, tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Cái gì? Hoang Hàn thấy một màn này, nhất thời kinh hãi. Hắn gặp Diệp Thần tu vi, chỉ có quá chân cảnh tầng 8 trời, còn lấy là hắn là ẩn núp hơi thở, nào nghĩ tới Diệp Thần tu vi chính là như vậy, chỉ là hai tay lực lượng, lớn lạ thường. Thằng nhóc này là ai? Hắn hai tay võ đạo gông xiềng chặt đứt, hắn không phải chỉ có quá chân cảnh sao? Hoang Hàn mồ hôi lạnh cũng nhô ra, thật sâu cảm thấy Diệp Thần cường hãn. Một cái quá chân cảnh tầng 8 trời, lại có thể tay xé trời quân, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn cũng không dám tin tưởng. Dưới khiếp sợ, Hoang Hàn chiêu pháp xuất hiện sơ hở. Đáng tiếc, Kiếm Hưng không có thể nắm chặt. Bởi vì, Kiếm Hưng thấy Diệp Thần sinh xé địch nhân tình cảnh, cũng bị rung động ở. Cái loại này thuần túy nhất, dã man nhất lực lượng, so với tất cả võ đạo đều phải hám tâm hồn người. Ở xé nát vậy mấy cái hoang tộc võ giả sau đó, Diệp Thần không nói hai lời, phi thân tiến vào suối vàng biển chết, trong lòng âm thầm và Hoang lão câu thông, nói, Hoang lão, ta giết ngươi hậu bối, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hoang lão nhưng là không nói, cũng không trả lời Diệp Thần nói. Diệp Thần nhún vai một cái, chính là thu liễm tâm thần, nhanh chóng hướng suối vàng biển chết chỗ sâu bay đi. Hoang Hàn thấy Diệp Thần bóng người đi xa, trong lòng khẩn trương, sử dụng một cái phù chiếu, hướng Diệp Thần lướt đi, quát lên, sắt thép hóa ngục, cho ta trấn áp. Vậy phù chiếu giống như là kim loại đúc, phơi bày ra lạnh lùng ánh sáng màu, ngay tức thì phá không bay tới, thả ra mảng lớn thiết đen hơi thở. Theo vậy thiết đen hơi thở, hoàn toàn lan tràn ra, một màn kinh khủng vậy xuất hiện. Diệp Thần chỗ ở vậy phiến thiên địa, lại là nhanh chóng bắt đầu thiết hóa. Không khí chung quanh đổi được vô cùng nặng nề, để cho người hít thở một cái khí, giống như bị nhét vào 5.000 tấn sắt thép. Dưới chân suối vàng biển chết, nước biển cũng là ca sát sát vang dội, vậy đang nhanh chóng thiết hóa. Lấy Diệp Thần là trung tâm, chu vi mấy dặm chi địa, cũng đang nhanh chóng xa vào, phải đổi thành một phiến sắt thép địa ngục. Đây là, thiết ngai vàng hơi thở. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, nhìn chằm chằm Hoang Hàn vậy phù chiếu. Bắt được một chút thiết ngai vàng nhân quả. Vậy phù chiếu, hiển nhiên và thiết ngai vàng có liên quan.
Truyền thuyết là thật, thiết ngai vàng đúng là ở địa ngục giới xuất hiện qua. Kiếm Hưng mắt xem Diệp Thần bị sắt thép địa ngục bao vây, trong lòng kinh hãi, nhìn chằm chằm Hoang Hàn nói, Hoang Hàn, người lại có thể bỏ được vận dụng thiết phù chiếu. Hoang Hàn ra mặt hơi co rúm, lộ ra một chút đau lòng thần sắc, nói, có thể ép ta vận dụng thiết phù chiếu, các ngươi vậy coi là chết được kỳ sở. Vậy thiết phù chiếu chân quý bực nào, luyện chế lại là khó khăn bực nào, là nhà ta lão tổ ở thiết ngai vàng đã từng là ẩn mai chi địa, bất chấp bị thiết hóa nguy hiểm, rút ra lấy giữa trời đất còn sót lại thiết nguyên tố đúc thành. Một đạo thiết phù chiếu, đủ để tiêu diệt vô lượng cường giả trở xuống người bất kỳ. Các ngươi muốn cướp đoạt thiên ngục hồn tinh, đó là tuyệt không khả năng. Nói xong, Hoang Hàn ánh mắt liếc về hướng Diệp Thần, ở hắn trong mắt, Diệp Thần đã là một cổ thi thể. Không có bất kỳ người, có thể chống lại thiết ngai vàng hơi thở. Kiếm Hưng cũng là lớn là chấn phố, chỉ lấy là Diệp Thần phải bị thiết hóa, lâm vào là một cái sắt thép pho tượng chết đi. Nhưng, ra hai người ý liêu, Diệp Thần cũng không có bị thiết hóa. Chỉ gặp ở đó phiến sắt thép hơi thở cấu tạo địa ngục thế giới bên trong, Diệp Thần cả người linh khí tách thả ra, triển khai một phiến khoáng đạt tinh không. Hồng Mông Đại Tinh Không, bảo vệ. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, vội vàng dùng Hồng Mông Đại Tinh Không bảo vệ được mình. Hắn trước kia gặp qua chân chính thiết ngai vàng, thiếu chút nữa bị thiết hóa, cho nên đối với như thế nào chống lại thiết ngai vàng, hắn là có kinh nghiệm. Hoang Hàn thiết phù chiếu, chỉ là có một chút thiết ngai vàng hơi thở thôi, cũng không phải là ngai vàng đích thân tới. Cho nên, làm Diệp Thần mở ra Hồng Mông Đại Tinh Không sau đó, vậy cổ sắt thép sát khí, liền bị hắn thành công phòng ngự ở. Chung quanh hết thảy, đều ở đây thiết hóa. Nhưng Diệp Thần Hồng Mông Tinh Không, nhưng là sáng chói ảo mộng, không có bất kỳ dị biến dấu hiệu. Rút lui. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức phi thân thoát ra khỏi vậy phiến sắt thép địa ngục, tiếp tục hướng suối vàng biển chết chỗ sâu bay đi. Chỉ chốc lát sau, bóng người chính là biến mất ở Hoang Hàn và Kiếm Hưng trước mắt. Cái gì, thằng nhóc này lại có thể trốn thoát? Hoang Hàn cả kinh thất sắc, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Vậy thiết phù chiếu nhưng mà hắn lá bài tẩy à, đủ để tiêu diệt bất kỳ vô lượng cảnh trở xuống cường giả. Vậy phù chiếu, đại biểu thiết ngai vàng uy nghiêm. Nhưng Diệp Thần, nhưng là ung dung chạy khỏi ra, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Kiếm Hưng thấy vậy cũng là lớn vui, trong đầu nghĩ, luân hồi chi chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lại có thể liền thiết ngai vàng đều có thể chống lại. Vậy thiết ngai vàng đáng sợ, liền địa ngục giới thần vũ trụ Diêm La đạo quân, cũng không cách nào chấp trường. Hoang Hàn thiết phù chiếu, hàm chứa thiết ngai vàng uy nghiêm, lực sát thương có thể tưởng tượng được, nhưng cũng chấn không đè ép được Diệp Thần. Trong rừng rậm, Thiện Nhu ngơ ngác nhìn phương xa sắt thép nghiêm ngặt cảnh tượng, ánh mắt ngơ ngẩn xuất thần. U tối suối vàng biển chết bầu trời, vô số sắt thép nguyên tố hội tụ, giống như có một tòa sắt thép lâu đài bay lên không vậy, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Đầu thật là đau. Thiện Nhu thống khổ che đầu, uốn gối mềm ngã dưới đất. Làm cảm nhận được vậy sắt thép hơi thở, nàng trí nhớ tựa như bị xé vậy, hồi tưởng lại đã từng là sự việc. Đã từng, thiết ngai vàng ngủ say ở địa ngục giới, ẩn mai ở một phiến cổ xưa trong thung lũng. Theo thiết ngai vàng ngủ say, vậy vùng thung lũng bắt đầu thiết hóa, núi đá thổ mộc, nước chảy lá rơi, đều biến thành sắt thép. Vậy phiến sắt thép tử ngục, là địa ngục giới cấm địa, không người dám can đảm bước vào. Bất kỳ người bước vào, cũng sẽ bị thiết hóa thành một cái pho tượng. Sau đó không biết qua bao lâu, ở đó phiến sắt thép thế giới, lại có thể bắt đầu lần nữa sản sinh ra sinh mạng, có hoa hoa thảo thảo ở sinh sôi. Thiện Nhu nhớ ra rồi, nàng đã từng là tách thả ra ở thiết ngai vàng cạnh một đóa hoa. Em gái nàng gấm hoa, là một bụi cỏ nhỏ. Hai người hóa linh sau đó, bị Diêm La đạo quân thu nuôi. Đó là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, Thiện Nhu hiện đang khôi phục, liền bộ phận này trí nhớ, nhức đầu lắm, cả người linh khí bắt đầu không an phận náo động. Theo nàng linh khí sao động, cây cối chung quanh cùng đất đai, bắt đầu ca sát sát vang động, bị tầng tầng ngục vậy hắc khí bao phủ, hóa thành hắc diệu thạch. Một màn này, Diệp Thần dĩ nhiên là không thấy được. Thời khắc này Diệp Thần, đã tiến vào suối vàng biển chết chỗ sâu. Cảm thụ suối vàng biển chết bốn phía, vậy từng tầng một mãnh liệt uy áp hơi thở, Diệp Thần vô hình một hồi sợ hãi. Tốt áp lực kinh khủng. Cái này phiến suối vàng biển chết, nên không phải là ta nghĩa địa chứ.
Diệp Thần loáng thoáng bắt được cái gì, chí cao ý chí muốn giết hắn, thậm chí muốn đem hắn cắt chi thành 6 phần. Cái này phiến suối vàng biển chết, tựa như chính là chí cao ý chí, là Diệp Thần chế tạo ra mộ trận, tương lai giết chết Diệp Thần sau đó, phải đem hắn mai táng ở chỗ này, vĩnh viễn trấn áp. Bầu trời hoàng tuyền đồ, sắc. Diệp Thần cảm nhận được vậy mãnh liệt uy áp, sản sinh ra một chút bản năng sợ hãi, vội vàng sử dụng hoàng tuyền đồ. Ông ông ông! Hoàng tuyền đồ hiện lên, biến hóa thành một bộ thêu suối vàng núi sông trường bào, bao trùm ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần áp lực, nhất thời thật to giảm bớt. Xem ra hắn suy tính không sai, ở suối vàng biển chết bên trong, hoàng tuyền đồ đích xác có thể phát huy hiệu quả, là hắn giảm bớt áp lực. Có hoàng tuyền đồ phụ trợ, Diệp Thần tâm thần chính là hoàn toàn chấn định lại, dọc theo Diệp Lạc Nhi hơi thở, nhanh như điện chớp bay vút đi, bóng người lướt qua mặt biển, khơi dậy từng tầng một sóng lớn. Rốt cuộc, ở ước chừng 4 tiếng sau đó, Diệp Thần bay đến suối vàng biển chết một tòa trên đảo biệt lập. Vậy cô đảo, thuần túy là xương trắng chế tạo mà thành. Giờ phút này, Diệp Thần chính là thấy, ở cô giữa đảo, có một đoàn ảm đạm ánh sáng vàng bên trong mơ hồ có rồng thần khí tượng hiện lên, chỉ là vậy rồng thần đặc biệt yếu ớt, một bộ không khí trầm lặng hình dáng. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, biết Diệp Lạc Nhi gặp nguy hiểm, vội vàng hạ xuống cô đảo bên trong, sải bước chạy nhanh tới. Cô giữa đảo trong rừng rậm, một cô gái hôn mê trên đất, hơi thở yếu ớt, chính là Diệp Lạc Nhi. Ở Diệp Lạc Nhi bên người, rơi xuống một khối màu đen tinh thạch, sát khí dày đặc, đó chính là trong truyền thuyết Thiên Ngục Hồn Tinh. Diệp Thần nhìn vậy Thiên Ngục Hồn Tinh, con người hơi co rúc lại, chỉ cần lấy được Thiên Ngục Hồn Tinh, hắn liền có thể hoàn toàn bổ toàn luân hồi thánh hồn thiên. Bất quá giờ phút này, so với Thiên Ngục Hồn Tinh, Diệp Thần quan tâm hơn Diệp Lạc Nhi tánh mạng. Lạc Nhi, Diệp Thần vội vàng chạy tới, đem Diệp Lạc Nhi đỡ dậy, bàn tay giữ ở trên ngực nàng, bát quái thiên đan thuật thả ra, một đoàn đoàn linh quang, không muốn tiền vốn vậy đi Diệp Lạc Nhi trong cơ thể vọt tới. Diệp Lạc Nhi thân thể hơi run run, rồi sau đó mở mắt ra, tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Diệp Lạc Nhi, vẫn là vô cùng yếu ớt, nàng ngắm nhìn Diệp Thần gương mặt, tựa hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt, như mộng nghệ bàn nói, Diệp đại ca, là ngươi. Ta không đang nằm mơ chứ. Ngươi làm sao tới? Diệp Lạc Nhi nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần gò má, ánh mắt, môi, ngực, tựa hồ sợ mình là đang nằm mơ. Diệp Thần chỉ cảm thấy Diệp Lạc Nhi tay, lạnh như băng được lợi hại, nói, Lạc Nhi, ngươi làm sao tổn thương được lại như vậy? Là cái đó hoang hàn đả thương ngươi, ta y thuật, làm sao đối ngươi không dùng? Diệp Thần trong lòng tức giận. Hắn bát quái thiên đan thuật cùng các loại y thuật đạo pháp, đã thi triển đến mức tận cùng, nhưng Diệp Lạc Nhi thương thế, lại có thể không có chút nào khởi sắc. Từ ngoài mặt, không nhìn ra Diệp Lạc Nhi có một chút vết thương. Nhưng, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được, nàng ngũ tạng lục phủ, đã kế cận suy kiệt, sắp chết cũng không xa, phỏng đoán không sống qua tối nay. Diệp Lạc Nhi cười khổ một tí, nói, không có chuyện gì, Diệp đại ca, sinh tử có số. Ngươi không cần quá tổn thương tim. Diệp Thần khẽ cắn răng, mắt xem Diệp Lạc Nhi nội thương như vậy kịch liệt, lại phá vỡ ngón tay, lấy lăn bánh xe lăn hồi máu này nàng. Máu hắn, hồi phục năng lực vượt qua hết thảy. Nhưng mà, coi như dùng đến luân hồi máu chữa trị loại thủ đoạn này, vẫn là không cách nào vãn hồi. Diệp Lạc Nhi nội thương, chân thực quá nặng. Vô dụng, nàng bị suối vàng biển chết sát khí ăn mòn, tích lũy quá sâu, tối nay định trước hẳn phải chết. Ngươi chuẩn bị giúp nàng nhặt xác đi. Luân hồi mộ địa bên trong, hỗn độn vũ đế bóng người nổi lên, thong thả thở dài một cái. Ở hắn trong mắt, Diệp Lạc Nhi đã là người chết. Nếu như chỉ là đơn thuần thương thế, Diệp Thần tự nhiên có biện pháp cứu chữa. Nhưng, Diệp Lạc Nhi tổn thương, là mang theo suối vàng biển chết sát khí, căn bản không có thể hóa giải. Tiền bối, người tinh thông thủy hệ công pháp, nhưng có trị liệu thủ đoạn. Diệp Thần lật đật hướng hỗn độn vũ đế hỏi. Ở hỗn độn ngũ đế bên trong, hỗn độn vũ đế tinh thông hệ nước thần thông, trên thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật, hắn có lẽ sẽ có đặc thù phương pháp chữa trị. Nhưng mà, hỗn độn vũ đế nhưng là lắc đầu, nói ta tuy nắm giữ một ít thủy hệ trị liệu thần thông, nhưng tiểu cô nương này thương thế, đã không thể coi như là thương thế, mà là chết thế, nàng trốn đi nơi nào không tốt, vì sao phải chạy tới cái này phiến suối vàng biển chết.
Ha ha, suối vàng biển chết, nhưng mà chí cao ý chí vì ngươi mà chế tạo, chỗ này tương lai là ngươi luân hồi mộ trận, liền luân hồi huyết mạch đều khó chịu đựng, đừng nói là nàng. Diệp Thần không lời chống đỡ, hắn biết Diệp Lạc Nhi bị Hoang Hàn đuổi giết, tuyệt lộ, cũng chỉ có thể chạy tới suối vàng biển chết. Chỉ có chạy tới suối vàng biển chết, Hoang Hàn mới không dám đuổi giết đi vào, Diệp Lạc Nhi mới có một chút sức sống. Nhưng tiếc là, suối vàng biển chết sát khí, nhưng là để cho Diệp Lạc Nhi nội thương, trở nên ác liệt đến vô cùng nghiêm trọng bước, suối vàng sát khí triền thân, không có bất kỳ y thuật thủ đoạn có thể trị liệu. Không, ta không thể nhìn Lạc Nhi chết đi. Diệp Thần khẽ cắn răng, đem Diệp Lạc Nhi xít sao kéo vào trong ngực mình. Diệp đại ca. Diệp Lạc Nhi đang lúc sắp chết, cảm nhận được Diệp Thần ấm áp trong ngực, cũng là hài lòng lộ ra một nụ cười. Lạc Nhi ngươi đừng sợ, ta còn có một pháp, có thể cứu ngươi. Diệp Thần nguy cấp bên trong, nghĩ tới một môn cấm thuật. Hồng Hoang tám cấm một trong, trụ quang thần quyết. Vậy trụ quang thần quyết, là đủ để nghịch chuyển thời gian sông dài nghịch thiên cấm thuật, thậm chí có thể đem người bị chết sống lại. Ban đầu ở võ uyên thế giới, Diệp Thần đạt được trụ quang thần quyết sau đó, cũng chưa có sử dụng nữa qua, bởi vì đó là cấm thuật, đối thân thể tiêu hao cực lớn. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn dùng trụ quang thần quyết? Không muốn sống nữa sao? Hỗn độn vũ đế tựa hồ đoán được Diệp Thần tâm tư, nhất thời chấn động. Trụ quang thần quyết tiêu hao cực lớn, thậm chí có thể sẽ thương tổn võ đạo căn cơ. Năm đó Kiêm Gia tiên tử sau khi chết đi, Hồng Quân lão tổ từng cân nhắc qua, phải dùng trụ quang thần quyết, nghịch chuyển thời gian, đem nàng sống lại. Nhưng, cân nhắc đến tiêu hao quá lớn, có thể sẽ ảnh hưởng tự thân, Hồng Quân lão tổ cuối cùng vẫn là không có dùng. Hiện tại, Diệp Thần phải dùng nói, hắn cả người tinh khí thần, đều có thể khô kiệt. Hắn võ đạo, có thể sẽ bởi vì tiêu hao quá lớn, mà hoàn toàn tan vỡ. Nhưng, Diệp Thần ánh mắt sắc bén, cũng không có chút nào do dự, cũng không có nghe hỗn độn vũ đế cảnh cáo. Hắn nắm Diệp Lạc Nhi tay, bắt đầu cổ xưa ngâm sướng. Thời gian sông dài, năm tháng vội vã, thời gian nghịch chuyển, trụ quang chảy ngược. Theo cái này tiếng ngâm sướng rơi xuống, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp một đoàn đoàn ánh sáng trắng, từ Diệp Thần trên mình bộc phát ra, đem hắn và Diệp Lạc Nhi thân thể, cũng bao phủ đi vào. Ở ánh sáng trắng bên trong, có rất nhiều hơn đồng hồ cát chảy, đồng hồ báo thức và bóng mặt trời hư ảnh hiện lên, không ngừng bồng bềnh qua lại, đó là thời gian tượng trưng. Thời gian pháp tắc đang thay đổi động, thời gian bắt đầu chảy ngược. Diệp Lạc Nhi thân thể, vốn là nội thương sâu nặng trạng thái, sắp gặp tử vong. Nhưng hiện tại, Diệp Thần vận dụng trụ quang thần quyết, trực tiếp để cho thời gian chảy ngược, để cho Diệp Lạc Nhi trạng thái thân thể, khôi phục lại còn không bị thương trước hình dáng. Đây không phải là y thuật, đây là lúc thời gian nhớ lại nghịch thiên thần thông. Chỉ là không tới một phút thời gian, Diệp Lạc Nhi sắc mặt, liền hoàn toàn khôi phục đỏ thắm. Nàng nội thương, cũng là hoàn toàn khỏi rồi. Không, dùng hết bệnh tới hình dạng, không hề thích hợp. Bởi vì, nàng thân thể, là thời gian chạy ngược, khôi phục lại không bị thương trước trạng thái, hết thảy đều là hoàn hảo không hao tổn hình dáng. Thân thể khôi phục sau đó, Diệp Lạc Nhi vô cùng khiếp sợ, ngắm nhìn Diệp Thần, nói, Diệp đại ca, ngươi. Thời khắc này Diệp Thần, trên mình đặc biệt là như vậy có thi triển trụ quang thần quyết khí tượng, đồng hồ cát chảy đồng hồ báo thức, bóng mặt trời quầng mặt trời vân. Vân hư ảnh không ngừng lưu chuyển. Nhưng, Diệp Thần gương mặt, nhưng là một phiến khô héo, ánh mắt cũng là hoàn toàn mờ đi xuống. Vận dụng trụ quang thần quyết, cơ hồ đem Diệp Thần cả người cũng hút hết. Hắn cảm thấy mình vô cùng yếu ớt, cho tới bây giờ chưa từng có như thế yếu ớt, thân thể khỏe xem một chút khí lực cũng không nhấc nổi. Đáng chết, ngươi thằng nhóc này, thật dám động dùng trụ quang thần quyết. Ngươi đây là lấy mạng đổi mạng. Luân hồi mộ địa bên trong, hỗn độn vũ đế mắng to lên, ở trách cứ Diệp Thần quá xung động. Trụ quang thần quyết chính là cấm thuật, tác dụng phụ nghịch thiên vậy to lớn. Hiện tại Diệp Thần tiêu hao quá lớn, liền gương mặt và thân thể cũng khô cằn liền đi xuống, thật giống như trong nháy mắt suy hủ liền mấy chục ngàn tuổi vậy. Tự thân tiêu hao tuy lớn, nhưng Diệp Thần cũng không có hối hận, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lạc Nhi gò má, nói, Lạc Nhi, ngươi không có sao liền tốt. Diệp Lạc Nhi nhìn Diệp Thần yếu ớt hình dáng, nội tâm bị chua, vành mắt một đỏ, rơi xuống nước mắt,
nói, Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Tình đến chỗ sâu, Diệp Lạc Nhi chính là ôm chặt lấy Diệp Thần. Rồi sau đó, nàng ở Diệp Thần khô cằn trên môi, hôn lên vừa hôn. Diệp đại ca, ngươi tại sao phải là ta bỏ ra như thế nhiều? Diệp Lạc Nhi bưng Diệp Thần mặt, hai người miệng và lỗ mũi, cũng dính sát chung một chỗ, nước mắt của nàng tích tích rơi vào Diệp Thần trên mặt. Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm thôi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hắn tuyệt không nhẫn tâm nhìn Diệp Lạc Nhi chết đi, cho nên coi như biết rõ trụ quang thần quyết, tiêu hao to lớn, hắn vẫn là dùng đến. Diệp Lạc Nhi có vẻ cảm kích, lại cảm thấy Diệp Thần tiêu hao quá lớn, huyết mạch đã kế cận khô cằn, nói, Diệp đại ca, người thân thể rất yếu yếu, ta dùng ta long tộc máu tươi, vì ngươi bồi bổ. Nói xong, Diệp Lạc Nhi khẽ cắn răng, thật giống như hạ định cái gì quyết tâm vậy, động thủ đi cởi mình quần áo, nàng phải dùng nàng thân xác, bồi thường Diệp Thần, tổng không thể nhìn Diệp Thần thật khô cằn mà chết. Hụ hụ ho, Lạc Nhi, người chớ có nói đùa, ta cái này không còn chưa có chết đây. Diệp Thần dáng cười một tiếng, hắn một mực cầm Diệp Lạc Nhi làm em gái, mặc dù hai người không có liên hệ máu mủ, hơn nữa hắn cũng biết Diệp Lạc Nhi thích mình, nhưng Diệp Lạc Nhi hiện ở hành động này, hắn tạm thời không tiếp thụ nổi. Hắn vùng vẫy ngồi dậy, ngừng Diệp Lạc Nhi động tác, yên lặng bóp một cái tu luyện thủ quyết, vận công điều chỉnh tự thân. Tuy tiêu hao cực kỳ to lớn, nhưng Diệp Thần chí ít giữ được tánh mạng, còn có khôi phục hy vọng. Diệp Lạc Nhi cặp mắt lệ quang lóe lên, nói, Diệp đại ca, người thật có thể khôi phục sao? Diệp Thần nói, tận lực thử một chút đi, dầu gì ta cũng là luân hồi chi chủ, tổng sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi. Nghe Diệp Thần vậy hơi có chút đùa giỡn vậy giọng, Diệp Lạc Nhi tâm thần thoáng ổn định. Đúng rồi, như thế nhiều sóng gió, Diệp Thần cũng xông tới, tại sao lại ở đây một lần ngã xuống? Luân hồi mộ địa bên trong, hỗn độn vũ đế thấy Diệp Thần yếu ớt hình dáng, yên lặng một hồi, cuối cùng chính là thở dài nói, thằng nhóc, ta có một môn thuật pháp, có lẽ có thể giúp ngươi khôi phục, nhưng... Diệp Thần nghe được hỗn độn vũ đế có biện pháp, nhất thời đại hỉ, nói tiền bối, ngươi có biện pháp có thể giúp ta khôi phục. Hỗn độn vũ đế ngưng trọng nói, có là có, nhưng ta vậy thuật pháp, tu luyện tác dụng phụ cực lớn, sẽ càng sâu võ đạo gông xiềng, ngươi tu luyện sau đó. Võ đạo gông xiềng sẽ sâu hơn, tương lai chém ra sẽ càng khó khăn. Ta năm đó, vốn là có thể chém ra 90 đạo trở lên, nhưng bởi vì tu luyện vậy thuật pháp, cuối cùng chỉ là chém ra 81, thật sự là tiếc nuối. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói càng sâu võ đạo gông xiềng, cái này cũng không coi vào đâu tác dụng phụ, ta chỉ muốn mau sớm khôi phục, tiền bối, như ngươi thật có thích hợp ta thuật pháp, liền truyền cho ta đi. Hỗn độn vũ đế trầm ngâm một hồi, vậy rõ ràng Diệp Thần việc cần kíp, là mau sớm khôi phục thân thể, còn như võ đạo gông xiềng càng sâu, tương lai chém ra khó khăn, đó là chuyện tương lai, ngược lại cũng không cần gấp nhất thời, liền nói. Được, ta liền truyền thụ cho ngươi. Ta môn thuật pháp này, tên là Tinh Thiên Thủy Kính, ngươi thật tốt lĩnh ngộ. Hỗn độn vũ đế cong ngón tay bắn ra, một món xanh ánh sáng u, bắn vào Diệp Thần ấn đường bên trong. Vù vù. Nhất thời, một bài cổ xưa huyền ảo công pháp diệu quyết, chính là in vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Môn công pháp này, tên là Tinh Thiên Thủy Kính, thuộc thủy hệ, chính là cao nhất nguyên thuật. Tinh Thiên Thủy Kính, hội tụ hơi nước hóa thành nước kính, đổ ánh tinh không. Cái này Tinh Thiên Thủy Kính có ba chiếu, chiếu một cái thân mình, có thể dưỡng sinh chữa trị, chiếu một cái thiên địa, có thể theo dõi hay cơ hội, chiếu một cái chúng sanh, có thể hiện ra vạn tượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thủy kính ba chiếu, mỗi một chiếu đều là vô cùng huyền diệu, tu luyện khẩu quyết cũng là vô cùng phức tạp. Thật may Diệp Thần võ đạo nội tình thâm hậu, năng lực cũng là cực cao, ở hỗn độn vũ đế truyền công sau đó, hắn cơ hồ là ngay lập tức, liền hiểu được Tinh Thiên Thủy Kính diệu pháp. Tinh Thiên thủy kính ba chiếu, chiếu thân mình, chiếu thiên địa, chiếu chúng sanh, tiền bối môn thuật pháp này, thật đúng là huyền diệu à. Diệp Thần lĩnh ngộ sau đó, cũng là một hồi xúc động. Cái này môn Tinh Thiên Thủy Kính thần thông, quả nhiên là vô cùng ảo diệu. Hỗn độn vũ đế một hồi giật mình, nói, ngươi nhanh như vậy liền lĩnh ngộ. Diệp Thần nư một tiếng, nói, đa tạ tiền bối truyền công. Có cái này môn Tinh Thiên Thủy Kính phụ trợ, ta khô cằn huyết mạch, có thể lần nữa khôi phục đứng lên. Vừa nói, Diệp Thần chấn định tâm thần,
bắt đầu câu thông trong thiên địa hơi nước. Từng luồng hơi nước, tụ đến, hóa thành một mặt sương mù hòa hợp thủy kính, trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu. Rào. Từng đạo mát rượi như nước kính quang, chính là chiếu ra, chiếu vào liền Diệp Thần trên mình. Ở nơi này cổ kính quang chiếu rọi xuống, Diệp Thần đạt được vô cùng hơi nước bồi bổ, thân thể huyết mạch đang nhanh chóng khôi phục. Mới vừa thi triển trụ quang thần quyết, mang cho hắn khô cằn, hiện tại đang nhanh chóng đi xa. Diệp đại ca, ngươi, ngươi đây là cái gì thuật pháp? Một bên Diệp Lạc Nhi, nhất thời kinh hãi. Một khắc trước Diệp Thần, vẫn là vô cùng yếu ớt khô cằn hình dáng, nhưng giờ khắc này, ở đó thủy kính chiếu rọi xuống, nhưng đang nhanh chóng khôi phục. Môn thuật pháp này, kêu tinh thiên thủy kính, chiếu gặp thân mình, có thể dưỡng sinh điều khí, ta nói hết rồi, ta sẽ không chết, không có lửa gạt ngươi chứ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, ở đó tinh thiên thủy kính chiếu rọi xuống, hắn rất nhanh từ khô cằn trong trạng thái khôi phục như cũ, hiện tại đã khôi phục được thất thất bát bát, tâm tình buông lỏng dưới, ngón tay quát cạo Diệp Lạc Nhi lỗ mũi. Diệp Lạc Nhi ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, nhào tới Diệp Thần trong ngực, lần nữa len lén hôn môi hắn một tí, dù gì nói, Diệp đại ca, người không có sao liền tốt. Diệp Thần cảm thấy Diệp Lạc Nhi nhu tình, nội tâm lại là ấm áp, lại là thương tiếc, khẽ vuốt ve gò má mặt nàng. Lần này có thể khôi phục, may mà hỗn độn vũ đế truyền thụ cho thủy kính thần thông. Nhưng, Diệp Thần vậy có thể cảm nhận được, mình trạng thái mặc dù khôi phục, nhưng võ đạo gông xiềng, đúng là càng sâu, rõ ràng cảm thấy mỗi một đạo gông xiềng, cũng nặng nề rất nhiều. Đây là tu luyện tinh thiên thủy kính tác dụng phụ. Võ đạo gông xiềng càng sâu sau đó, tương lai hắn muốn chém ra, tự nhiên vậy sẽ càng thêm khó khăn. Bất quá chuyện tương lai, có thể tương lai lại đánh coi là. Chỉ ít giờ khắc này, Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi, đều không có chuyện tình, hơn nữa, bọn họ trạng thái đều là khôi phục. Hai người tướng theo, Diệp Lạc Nhi giúp vào Diệp Thần trong ngực, chỉ hy vọng ấm áp như vậy bình tĩnh thời gian, có thể vĩnh viễn kéo dài nữa. Lạc Nhi, khối này thiên ngục hồn tinh, có thể cho ta sao? Diệp Thần nhặt lên rớt xuống đất thiên ngục hồn tinh, nội tâm một hồi nóng bỏng. Nếu như khối này thiên ngục hồn tinh quay về hắn, hắn có thể lập tức dụng binh tự quyết, đem thiên ngục hồn tinh đúc thành địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, lần nữa bổ toàn luân hồi thánh hồn thiên. Hiện tại có thể cung cấp chế tạo thiên ngục hồn tinh, cũng chỉ có như thế một khối. Tuy nói màu đen kia quan tài, địa ngục xu, cũng là thiên ngục hồn tinh chế tạo, nhưng đã đúc qua, không thể lại dùng. Muốn đúc ra địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, phải dùng còn không sử dụng qua thiên ngục hồn tinh nguyên khoáng đá. Nghe được Diệp Thần mà nói, Diệp Lạc Nhi thân thể mềm mại run lên, cái này. Ấp a ấp úng không biết nói cái gì cho phải. Diệp Thần nói, thế nào? Khối này tinh thạch không thể cho ta. Diệp Lạc Nhi hít sâu một hơi, cuối cùng cắn răng nói, Diệp đại ca, khối này thiên ngục hồn tinh, là thiên nữ ủy thác ta thu hồi, nàng nói ngươi muốn nói, cần cầm một món đồ đổi. Diệp Thần mơ hồ đoán được cái gì, còn ngươi hơi co lại, nói, thứ gì? Diệp Lạc Nhi nói, một viên ma nữ tim. Diệp Thần đầu ông một tiếng, nói, đây là thiên nữ ý. Nàng thật là, kế giỏi, hảo tâm cơ. Thiên nữ muốn giết Thiện Nhu, dùng nàng ma nữ chi tâm luyện công, nàng không bắt buộc Diệp Thần giết người, chỉ là muốn cùng Diệp Thần làm một giao dịch. Muốn thiên ngục hồn tinh, vậy thì cầm Thiện Nhu tim để đổi. Thiện Nhu sinh mạng, và thiên ngục hồn tinh, Diệp Thần chỉ có thể hai chọn một. Nếu như chọn Thiện Nhu, không muốn thiên ngục hồn tinh, vậy Diệp Thần luân hồi thánh hồn thiên, lại không bổ toàn có thể. Nếu như chọn thiên ngục hồn tinh, vậy sẽ phải giết chết Thiện Nhu, cầm tim nàng đi trao đổi. Diệp Thần có chút ra đầu tê dại, thiên nữ không hổ là cao thủ, bố trí này nói rõ là đào hố, kêu Diệp Thần đi nhảy, để cho hắn vô cùng làm khó. Diệp Lạc Nhi vậy nhìn thấu Diệp Thần khó xử, xin lỗi nói, Diệp đại ca, thật xin lỗi. Trừ phi ngươi cầm ma nữ tim để đổi, nếu không khối này thiên ngục hồn tinh, ta không thể cho ngươi. Vừa nói, Diệp Lạc Nhi đem thiên ngục hồn tinh, từ Diệp Thần cầm trong tay trở về, thiên nữ đối với ta có ân tái tạo, ta không thể phản bội nàng, vẫn luôn phải dựa theo nàng quy củ tới. Diệp Thần nhất thời yên lặng, tự nhiên cũng biết Diệp Lạc Nhi khó xử, sờ sờ đầu của nàng phát nói, ta biết, ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Diệp Lạc Nhi nói, Diệp đại ca, vậy. Làm sao bây giờ, ngươi thật không giết chết vậy ma nữ sao?
Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ không làm có thẹn tại lòng sự việc, hiện tại trước đợi một chút đi, nếu thiên ngục hồn tinh đã bắt vào tay, ta chậm một chút lại nghĩ biện pháp cùng thiên nữ bàn, chúng ta rời khỏi nơi này trước nói sau. Suối vàng biển chết sát khí quá nặng, coi như Diệp Thần có hoàng tuyền đồ bảo vệ, cũng không thể một mực lâu dài dừng lại đi xuống, nhất định phải mau rời khỏi. Diệp Lạc Nhi không biết làm sao ừ một tiếng, đem thiên ngục hồn tinh thu vào trong ngực, ở Diệp Thần không có làm ra quyết định cuối cùng trước, khối này tinh thạch, nàng dĩ nhiên là không thể đưa đi. Chúng ta đi. Diệp Thần kéo Diệp Lạc Nhi tay, hai người rời đi cô đảo, đi suối vàng chết bên bờ biển đi vòng vèo. Lần nữa trở lại bên bờ, trời đã tối rồi, bên bờ bãi bùn trên, kiếm quang trưởng ảnh ngang dọc qua lại, kiếm hưng và hoang hàn, lại còn đang đánh. Diệp Thần thầm giật mình, không nghĩ tới hai người còn không quyết ra thắng bại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải tự nhiên, kiếm hưng và hoang hàn, đều là thiên huyền bảy tầng thiên cường giả, thực lực tương đương. Cường giả loại này đánh nhau, không có mấy ngày mấy đêm cũng rất khó phân ra thắng bại. Kịch đấu bên trong kiếm hưng, thấy Diệp Thần trở về, hơn nữa còn mang Diệp Lạc Nhi, hai người hơi thở đều là vô cùng đầy đặn hình dáng, hiển nhiên không bị tổn thương gì. Hắn trong lòng nhất thời đại hỉ, nói, Luân. Diệp tiểu hữu, người có thể coi là trở về, hết thảy thuận lợi. Diệp Thần cười nói, đa tạ tiền bối, hết thảy cũng thuận lợi. Hắn hướng Diệp Lạc Nhi nháy mắt, hai người tim ăn ý, chính là nhanh chóng gia nhập chiến trận, trợ giúp kiếm hưng. Diệp Lạc Nhi hóa thân thành rồng thần, Diệp Thần thì sử dụng thái thượng chiến vương nói, hóa thân thành một tôn chiến vương, từ cạnh trợ chiến. Hoang Hàn lấy một địch ba, nhất thời cảm thấy khó giải quyết, gương mặt vặn vẹo, nói, đáng chết tiểu tử, lại có thể từ suối vàng biển chết bên trong trở về, ngươi không phải kiếm tộc người, kiếm tộc không có ngươi như vậy cao thủ trẻ tuổi, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, cũng không đáp lời, hai tay lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng, hóa thành chiến quyền, từng quyền hung hăng công hướng Hoang Hàn. Hoang Hàn thiếu chút nữa hại được Diệp Lạc Nhi bỏ mình. Diệp Thần trong lòng là nín một đoàn lửa, dĩ nhiên là muốn giết Hoang Hàn hả giận. Hoang Hàn hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi, tức giận nói, các ngươi muốn lấy nhiều ăn hiếp ít, thật làm ta hoang tộc dễ khi dễ. Vạn cổ bất hủ pháp, thân hóa bất hủ, cho ta trấn áp. Hoang Hàn bỗng nhiên quát to một tiếng, cả người bộc phát ra một cổ bất diệt bất hủ mạnh mẽ hơi thở, như muốn trấn áp vạn cổ vậy. Hắn sau lưng nổi lên một đạo ước chừng vạn trượng cao kinh thiên pháp thân hư ảnh. Vậy vạn trượng cao pháp thân, uy nghiêm bất hủ, cuồng thả bá đạo, cho người một loại cực lớn chèn ép. Không tốt, là vạn cổ bất hủ pháp, tên này lại có thể vậy tu luyện thành công. Kiếm hưng thấy Hoang Hàn sau lưng bất hủ pháp thân khí tượng, sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau. Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi, cũng cảm nhận được to lớn chèn ép, cũng là cấp tốc lui về phía sau. Vạn cổ bất hủ pháp, hồng hoang tám cấm một trong, là một môn cực kỳ cường hãn thuật pháp. Môn thuật pháp này, tu luyện thành công sau đó, thân thể chính là vạn cổ bất hủ, thân xác cường hãn đến nghịch thiên bước, uy mãnh vô địch. Vậy vạn cổ bất hủ pháp, cũng là hoang tộc truyền thừa bí kỹ một trong, vô cùng sắc bén. Giờ phút này, xem Hoang Hàn sau lưng vậy động trời bất hủ pháp thân, cũng biết hắn vạn cổ bất hủ thần thông, đã tu luyện ra sức lửa. Rắc rắc sát. Hoang Hàn cả người bắp thịt bạo tăng, lực lượng ở trong nháy mắt không biết tăng mạnh liền nhiều ít, thân thể năng lượng, cường hãn đến để cho mặt đất cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, vỡ sụp xuống, bản khối vết nứt, dẫn phát động đất, chu vi mấy trăm dặm núi cao cũng đổ sụp xuống, rừng rậm phá hủy. Ai yêu? Một đạo tiếng kinh hô, từ bên cạnh trong rừng cây truyền ra, nhưng gặp một cô gái trên đất chấn động bên trong, lảo đảo nghiêng ngã hiện ra, chính là Thiện Nhu. Ồ, Thiện Nhu công chúa cũng ở nơi đây. Hoang Hàn thấy đột ngột xuất hiện Thiện Nhu, con người hơi co rúm một cái. Hắn sớm cảm giác được thiên mệnh ma nữ trở về địa ngục khí tượng, chỉ là không nghĩ tới trong truyền thuyết Thiện Nhu công chúa, lại có thể liền trốn ở bên trái. Hơn nữa, xem Thiện Nhu diễn cảm, nàng rõ ràng và Diệp Thần là một phe. Rất tốt, rất tốt, ta ngày hôm nay liền đem các ngươi toàn bộ giết. Ha ha ha. Hoang Hàn ngửa mặt lên trời cười to, vạn cổ bất hủ pháp trình độ cao nhất tách thả ra, hắn thân xác mạnh mẽ đến vô địch bước chân đạp một cái, phịch đích một tiếng, mặt đất liền lõm sụp xuống, vô số hòn đá bay lên, bầu trời đều ở đây chấn động.
hắn hung hăng một chưởng, dẫn đầu hướng Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi đánh giết đi. Diệp Thần con người co rúc lại, chỉ cảm thấy một hồi vô cùng áp lực, ùn ùn kéo đến tập sát tới. Hoàng lão, đây chính là người hoàng tộc cấm thuật, không khỏi cường hãn đi. Diệp Thần khẽ cắn răng, vội vàng kéo Diệp Lạc Nhi lui về phía sau, trong lòng cùng hoàng lão câu thông. Hừ, tu luyện cấm thuật, không xứng làm ta hoàng tộc đệ tử. Một mực trầm mặc hoàng lão, giờ phút này thấy hoàng hàn vạn cổ bất hủ pháp thân, nhưng là hừ lạnh một tiếng, giọng rất là coi thường cùng lạnh lùng. Bất quá, hắn cũng không có ra tay. Hoàng hàn là thiên huyền bảy tầng thiên cường giả, hắn ngược lại muốn xem, Diệp Thần có thể hay không ở chỗ này nhóm cường giả dưới quyền còn sống. Chỉ biết tránh sao. Hoàng hàn thấy Diệp Thần ở né tránh, ánh mắt tức giận, lại là một chưởng đánh giết ra. Hắn không có dùng bất kỳ vũ khí nào, thuần túy là bất hủ lực lượng, dùng dã man nhất phương thức bùng nổ, thể phải đem Diệp Thần đánh bể. Diệp Thần cùng Diệp Lạc Nhi hơi có chút chật vật né tránh, Hoàng Hàn là thiên huyền bảy tầng thiên, tu vi vốn là cường hãn, hiện tại lại là vận dụng vạn cổ bất hủ pháp, hai người hoàn toàn không phải địch thủ. Bình bịch bịch, Hoàng Hàn từng trưởng mãnh giết ra, lực lượng cực kỳ dã man cường hãn. Diệp Thần rốt cục thì không tránh kịp. Phịch đích một tiếng, trúng một trường, thân hình chật vật lui về phía sau, thiếu chút nữa muốn rơi xuống. Diệp đại ca, Diệp Thần ca ca, Diệp Lạc Nhi hiền hòa mềm, thấy Diệp Thần bị đánh trúng, đều là kêu lên một tiếng. Đặc biệt là Thiện Nhu, thân thể mềm mại run rẩy, tức giận nhìn chằm chằm Hoang Hàn, cắn chặt hàm răng cả giận nói, không cho phép tổn thương Diệp Thần ca ca. Câu này vừa dứt lời, nàng cả người nổ lên từng luồng màu đen ma khí. Tản mát ra địa ngục kinh khủng hơi thở, giữa trời đất âm phong gào thét, hu hu vang dội. Vậy từng luồng ma khí, không ngừng tràn ngập nổ, Thiện Nhu con ngươi, cũng là ngay tức thì hóa thành một phiến đen thui màu sắc, khóe miệng có hai viên răng nanh nhọn lộ ra, lại là hóa thân là đất ngục ma nữ. Nàng một tí biến hóa, kinh người khí tượng xuất hiện, lăn cổn địa ngục ma khí thả ra ngoài, bầu trời mây đen che đỉnh, ùng ùng vang dội, từng trận âm phong gầm thét. Lại có vô số oan hồn quỷ khóc sói chu, một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Cái này phiến ngày tận thế vậy cảnh tượng, hỗn loạn ngàn vạn dặm, mãnh liệt ma khí thả ra, để cho được mặt đất khách lạt lạt vang dội, ở ma khí bao phủ hạ, mặt đất sơn hà đều biến thành hắc diệu thạch. Cái gì? Hoàng Hàn thấy Thiện Nhu biến hóa, nhất thời kinh hãi, trong mắt toát ra sợ hãi thần sắc. Đây là Thiện Nhu ma nữ khí tượng. Thiện Nhu là thừa kế địa ngục giới thiên mệnh tồn tại. Nàng là chân chánh thiên mệnh ma nữ, vì mai táng luân hồi mà sống, ban đầu mới vừa thời điểm thức tỉnh, sẽ không biết tàn sát nhiều ít vô tội, làm được địa ngục giới thi hài gối lên tạ, xương trắng như núi. Hoàng tộc bên trong, vậy thật nhiều người, đã từng bị Thiện Nhu giết chết. Hoàng Hàn chính mắt gặp qua Thiện Nhu ma hóa rớt xuống khủng bố, giờ phút này thấy Thiện Nhu ma hóa, hắn tất nhiên vô cùng chấn động chỉ. Diệp Thần thấy được Thiện Nhu ma hóa, trong lòng cũng là ám hô gai gâu. Thiện Nhu ma hóa dưới trạng thái, lý trí sẽ mất đi, thuần túy chính là một cái sát hại máy móc. Kiếm Hưng và Diệp Lạc Nhi, cảm nhận được Thiện Nhu ma nữ hơi thở, cũng là kinh ngạc được không nói ra lời. Bọn họ có thể thật sâu cảm nhận được, Thiện Nhu ma khí đáng sợ, đó là địa ngục vậy uy nghiêm, đủ để mai táng luân hồi. Bất hủ thần quyền, phá cho ta. Hoàng Hàn sợ hãi dưới, hét lớn một tiếng, quả đấm kinh thiên vậy đánh ra. Đi Thiện Nhu đầu đập xuống đi. Thiện Nhu đen thui con ngươi, không mang theo một chút tâm trạng, tràn đầy đầu tóc đen tung bay, uy nghiêm như ngục, mắt xem Hoàng Hàn một quyền giết tới, nàng chỉ là lạnh nhạt giơ bàn tay lên. Phịch! Hoàng Hàn một quyền oanh kích, đủ để băng diệt thiên vũ một quyền, nhưng là ung dung bị Thiện Nhu chặn lại. Thậm chí, Thiện Nhu trên mình địa ngục ma khí, còn giống như rắn độc vậy, dọc theo Hoàng Hàn quả đấm cùng cánh tay. Nhanh chóng đi trên người hắn lan tràn đi. Rắc rắc sát. Hoàng Hàn gặp phải ma khí ăn mòn, thân thể nhất thời bắt đầu hắc diệu thạch hóa. Đầu tiên là hắn cánh tay, biến thành hắc diệu thạch, rồi sau đó là thân thể, hai chân, cổ, đầu mặt, cũng đang nhanh chóng hóa đá. Không. Hoàng Hàn lộ ra cực kỳ thống khổ cùng sợ hãi thần sắc, cổ họng phát ra rên rỉ, cả người linh khí nhô lên, muốn ngăn cản mình hóa đá. Nhưng căn bản không dùng. Ở Thiện Nhu ma khí ăn mòn, hắn đường đường một tôn thiên huyền bảy tầng thiên cường giả, lại là ở mấy hơi thở thời gian, hoàn toàn hóa thành một cái hắc diệu thạch pho tượng,
trên khuôn mặt Vĩnh Hằng Định Cách kinh ngạc chấn động phố thần sắc. Phịch. Cuối cùng, Thiện Nhu nhẹ nhàng một trường, đem vậy hắc diệu thạch pho tượng đánh nát. Hoang Hàn hóa thành đầy trời kích xạ hắc diệu thạch mảnh vỡ, hoàn toàn vẫn diệt. Đây chính là thiên mệnh ma nữ uy năng sao? Diệp Thần con ngươi kịch liệt co rúm lại, hoàn toàn bị rung động. Giờ phút này Thiện Nhu ma hóa, rõ ràng so với trước đó ở tinh nguyệt di tích thời điểm, đáng sợ hơn. Hiển nhiên, ở địa ngục giới bên trong, Thiện Nhu ma hóa uy năng, có thể bùng nổ đến mức tận cùng, coi như là thiên huyền bảy tầng thiên loại cấp bậc này cường giả, đều có thể trong nháy mắt giết. Ở tiêu diệt Hoang Hàn sau đó, Thiện Nhu lại không có thanh tỉnh, đen thui con ngươi nhìn về Diệp Thần, trong miệng phát ra trống rỗng mà lạnh nhạt lời nói. Luân hồi, đáng chết. Thanh âm vừa dứt, Thiện Nhu chính là đánh ra ngón tay, một món ma khí tinh mang, như phi kiếm nổ tiến vậy, phá không nổ bắn ra ra, trực tiếp hướng Diệp Thần tim lướt đi. Diệp Thần kinh hãi, vội vàng nghiêng người né tránh. Suy, vậy đạo ma khí tinh mang, từ hắn bên người bắn qua, bắn tới suối vàng biển chết trên. Suối vàng biển chết im hơi lặng tiếng, lại là nhanh chóng hắc diệu thạch hóa, mặt nước rất nhanh kết tinh, đọng lại thành tản ra địa ngục hơi thở hắc diệu thạch. Cực kỳ khủng bố. Nếu như Diệp Thần mới vừa bị đánh trúng, hắn có thể cũng phải biến thành một cái hắc diệu thạch đại bàng mà chết. Thiện Nhu, người không nhận được ta sao? Diệp Thần khẽ cắn răng, lớn tiếng quát mắng, chỉ muốn thức tỉnh Thiện Nhu. Nhưng, Thiện Nhu ánh mắt trống rỗng, vẫn là không có bất kỳ cảm tình gì hình dáng, tựa như chính là một cái thuần túy sát hại máy móc, chỉ vì tiêu diệt luân hồi mà sống. Nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngón tay khều một cái, mặt đất chính là nứt ra, từng cái ma khí như mãng long vậy nổ lên, gầm thét gào thét, điên cuồng hướng Diệp Thần quấn quanh đi. Diệp Thần xê dịch né tránh, cực kỳ chật vật. Diệp Lạc Nhi thấy Thiện Nhu thủ đoạn, trong mắt giấy lên lửa giận, trong đầu nghĩ, ma nữ này quả nhiên đáng chết. Thiên nữ đại nhân nói không sai, lưu nàng trên đời lúc đó, vậy chỉ là một gieo họa thôi. Nàng gặp Thiện Nhu ma khí sát phạt tuy có thể sợ. Nhưng tự thân nhưng là không môn mở toang ra, không có chút nào phòng thủ hình dáng, lập tức tâm niệm một quyết, lắc người một cái, đi vòng qua Thiện Nhu phía sau. Thiện Nhu chỉ lo tiêu diệt luân hồi, hoàn toàn bỏ mặc tự thân an nguy, cảm nhận được Diệp Lạc Nhi đi vòng qua sau lưng, cũng là không phản ứng chút nào. Nằm xuống đi. Diệp Lạc Nhi một cái tay đao, hung hăng cắt ở Thiện Nhu gáy. Thiện Nhu rên lên một tiếng, vẻ mặt ngẩn ngơ. Trong mắt màu đen ma khí nhanh chóng tản đi, rồi sau đó đổ xuống đất, trực tiếp hôn mê đi. Chung quanh tàn phá bừa bãi ma khí, cũng là khoảnh khắc tán loạn, chỉ có vậy khắp nơi hắc diệu thạch kết tinh, chứng kiến mới vừa Thiện Nhu ma hóa khủng bố. Thiện Nhu. Diệp Thần thấy Thiện Nhu bị Diệp Lạc Nhi đánh ngã, theo bản năng kêu một tiếng. Diệp Lạc Nhi vội vàng đi tới đỡ Diệp Thần, nói, Diệp đại ca, người có bị thương không? Diệp Thần sắc mặt vừa chậm. Nói ta không có sao. Diệp Lạc Nhi liếc mắt một cái té xuống đất Thiện Nhu, nói, Diệp đại ca, vậy ma nữ là vì mai táng luân hồi mà sống, là ngươi tử địch, ngươi vẫn là hết sức mau giết nàng cho thỏa đáng. Ngươi chỉ cần giết nàng, lấy ra tim nàng, giao cho thiên nữ đại nhân, thứ nhất có thể giải trừ tự thân nguy nan, thứ hai có thể đổi đến thiên ngục hồn tinh, bổ toàn luân hồi thánh hồn thiên, há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Diệp Thần nghe chỉ là lắc đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều. Thiện Nhu còn không có hoàn toàn ma hóa, hắn tự nhiên sẽ không khinh động sát thủ. Diệp Lạc Nhi gặp Diệp Thần không nghe khuyến cáo, trong lòng cũng là không biết làm sao. Diệp Thần đi tới, đem Thiện Nhu cứu tỉnh, đỡ nàng ngồi dậy. Thiện Nhu tỉnh hồn lại, ngắm nhìn Diệp Thần, hồi tưởng lại mới vừa phát sinh hết thảy, vô cùng xấu hổ cùng phiền muộn, nói, Diệp Thần ca ca, thật xin lỗi. Diệp Thần cười nói, không có sao, ngươi có thể khôi phục thanh tỉnh cho giỏi. Thiện Nhu lo lắng, nhẹ giọng nói, Diệp Thần ca ca, ta trí nhớ, kém không nhiều cũng khôi phục. Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc, nói, phải không? Thiện Nhu một tiếng, nói, đúng vậy, ta vốn là thiết ngai vàng tỏa hạ sinh trưởng một đóa hoa, sau đó hóa linh bị thần vũ trụ thu nuôi, cuối cùng bị trí cao ý chí chọn chúng, thành thiên mệnh ma nữ. Ta sứ mạng, chính là tiêu diệt luân hồi. Đem ngươi cắt chi, mai táng ở nơi này phiến suối vàng biển chết dưới. Trong lúc nói chuyện, Thiện Nhu chỉ trước mặt suối vàng biển chết. Theo nàng ma khí tiêu tán, vậy phiến suối vàng biển chết hắc diệu thạch kết tinh, cũng là nhanh chóng tán loạn đi,
lần nữa hiển hiện ra nước gợn vĩ đại, hoàng hà đãng đãng hình ảnh. Luân hồi có lục đạo, muốn hoàn toàn mai táng luân hồi, cần đem ngươi cắt chia thành 6 phần. Luân hồi lục đạo bên trong, địa ngục đạo ở đầu lâu bên trên. Diệp thần ca ca, thấy ta trên tay xăm liền sao? Thiện Nhu ánh mắt ảm đạm, biểu diễn ra mình tay phải. Chỉ gặp ở nàng tay phải trên bàn tay, chẳng biết lúc nào bắt đầu, xuất hiện một đạo nhàn nhạt cổ xưa xăm. Cái này đạo văn thân, phơi bày u tối màu sắc, mơ hồ có địa ngục sát khí ở tràn ngập. Đây là ta thiên mệnh xăm, ta mỗi một lần ma hóa, xăm liền sẽ càng sâu mấy phần, làm xăm đen thùi lúc đó, ta thì sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí, hóa là tới ám ma nữ, lại cũng không có thanh tỉnh có thể. Đến lúc đó, ta sẽ cắt lấy đầu lâu ngươi, lễ truy điệu chí cao ý chí, hoàn thành ta sứ mạng. Thiện Nhu thanh âm bi thảm mà bi thương, cặp mắt huyễn nhiên muốn khóc. Nàng đã khôi phục trí nhớ, biết mình sứ mạng. Nhưng, nàng không muốn thương tổn Diệp Thần. Muốn nàng cắt lấy Diệp Thần đầu lâu, mai táng luân hồi, nàng tình nguyện mình chết. Nghe xong Thiện Nhu một phen, Diệp Thần, Diệp Lạc Nhi, Kiếm Hưng, đều là vô cùng chấn động phố, đều có điểm bối xương sống phát cảm giác lạnh. Diệp Thần yên lặng hồi lâu, thở dài một tiếng, sờ một cái Thiện Nhu tóc, nói Thiện Nhu, ta không trách ngươi, đó là chí cao ý chí sát ý. Cùng ngươi không liên quan, ngươi chỉ là một vô tội công cụ. Thiện Nhu khẽ cắn răng, trong tay ma khí ngưng tụ, hóa thành một cái hắc diệu thạch kiếm, đưa cho Diệp Thần, nói, Diệp Thần ca ca, ngươi vẫn là giết ta đi, nếu không ta tương lai hoàn toàn thất thủ, sẽ không khống chế được mình. Nàng lúc này trí nhớ hồi phục, đã có trưởng ngữ ma khí thủ đoạn, chỉ là nàng không cách nào động thủ giết chết mình, bởi vì nàng mạch máu, là chí cao ý chí ban cho. Nàng liền kết thúc sanh mạng mình tư cách cũng không có. Diệp Thần nắm vậy hắc diệu thạch kiếm, chỉ cảm thấy vô cùng lạnh như băng cùng cứng rắn. Lý trí nói cho hắn, hẳn muốn giết chết Thiện Nhu. Nhưng ở trong tình cảm, hắn nhưng không hạ thủ được. Không, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Diệp Thần đem vậy hắc diệu thạch kiếm vứt bỏ, cũng không do dự quá lâu, liền làm xong quyết định. Ban đầu và Hồng Quân lão tổ một phen luận đạo, Diệp Thần đạo tâm tinh tiến rất nhiều. Hiện tại đụng phải lưỡng nan sự việc, hắn đã có quyết định tiêu chuẩn. Đó chính là, không thẹn lương tâm. Nếu như một chuyện, sẽ để cho mình nội tâm cảm thấy bất an, vậy thì không muốn làm. Hết thảy, đều phải không thẹn lương tâm. Hiện tại nếu như giết chết Thiện Nhu mà nói, Diệp Thần nội tâm nhất định là áy náy, tương lai chém ra đột phá, tuyệt không khả năng chặt đứt tim gông xiềng. Thiện Nhu nghe được Diệp Thần mà nói, ngẩn ngơ, có vẻ chấn động cùng cảm kích, nước mắt sốt cục thì rơi xuống, lao vào Diệp Thần trong ngực, ôm thật chặt hắn, nói, Diệp Thần ca ca, cảm ơn ngươi, ta thật xin lỗi ngươi. Diệp Thần than thở một tiếng, khẽ vuốt ve nàng mái tóc dài. Tuy biết không giết Thiện Nhu, tương lai nhất định nguy hiểm, nhưng bất kể như thế nào, Diệp Thần vẫn là tuân theo nội tâm lựa chọn, chỉ cầu không thẹn lương tâm. Diệp Lạc Nhi và Kiếm Hưng nhìn Diệp Thần hiền hòa mềm ôm nhau, đều là yên lặng. Thiên mệnh ma nữ cùng luân hồi, nhất định là tử địch, tương lai vận mệnh như thế nào, cũng không ai có thể dự liệu. Ngay tại lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động, phương xa có một từng đạo khí tức cường đại, nổ bắn ra tới. Giới vương điện người đến bắt ta. Thiện Nhu cảm nhận được phương xa hơi thở, thân thể mềm mại run lên, đã bắt được giới vương điện hơi thở. Nàng một khi ma hóa, không chỉ là tiêu diệt luân hồi, đánh mất lý trí dưới, thậm chí sẽ giết chết toàn bộ địa ngục giới người. Cho nên, thần vũ trụ Diêm La đạo quân, coi như liều mạng vi phạm chí cao ý chí, đều phải đem nàng phong ấn. Chí cao ý chí chỉ cầu mai táng luân hồi, sẽ không quản người ngoài sống chết, nhưng Diêm La đạo quân thân làm danh giới vương, tự nhiên không thể nhìn thấy địa ngục giới đi về phía tử vong. Cho nên, Thiện Nhu phải phong ấn lại, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mới vừa Thiện Nhu ma hóa, bộc phát ra ma khí, hiển nhiên kinh động giới vương điện người. Chúng ta đi. Diệp Thần cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng ôm Thiện Nhu, bay vào suối vàng biển chết tạm thời né tránh. Diệp Lạc Nhi và Kiếm Hưng, cũng là theo sát lên. Diệp Thần mở ra hoàng tuyển đồ, núp ở biển chết bên trong, trực tiếp lắc mình trốn vào hoàng tuyển thế giới. Ở hoàng tuyển thế giới bên trong, Diệp Thần hội tụ hơi nước. Thả ra tinh thiên thủy kính thuật pháp, kính quang chiếu một cái, nhất thời dòm ngó thấy ngoại giới hình ảnh. Quả nhiên,
liền thấy từng cái giới vương điện cường giả, hạ xuống tại mới vừa địa phương, một người cầm đầu, chính là Phong Đế Quân. Phong Đế Quân hạ xuống thấy đầy đất hắc diệu thạch kết tinh mảnh vỡ, nhất thời chấn động, nói Thiện Nhu công chúa mới vừa liền ở chỗ này. Hắn bấm ngón tay tính toán, càng khiếp sợ hơn, nàng và Luân Hồi Chi Chủ chung một chỗ, giết chết hoang tộc địa tông kiêu tử Hoang Hàn. Thiện Nhu ma khí đã càng sâu, mọi cử động kích động thiên cơ, cho nên rất dễ dàng suy tính đến. Thần Vũ Trụ Điện rất nhiều cường giả, sau khi nghe nói, cũng là lớn kinh. Một cái cường giả nói, làm sao có thể, Thiện Nhu công chúa và Luân Hồi Chi Chủ, không là tử địch sao? Bọn họ tại sao sẽ ở cùng nhau? Phong Đế Quân lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Lại bấm ngón tay tính toán, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm suối vàng biển chết, nói, bọn họ trốn suối vàng chết đi trong biển, mau đem bọn họ tìm ra. Dứt lời, Phong Đế Quân dẫn đầu bay ra, đi tới suối vàng trên biển chết. Diệp Thần cảm giác được Phong Đế Quân hơi thở, nhất thời kinh hãi, vội vàng che giấu ở Hoàng Tuyền Đồ hơi thở, miễn được bị phát hiện. Hiện tại Phong Đế Quân đã đầu phục Thần Vũ Trụ Điện, hắn rốt cuộc là cái gì dự định, phải hay không phải thuộc về Luân Hồi Trận Doanh, Diệp Thần đều không cách nào xác định, tự nhiên sẽ không dễ dàng đi ra ngoài gặp nhau. Luân Hồi Tôn Chủ, ta là Phong Đế Quân, là người đáng tin người theo đuổi, xin ngài hiện thân gặp nhau. Phong Đế Quân cao giọng hô to, trên mình linh khí thả ra, hóa thành từng cái phong long, ở biển chết trên không ngừng tìm kiếm, muốn tìm ra Diệp Thần chỗ. Rất nhiều thần vũ trụ điện cường giả, cũng là rối rít bay tới, vận công chống đỡ ở suối vàng biển chết sát khí, cũng mỗi người phóng thích thủ đoạn, dò xét Luân Hồi cùng Thiện Nhu tung tích. Không tốt, bọn họ sớm muộn sẽ phát hiện chúng ta. Diệp Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, Phong Đế Quân các người như thế dò xét đi, hắn khẳng định không gạt được, sớm muộn phải bại lộ. Thiện Nhu nắm Diệp Thần cánh tay, cũng là đầy mặt sợ hãi, nói, Diệp Thần ca ca, người mau giết ta. Nếu không bọn họ bắt ta trở về, ta lại phải bị phong ấn lưu đày. Nàng tình nguyện chết, cũng không muốn bị phong ấn. Bị đóng chặt đóng ở một bộ hắc quan bên trong, vĩnh viễn không hôm nay ngày, vậy thì thật là so chết còn khó chịu hơn. Diệp Thần khẽ cắn răng, trong chốc lát cũng không có tốt biện pháp. Thằng nhóc, ngươi thật muốn để cho ma nữ này sống sót sao? Vừa lúc đó, Hoàng lão thanh âm, nhưng là từ luân hồi mộ địa bên trong truyền ra. Diệp Thần nghe được Hoang lão mở miệng, trong lòng đại hỉ, nói, Hoang lão, ngươi có biện pháp. Hoang lão ha ha cười một tiếng, nói ta đây là rất mong đợi, cùng ma nữ này hoàn toàn ma hóa sau đó, nàng có thể hay không giết chết ngươi, hoặc là, ngươi có bỏ hay không được giết chết nàng. Ngươi vi phạm nội tâm, một mặt giấy dụa hình dáng, chắc hẳn tương đương thú vị. Diệp Thần nói, Hoang lão, đừng nói nhiều như vậy. Có biện pháp gì có thể để tránh cho giới vương điện đuổi bắt? Hoàng lão hừ một tiếng, nói thôi, vì tương lai vĩ đại tuồng, ta liền giúp ngươi một lần, ta vô số thế giới có vô số đạo thân phận, trong đó một đạo mấy tất nhiên để ý, ta đi qua không không lúc nào không, tu luyện hạch tâm thần thông, tên là Đại Hoang Vô Kinh, ta liền giúp ngươi mở ra Đại Hoang không giới, che giấu ngươi hơi thở, để cho ngươi tránh thoát giới vương điện theo dõi. Thanh âm rơi xuống, Hoàng lão đem tự thân lực lượng truyền đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần đầu một tiếng nổ, nhất thời tràn vào một bài minh mông thần thông diệu quyết. Vậy thần thông diệu quyết, tên là Đại Hoang Vô Kinh, cộng chia làm 9 tầng, không phải thế giới hiện thật thần thông, mà là không không lúc nào không bên trong thuật pháp. Hoang lão, tên thật Hoang Tự Tại, chính là đản sanh vu không không lúc nào không bên trong người. Diệp Thần và Hoang lão chung một chỗ lâu như vậy, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe được. Hắn chính miệng nói ra mình đi qua không không lúc nào không. Hoang lão chỗ ở hoang tộc, chính là không không lúc nào không bên trong chủng tộc, bởi vì không không lúc nào không pháp thì quá mức hỗn loạn, hết thảy đều là không thể danh trạng, không cách nào dùng lời nói miêu tả tồn tại. Nếu như thực lực không đủ, ở không không lúc nào không bên trong sinh tồn, sẽ cực kỳ thống khổ khó chịu, sống không bằng chết. Cho nên, có rất nhiều không không chủng tộc, trốn ra vậy phiến thời không. Chạy tới thế giới hiện thật tị nạn. Hoang tộc chính là một. Đại Hoang Vô Kinh, là hoang lão chưa từng không lúc nào không bên trong mang ra ngoài công pháp. Khó trách liền Nhâm Phi Phàm cũng để cho mình chú ý hoang lão, hơn nữa gọi hoang lão là thế gian cấm kỵ. Cái này một tí, hoang lão đem tự thân linh khí, xốc vào ở Diệp Thần trên mình,
vậy Đại Hoang Vô Kinh rất nhiều diệu pháp, cũng là ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang vọng. Diệp Thần phúc tới tâm linh, ánh mắt đông lại một cái, lập tức nặn động thủ ấn, Đại Hoang Không Giới, ẩn diệt mất tâm, chui. Một cổ cực kỳ mịt mờ, không thể danh trạng thâm thúy hơi thở, từ Diệp Thần trong cơ thể tràn ngập ra, đó là không không lúc nào không bên trong hoang không hơi thở, là Đại Hoang Vô Kinh khí tượng. Vậy từng luồng hoang không hơi thở, nhanh chóng hợp thành một cái kết giới, đem toàn bộ Hoàng Tuyền thế giới cũng bao phủ đi vào. Ở lớn hoang không giới bao phủ hạ, Diệp Thần đám người hơi thở, ngay tức thì ẩn diệt đi xuống, mất tăm không thấy dấu vết. Suối vàng trên biển chết, Phong Đế Quân cùng rất nhiều thần vũ trụ điện cường giả, đang siêu tầm. Bọn họ có thể đại khái bắt được luân hồi và ma nữ hơi thở, có thể xác định một cái đại khái khu vực, hiện tại ở từng bước xúc phạm vi nhỏ, không cần chốc lát, liền có thể tìm được Diệp Thần hiền hòa mềm chỗ. Nhưng mà ngay tại lúc này, bọn họ đột ngột cảm thấy, nơi có khí tức đều biến mất. Chuyện gì xảy ra? Phong Đế Quân kinh hãi, cẩn thận suy diễn, phát hiện Diệp Thần hiền hòa mềm hơi thở, đều ở đây trong nháy mắt biến mất, tất cả thiên cơ cũng không dò được. Chung quanh rất nhiều thần vũ trụ điện cường giả, cũng là lớn kinh, cho tới bây giờ không gặp qua này cùng chuyện lạ. Phong gia lão tổ, luân hồi và ma nữ hơi thở đột nhiên biến mất, bọn họ nên sẽ không chạy chứ? Có cường giả nghi ngờ hỏi. Không thể nào, bọn họ nếu là chạy, không thể nào lừa gạt được chúng ta tai mắt. Phong Đế Quân sắc mặt trầm xuống, có vẻ không rõ ràng, không biết kết quả Diệp Thần dùng thủ đoạn gì, lại có thể ngay tức thì ẩn diệt tự thân hơi thở. Thiên cương gió cắt, phá cho ta. Phong Đế Quân ánh mắt lóe lên một hồi, chính là đột nhiên quát lên một tiếng lớn, giữa trời đất cương phong nổ lên, hắn trực tiếp vận dụng mình vô lượng cường giả thủ đoạn, nổ bắn ra một đạo ngàn trượng rộng to lớn đao gió, như trời hàng thần kiếm vậy, hung hăng hướng suối vàng biển chết chém tới. Oanh! Phong Đế Quân hung hăng một đạo đao gió rơi xuống, vậy suối vàng biển chết, cũng là hoàn toàn bị bổ ra. Phong lão tổ thật là mạnh thần thông. Rất nhiều thần vũ trụ điện cường giả thấy vậy, rối rít bội phục thán phục. Phong Đế Quân không hổ là danh chấn thiên hạ thập đại lão tổ một trong, ngón này đao gió tuyệt chém, là có thể nhìn ra thực lực hắn cường hãn. Ở thập đại lão tổ bên trong, hắn sức chiến đấu, chỉ ít có thể đứng vào trước năm. Nghe người chung quanh khen, Phong Đế Quân nhưng không có chút nào vui mừng, chỉ có đầy mặt ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện, suối vàng biển chết bổ ra sau đó, vẫn là không có bắt được Diệp Thần và ma nữ hơi thở. Chẳng lẽ bọn họ đi thật? Phong Đế Quân không rõ cho nên, thật sâu cảm thấy quỷ dị. Mà lúc này, ở Hoàng Tuyền thế giới bên trong, Diệp Thần các người, không cần mượn tinh thiên thủy kính, đều đã có thể thấy rõ Phong Đế Quân đám người bóng người. Ca ca, chúng ta muốn bị phát hiện. Thiện Nhu kinh hãi, hiện tại suối vàng biển chết đã bị bổ ra, bọn họ cũng bại lộ. Không, không có sao, bọn họ không phát hiện được chúng ta đã dùng đặc thù thuật pháp, che giấu dậy tung tích của chúng ta. Diệp Thần lắc đầu một cái, tỏ ý Thiện Nhu không nên kinh hoàng. Hiện tại bọn họ đích xác là bại lộ, nhưng, ở Đại Hoang Vô Kinh che giấu hạ, Diệp Thần các người cho dù bại lộ, Phong Đế Quân vậy không thấy được. Đại Hoang Vô Kinh che giấu, là đem nơi có khí tức tung tích, toàn bộ ẩn diệt, ngang hàng là biến mất vậy, người bên ngoài coi như mặt đối mặt, cũng không khả năng phát hiện. Diệp Lạc Nhi và Kiếm Hưng, thấy Diệp Thần quỷ dị như vậy thần bí ẩn diệt thủ đoạn, đều là rung động. Phong Đế Quân gặp không tìm được Diệp Thần, chính là than thở một tiếng, nói, luân hồi và ma nữ đều không thấy, chuyện này vô cùng kỳ hoặc, chúng ta mau trở về hướng giới vương đại ca phục mệnh. Đám người cường giả nói, Lập tức, Phong Đế Quân liền dẫn một đám cường giả, rời đi suối vàng biển chết, trở lại thần vũ trụ điện. Ở xác định Phong Đế Quân sau khi rời đi, Diệp Thần chính là rút lui hết Đại Hoang Không Giới, dẫu sao đó là hoang lão lực lượng. Hắn rất khó kéo dài sử dụng. Diệp Thần ca ca, đa tạ ngươi vừa cứu ta. Thiện Nhu mừng rỡ không thôi, nhào tới Diệp Thần trong ngực, trong lòng rất là cảm kích. Nếu như không có Diệp Thần mà nói, nàng rất có thể liền bị thần vũ trụ điện bắt đi, lần nữa phong ấn. Kiếm Hưng nhưng là vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Thần, rung giọng nói, luân hồi chi chủ, ngươi và hoang tộc Thiên Tông, có cái gì sâu xa? Ngươi lại có thể biết sử dụng hoang tộc Thiên Tông thần thông? Đây chính là đến từ không không thời không công pháp à? Diệp Thần ngạc nhiên, nói, hoang tộc Thiên Tông, thứ gì?
Kiếm Hưng ngạc nhiên nói, ngươi không biết sao? Ngươi cũng sử xuất đại hoang vô kinh bên trong thần thông, đó là hoang tộc thiên tông công pháp à? Diệp Thần gặp Kiếm Hưng lại có thể nhận được đại hoang vô kinh, cũng là lớn kinh, nói kiếm lão tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Hoang tộc còn phân cái gì thiên tông địa tông sao? Kiếm Hưng nói, chính là, năm đó, hoang tộc chưa từng không lúc nào không bên trong trốn ra được, mang ra khỏi một môn kinh thế công pháp, tên là đại hoang vô kinh. Vậy đại hoang vô kinh, cuối cùng là không không thời không công pháp, ở bên trong thế giới hiện thật tu luyện, có rất nhiều khó khăn khốn khổ chỗ. Vì muốn không muốn tu luyện đại hoang vô kinh, hoang tộc bùng nổ tranh đấu kịch liệt, cuối cùng chia ra thành thiên tông và địa tông. Hoang tộc thiên tông địa tông, nhất trí cho rằng, bọn họ tạm thời chạy ra khỏi không không lúc nào không, chỉ là bức bách không biết làm sao cử chỉ, thế giới hiện thật không phải nhà của bọn họ, không không lúc nào không mới là nhà. Hoang tộc tâm nguyện, chính là ở thế giới hiện thật tu luyện, lớn mạnh thực lực bản thân, tương lai siêu thoát thực tế, lần nữa trở lại không không lúc nào không. Nhưng tu luyện tuyến đường, thiên tông địa tông nhưng xuất hiện nghiêm trọng khác nhau. Diệp Thần nghe Kiếm Hưng nói tới chỗ này, rõ ràng cảm thấy luân hồi mộ địa bên trong, hoàng lão gương mặt ngưng động trở ngại một tí, rõ ràng bị xúc động. Hiển nhiên, Kiếm Hưng nói, đều là hoang tộc bí sử, cũng là năm xưa hoàng lão đích thân trải qua. Kiếm Hưng nói tiếp, thiên tông cho rằng, đại hoang vô kinh nguyên ra không không, bác đại tinh thâm, là chân chánh huyền môn chánh đạo, chỉ phải kiên trì tu luyện, tương lai luôn có siêu thoát thực tế, trở lại cố hương một ngày. Nhưng, địa tông cho rằng, đại hoang vô kinh tu luyện độ khó quá cao, hơn nữa dẫu sao là không không bên trong công pháp, ở thế giới hiện thật tu luyện, ngưỡng cửa quá cao, muốn phải lớn mạnh thực lực, phải đặt chân thực tế, tìm phương pháp khác. Cuối cùng, hai phái chia ra. Thiên tông kiên trì tu luyện đại hoang vô kinh, địa tông thì tu luyện thế giới hiện thật công pháp, hơn nữa hết sức điều nghiên hồng hoang tám cấm bên trong vạn cổ bất hủ pháp. Vậy vạn cổ bất hủ pháp, tu luyện cần phải chiếm đoạt người sống máu tươi, vô cùng tàn nhẫn máu tanh, địa tông vì luyện công, còn đặc biệt nuôi một nhóm huyết nô, hàng năm hút máu luyện công. Thiên tông thâu thiên lão tổ hoang tự tại, cho rằng địa tông thủ đoạn quá mức máu tanh, hơn nữa buồn nôn bẩn thỉu, liền giết chết địa tông bất hủ lão tổ hoang trắng vũ tất cả đệ tử thân truyền, lấy làm trừng phạt. Diệp Thần nghe đến chỗ này, mới biết hoang lão còn có một danh hiệu, kêu thâu thiên lão tổ, hỏi, vậy sau đó thì sao? Kiếm Hưng cười nhạt một tí, nói, sau đó, địa tông lão tổ hoang trắng vũ, liền bán đứng hoang tộc đại lượng tài nguyên cùng lợi ích, tuyên bố đầu dựa vào thần vũ trụ điện, trở thành giới vương điện chi nhánh, cũng nhận định thâu thiên lão tổ là phản đồ, muốn giết hắn trả thù. Ở giới vương điện dưới áp lực, thâu thiên lão tổ hoang tự tại, bất đắc dĩ trốn ra địa ngục giới tị nạn, cuối cùng ở bên ngoài sông ra oanh oanh liệt liệt võ huân công lao sự nghiệp, lấy thiết huyết vô tình hình tượng, bị người gọi là vạn giới cấm kỵ, liền tên chữ đều là người bình thường không thể nói rõ tồn tại. Đó là mấy trăm cái kỷ nguyên chuyện lúc trước, thời gian quá rất xưa đến thiên địa vũ trụ, cũng băng diệt sống lại mấy trăm lần, ngoại giới liên quan tới vạn giới cấm kỵ lời đồn đãi, cơ hồ tan biến không còn dấu tích, chỉ có ở ta địa ngục giới, bởi vì nhảy ra thực tế quy luật, mới cất giữ ở ban đầu truyền thuyết. Diệp Thần sau khi nghe xong, trong lòng có vẻ rung động, không nghĩ tới hoang lão đã từng là trải qua, lại có thể như vậy truyền kỳ. Bất quá chắc hẳn, hắn ban đầu bị thần vũ trụ điện chèn ép, không biết làm sao thoát đi địa ngục giới, cũng là rất ủy khuất. Khó trách hắn chẳng muốn để cho Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm biết hắn đi qua, dẫu sao hắn ban đầu cũng có ủy khuất tịch mịch thời điểm. Thâu thiên lão tổ, tại sao hoang tộc thiên tông lão tổ, sẽ để cho cái danh hiệu này? Diệp Thần lại có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Kiếm Hưng nói, cái gọi là thiết câu người, giết thiết quốc người hầu, mà trộm không không người, bất diệt bất hủ, trộm trời chính là ăn cắp không không năng lượng ý, thâu thiên lão tổ đại hoang vô kinh, đã tu luyện tới tột cùng nhất tầng thứ 9, có ăn cắp không không năng lực, cực kỳ cường hãn, cho nên hắn liền có cái này tôn hào. Dừng một chút, Kiếm Hưng vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, người mới vừa thi triển thủ đoạn, chính là đại hoang vô kinh bên trong thần thông, tuy không tới tầng thứ 9, nhưng vậy vô cùng lợi hại, người nếu như cùng hoang tộc thiên tông không liên quan, làm sao sẽ luyện thành như vậy nghịch thiên thần thông? Diệp Thần thở dài một cái, nói chuyện này nói đến phức tạp, hơn nữa có rất nhiều mịt mở chỗ, không nói cũng được. Kiếm Hưng nói, thì ra là như vậy, là lão phu đường đột.
Hắn biết Diệp Thần có nỗi niềm khó nói, mình qua loa hỏi thăm, đích xác là đường đột. Hai người ngay lúc nói chuyện, trên trời bỗng nhiên kim quang tách thả ra, có một phiến phiến mênh mông thủy khí, ngàn vạn dặm nở rộ. Ở lăn lăn kim quang cùng thủy khí bên trong, một đạo thần thánh pháp chỉ, ở trên trời xuất hiện. Vậy đạo pháp chỉ, kim long vần quanh, khí tượng muôn vàn, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy vô cùng tôn quý, trong lòng chỉ có rung động, muốn phải quỳ xuống đi, cúi đầu xưng thần vậy. Kiếm Hưng thấy được pháp chỉ kia, nhất thời kinh hãi, nói thần vũ trụ pháp chỉ hạ xuống, xem ra ma nữ trở về, thật kinh động thần vũ trụ đại giá. Thần vũ trụ là địa ngục giới tuyệt đối nắm giữ, vậy chỉ có ở địa ngục giới đối mặt sống chết uy hiếp thời điểm, mới sẽ đích thân rơi xuống pháp chỉ, dụ lệnh bốn phương. Giờ phút này, thấy thần vũ trụ pháp chỉ hạ xuống, kim quang cuồn cuộn uy nghiêm cảnh tượng, toàn bộ địa ngục giới, rất nhiều thế lực đều là chấn động. Địa ngục giới bên trong các võ giả, đã có không biết nhiều ít năm, không gặp qua thần vũ trụ rơi xuống pháp chỉ. Hôm nay thần vũ trụ pháp chỉ xuất hiện, nhất định là có kinh thiên việc lớn. Chỉ gặp bầu trời bên trong, pháp chỉ kia chậm rãi mở ra, từng đạo kim quang sáng chói chữ viết, chính là ở chân trời hiện lên, đồng thời có 9.999 cái kim long, còn quấn pháp chỉ, cùng kêu lên tụng niệm ngâm sướng. Phụng thiên thừa vận, giới vương chiếu viết, bây giờ thiên mệnh ma nữ trở về, trong nước chư phế, bổn tọa không đành lòng gặp lại sinh linh gặp đồ thán khổ, đặc biệt hạ lệnh đuổi bắt ma nữ, sẽ đi phòng ấn. Há liêu, ma nữ bóng dáng nhô lên thệ, quỷ dị khó lường. Từ quyết định phong tỏa địa ngục giới 7 ngày, toàn lực lùng bắt ma nữ rơi xuống, nếu có thể bắt tóm ma nữ người, nhất định có hậu thưởng. Khâm thử. Vậy ngâm sướng pháp chỉ tiếng rồng ngâm âm, mới vừa rơi xuống, Diệp Thần các người chính là rõ ràng cảm nhận được, chung quanh không gian quy luật, ngay tức thì đổi được vững chắc, không gian lại có thể bị phong tỏa ở. Kiếm Hưng cả kinh nói, không tốt, thần vũ trụ rơi xuống pháp chỉ, là phải phong tỏa không gian, toàn lực đuổi bắt ma nữ, hắn pháp chỉ hạ xuống, chỉ sợ toàn bộ địa ngục giới, vạn tộc thế lực, cũng muốn tìm kiếm ma nữ, đi thần vũ trụ điện lãnh thưởng. Pháp chỉ hạ xuống, liền đại biểu thần vũ trụ điện, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải bắt Thiện Nhu, thậm chí động viên toàn bộ địa ngục giới thế lực. Ở địa ngục giới các nơi, rất nhiều chủng tộc môn phiệt, ở được biết pháp chỉ nội dung sau đó, đều là vô cùng chấn động, rồi sau đó lại có chút hưng phấn, rối rít phái ra người, đi tham dự tìm kiếm ma nữ hành động bên trong. Nếu như có thể bắt ma nữ nói, nhất định có thể được thần vũ trụ điện thiên đại ban thưởng. Diệp Thần cảm đến không gian bị phong tỏa, cũng là mặt liền biến sắc, nói, hiện tại không gian phong tỏa, chúng ta há không phải là không thể rời đi. Hắn tới địa ngục giới, chủ yếu là vì cứu Diệp Lạc Nhi, bắt được thiên ngục hồn tinh. Hiện tại, Diệp Lạc Nhi đã cứu ra, mà thiên ngục hồn tinh, cũng ở đây trên tay nàng, sự việc giải quyết, liền đến lúc rời đi. Nhưng hiện tại, không gian phong tỏa, Diệp Thần lại cũng không có thể rời đi. Kiếm Hưng nói, muốn rời đi, chỉ có thể chờ 7 ngày sau đó, phong ấn giãn ra. Địa ngục giới là tuân theo chí cao ý chí, chế tạo ra thế giới, quy luật uy năng cực mạnh, phong tỏa 7 ngày, chính là giới vương điện cực hạn. Diệp Thần nhìn Thiện Nhu một mắt, sắc mặt nhưng là trầm xuống. Cái này 7 ngày thời gian, toàn bộ địa ngục giới thế lực, khẳng định sẽ tựa như nổi điên, lùng bắt Thiện Nhu. Hắn muốn bảo vệ Thiện Nhu, căn bản không có thể. Hoàng lão vậy đại hoang vô kinh, cũng không phải là Diệp Thần lực lượng, Diệp Thần cũng không khả năng kéo dài sử dụng. Không có đại hoang vô kinh che giấu, Thiện Nhu bị người phát hiện, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cùng Thiện Nhu bị phát hiện, Diệp Thần vậy sẽ bại lộ. Địa ngục giới, là vì mai táng luân hồi mà sáng tạo thế giới, một khi hắn bị thần vũ trụ phát hiện, chỉ sợ cũng khó mà thoát thân. Diệp Thần hướng Kiếm Hưng nói, kiếm lão tiền bối, các ngươi kiếm tộc, có hay không cái khác đường ra? Ta không thể ở chỗ này ở lâu đi xuống. Kiếm Hưng thở dài nói, không gian phong tỏa, đó là thần vũ trụ thủ đoạn, ta kiếm tộc cũng không cách nào đối kháng, luân hồi chi chủ, ma nữ bị phát hiện, chỉ là vấn đề thời gian, ta không thể lại cùng ở các ngươi bên cạnh, nếu không ta kiếm tộc cũng phải bị liên lụy, cáo từ. Kiếm Hưng áy náy chắp tay, lúc này tạm biệt Diệp Thần, xoay người ngự gió rời đi. Diệp Thần thấy Kiếm Hưng rời đi, lại là cảm thấy nguy cơ. Nếu như Thiện Nhu bị bắt, hắn tự nhiên cũng khó mà thoát thân, còn có Diệp Lạc Nhi, chỉ sợ cũng không có thể thoát thân.
vậy thiên ngục hồn tinh, tùy thời có thể bị hoang tộc địa tông người, lần nữa đoạt lại đi. Thiên ngục hồn tinh, là hoang tộc địa tông lão tổ, hoang trắng vũ luyện công cần trọng yếu vật liệu, đối phương không thể nào dễ dàng buông tha. Vạn cổ bất hủ pháp, tu luyện tới chỗ cao thâm, không chỉ cần có chiếm đoạt người sống máu tươi, còn phải chiếm đoạt địa mạch năng lượng. Mà thiên ngục hồn tinh, chính là địa ngục giới địa mạch năng lượng kết tinh. Diệp đại ca, vẫn là giết ma nữ này đi, ngươi không nhúc nhích được tay, vậy thì ta tới. Diệp Lạc Nhi khẽ cắn răng, rút ra trường kiếm, hiện tại lưu lại Thiện Nhu, chỉ là một tai họa ngầm, còn có thể bị giới vương điện người phát hiện, ngược lại không như đem nàng giết, đầu xuôi đuôi lọt. Thiện Nhu cảm nhận được Diệp Lạc Nhi sát khí, cả người run rẩy liền một tí, theo bản năng núp ở Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, che chở ở nàng. Diệp Lạc Nhi nói, Diệp đại ca, người phải bảo vệ nàng tánh mạng, vậy tánh mạng của chúng ta đâu? Một khi bại lộ, chúng ta đều phải chết, người hại chết mình, vậy hại chết ta, chẳng lẽ là có thể không thẹn lương tâm sao? Đi theo thiên nữ dưới quyền nhiều ngày, Diệp Lạc Nhi đã đổi được càng ngày càng lạnh yên tĩnh. Lý trí nói cho nàng, giết chết Thiện Nhu, là tốt nhất lựa chọn. Diệp Thần nghe được Diệp Lạc Nhi mà nói, cũng là trong lòng giật mình, không lời chống đỡ. Hoàng lão nhìn thấu Diệp Thần làm khó, ha ha cười nói thôi, thằng nhóc, giúp người giúp đến cùng, ta liền nói cho ngươi một cái đường ra. Diệp Thần nghe được Hoàng lão thanh âm, vui vẻ nói, Hoàng lão, ngươi biết có cái khác đường ra, có thể rời đi nơi đây. Hoàng lão ừ một tiếng, nói, năm đó địa tông lão tổ vậy vô liêm sỉ, hướng thần vũ trụ điện tố cáo thời điểm, thần vũ trụ vậy từng phong tỏa không gian, toàn lực lùng giết ta, ta khi đó tu vi còn chưa đủ, chỉ có thể trốn tránh. Ha ha, cuối cùng trời tội nghiệp, cuối cùng bị ta tìm được một cái cổ đạo, may mắn chạy ra ngoài, nhưng, vạn cổ năm tháng vội vã, cũng không biết vậy cổ đạo còn có tồn tại hay không. Diệp Thần vui vẻ nói, Hoàng lão, vậy cổ đạo ở nơi nào? Xin cho biết, nếu có đi ra cơ hội, ta cảm kích khôn cùng. Hoàng lão cười nói, không cần cảm kích ta cũng chỉ là muốn xem tương lai kịch hay thôi. Dứt lời, Hoàng lão cong ngón tay bắn ra. Một món tinh mang bắn ra, vậy cổ đạo vị trí tọa độ, chính là tràn vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Diệp Thần cảm giác được cổ đạo tồn tại, trong lòng đại hỉ, hướng Diệp Lạc Nhi hiền hòa nhu đạo, Lạc Nhi, ta có biện pháp đi ra ngoài, người không cần giết chết Thiện Nhu, các ngươi cùng ta tới. Vừa nói, Diệp Thần liền ngự gió bay lên, phong tỏa cổ đạo tọa độ, thẳng bay đi. Diệp Lạc Nhi hiền hòa mềm, nghe được có khác đường ra, cũng là lật đật ngự gió lên. Một trái một phải đi theo Diệp Thần. Chỉ là Thiện Nhu sợ Diệp Lạc Nhi, tận lực cùng nàng kéo ra khoảng cách, không dám thân cận. Cái thế giới này, người người cũng muốn nàng chết, nàng cũng biết mình đáng chết, chỉ có Diệp Thần là thật tâm yêu mến nàng, có thể nói là nàng duy nhất dựa vào. Một đường phi hành, lấy Diệp Thần ba người tốc độ, vậy ước chừng bay ba ngày thời gian, mới đến Hoàng lão nói thần bí cổ đạo. Địa ngục giới, cương vực thật sự là quá lớn. Lớn đến vô cùng lớn bước, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Vậy cái cổ đạo, ở vô cùng là vắng lặng vắng vẻ vùng, chung quanh chu vi ngàn vạn dặm, không có chút nào người ở dấu vết. Diệp Thần ba người đáp xuống, đầu tiên đập vào mi mắt, là một cái dãy núi, cụm núi liên miên vô tận, một cái thẳng cổ đạo nối thẳng phương xa. Diệp Thần nhìn vậy cổ đạo, trong lòng câu thông Hoàng lão, hỏi, Hoàng lão, đây chính là ngươi nói cổ đạo sao? Hoàng lão cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh, hơi có chút thổn thức than thở một tiếng, nói, là nơi này, không nghĩ tới mấy trăm cái kỷ nguyên, năm tháng bể dâu, điều này cổ đạo lại còn tồn tại, vậy coi là ngươi vận khí tốt. Diệp Thần trong lòng cũng ám hô may mắn, mấy trăm cái kỷ nguyên thời gian, bên ngoài thiên địa vũ trụ cũng băng diệt sống lại mấy trăm lần, thời gian khóa độ chi trường, đã vượt qua người tưởng tượng. Nhưng ở địa ngục giới, nhảy ra thực tế quy luật ra. Hoàng lão đã từng đặt chân qua cổ đạo, hôm nay vẫn tồn tại như cũ, làm người ta cảm khái. Hoàng lão, vậy ta liền lên đường, ngươi cũng không muốn lừa gạt ta. Diệp Thần nói, ta lúc nào lừa gạt ngươi, chỉ bất quá điều này cổ đạo dọc đường, không hề thiếu yêu thú cường đại tồn tại, chính ngươi cẩn thận một chút, có thể đừng không có chết ở thần vũ trụ điện trong tay, ngược lại bị yêu thú giết chết, vậy thì thật là oan uổng, ha ha. Hoàng lão vuốt râu cười nói. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng, liền hướng Diệp Lạc Nhi hiền hòa mềm hai người nói, dọc theo điều này cổ đạo,
có lẽ có thể rời đi địa ngục giới, các ngươi cùng ta tới, chú ý dọc đường yêu thú. Vừa nói liền đi về phía trước. Diệp Lạc Nhi hiền hòa mềm nghe được Diệp Thần mà nói, đều là kinh ngạc. Diệp Lạc Nhi muốn hỏi một chút Diệp Thần, là làm sao biết điều này cổ đạo, nhưng cuối cùng vậy không có mở miệng, nàng cũng biết Diệp Thần có rất nhiều bí mật, không phải mình có thể theo dõi. Thiện Nhu tự nhiên không việc gì có thể nói, nàng thật biết điều đúng dịp, đều nghe Diệp Thần mà nói, Diệp Thần nói cái gì chính là cái đó, ngoan ngoãn đi theo Diệp Thần bên người. Một đường đi tới trước, quả nhiên như Hoang lão mà nói, dọc đường không hề thiếu yêu thú. Thật may Diệp Thần ba người thực lực, cũng đủ quá cường hãn, hữu kinh vô hiểm, đem dọc đường yêu thú cũng giải quyết hết. Nhưng mà, điều này cổ đạo rất lâu, cũng là vượt qua Diệp Thần ý liêu, ước chừng đi lại một ngày, cũng không có thấy cuối hình dáng. Đến trễ trên, Diệp Thần ba người ở trên một mảnh đất trống nghỉ ngơi, giấy lên đống lửa. Ban đêm có thể sẽ có đại hung qua lại, không thích hợp đi đường, ba người dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Diệp Thần ngồi xếp bằng, yên lặng điều thức thổ nạp trước. Diệp Lạc Nhi hiền hòa mềm, cũng chia tán mà ngồi, yên lặng tu luyện điều thức. Bóng đêm như nước, cổ đạo trong núi rừng, thỉnh thoảng có tiếng thú gào truyền tới, bầu trời thỉnh thoảng lướt qua khổng lồ bóng mờ, làm người sợ hãi. Hống! Ngay tại lúc này, một đạo vô cùng lanh lảnh tiếng rồng ngâm, từ sơn lâm thâm sử vang lên. Làm vậy rồng ngâm nổ lên, vạn thú tiếng kêu cũng yên lặng đi xuống, núi rừng bên trong một phiến tĩnh mịch, loáng thoáng có thể gặp một cổ tro đen hơi khói, phóng lên cao, tràn ra hung hãn nghiêm ngặt hơi thở. Diệp Thần, Thiện Nhu, Diệp Lạc Nhi nghe được vậy rồng ngâm, đều là kinh ngạc mở hai mắt ra. Bọn họ có thể cảm nhận được, trong núi rừng truyền ra yêu thú hơi thở, đặc biệt đáng sợ. Là có cái gì đại hung thức tỉnh? Diệp Thần vô hình một hồi lòng rung động, bắt được một chút vô cùng đáng sợ nguy hiểm, đem đống lửa dập tắt, hướng Diệp Lạc Nhi hiền hòa mềm vẫy vẫy tay. Diệp Lạc Nhi hiền hòa mềm hai cô gái, phải cảm nhận được một cổ kinh khủng yêu thú hơi thở, chỉ sợ đủ để sánh bằng vô lượng cường giả. Hai cô gái dưới sự kinh hoàng, cũng vội vàng chạy tới Diệp Thần bên người, ba người thu liếm hơi thở, ôm thành một đoàn. Hu hu hu! Sơn lâm thâm sử rồng ngâm, còn đang kéo dài, giọng điệu đổi được thê lương nghẹn ngào, khiếu động ánh trăng, kinh được vạn thú bôn tẩu, chùm chim kinh bay. Ừ, là địa ngục rắn độc long hơi thở. Tiểu tử, người ngược lại xui xẻo, mau rời đi nơi đây đi. Đây là, Diệp Thần nghe được Hoang lão thanh âm, từ luân hồi mộ địa bên trong truyền ra. Diệp Thần con người hơi co lại, nói, địa ngục rắn độc long. Hoang lão ừ một tiếng, ha ha cười một tiếng nói, vậy địa ngục rắn độc long, là này phương cổ đạo bá chủ yêu thú, thực lực có thể so với vô lượng cường giả, cực kỳ cường hãn, người không phải nó địch thủ, không muốn chết cũng nhanh cút đi. Ta năm đó từng trấn áp qua nó, nhưng hôm nay xem ra, năm tháng rất xưa, phong ấn đã sớm suy diệt, vậy ác long lần nữa hiện thế, người tuyệt không khả năng tương đương. Diệp Thần nghe được Hoang lão mà nói, cũng là lớn kinh. Nếu như vậy địa ngục rắn độc long thực lực, thật sánh bằng vô lượng cường giả, vậy hắn vô luận như thế nào, cũng không thể chống lại. Hắn cũng không phải là Hoang lão có thể trấn áp địa ngục rắn độc long, hắn có thể không làm được. Huống chi hôm nay địa ngục rắn độc long sợ rằng cường đại rất nhiều. Diệp Thần liền muốn mang hai cô gái rời đi, nhưng gặp trong bầu trời đêm mây đen dày đặc, khói mù lăn lăn, mặt trăng đều bị che đậy, lăn lăn trong mây mù, một con rồng hung ác bóng người, nổi lên. Đó là một cái màu xanh đen ác long, cả người miếng vải phơi bày ra thiết hắc thiết đen màu sắc, sắt thép ánh sáng màu đặc biệt nồng nặc, giống như là sắt thép chế tạo sinh linh, thân thể ngăn lại động. Từng tầng một hắc thiết sương mù liền tràn ra tới, làm người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Đây là, địa ngục rắn độc long, thế nào sẽ có thiết ngai vàng hơi thở? Diệp Thần ngưng nhìn bầu trời ác long, nhất thời bắt được một chút thiết ngai vàng hơi thở. Hoang lão nói, vậy địa ngục rắn độc long, tựa hồ đã từng dính qua thiết ngai vàng linh khí mà không chết, cực kỳ cường hãn, người nếu không chạy, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần chấn động trong lòng. Liền muốn rời đi, nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp bầu trời đêm bên trên, vậy địa ngục rắn độc long đen thui trong mắt, lóe ra yêu dị hồng quang, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần ba người, đã phát hiện bọn họ tồn tại. Luân hồi, ma nữ, còn có long thần xé trời hơi thở, ha ha, lên trời đợi bổn tọa không tệ,
lại có thể ban thưởng như vậy phong phú con mồi. Địa ngục rắn độc long nhìn chằm chằm Diệp Thần ba người, nhếch môi, miệng phun tiếng người, phát ra cổ xưa thâm trầm, đằng đằng sát khí thanh âm. Nó một mắt tới giữa, chính là dòm ngó thấy Diệp Thần đám người thân phận, đầy mắt đều là tham lam cùng nóng rực. Diệp Thần là luân hồi chi chủ, Thiện Nhu là thiên mệnh ma nữ, Diệp Lạc Nhi là long thần phá thiên quyết người chấp trưởng, đều là hàng đầu món ăn ngon con mồi. Hống! Địa ngục rắn độc long một tiếng gầm thét, đen nhánh sắt thép long chảo, ca sát sát lướt qua hư không, hung hăng, hướng Diệp Thần ba người bắt đi. Diệp Thần, Thiện Nhu, Diệp Lạc Nhi ba người, nhất thời cảm thấy một hồi nghẹt thở, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Vậy địa ngục rắn độc long, nhưng mà đủ để sánh bằng vô lượng cường giả bá chủ yêu thú, hơn nữa còn từng hấp thu một chút thiết ngai vàng linh khí, năng lượng cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần ba người ngay tức thì, đều có một loại tai họa ngập đầu cảm giác. Đi! Diệp Thần phản ứng cực nhanh, dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, một nắm tay Thiện Nhu, một tay ôm Diệp Lạc Nhi, rút người ra bay ngược. Oanh! Địa ngục rắn độc long sắt thép long chảo, đánh vào Diệp Thần mới vừa đứng địa phương, nhất thời đánh được mặt đất nổ tung, bản khối sụp đổ, mặt đất xuất hiện từng cái đáng sợ kẽ hở. Luân hồi chi chủ, người trước mấy đời sẽ vẫn, cái này nhất thế cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này nhất thế, bổn tọa sẽ đem ngươi cắt chi, hoàn toàn mai táng, ngươi sẽ không lại có sống lại cơ hội. Địa ngục rắn độc long nhếch môi, lộ ra hai dãy kiếm kích vậy răng, sát khí dày đặc, long chảo lần nữa huy kích, đánh giết hướng Diệp Thần. Diệp Thần trước cửu thế luân hồi, đã từng có nhất thế, chính là chết ở địa ngục rắn độc long thủ trên. Bất quá, muốn hoàn mỹ cắt chi luân hồi, cực kỳ khó khăn, lúc ấy địa ngục rắn độc long vậy không thành công, cuối cùng vẫn bị luân hồi sống lại, một mực kéo dài đến Diệp Thần ngày hôm nay. Cái này nhất thế, nó lần nữa đụng phải Diệp Thần, tự nhiên không muốn bỏ qua, muốn đền bù đã từng là tiếc nuối. Nếu như có thể hoàn mỹ cắt chi luân hồi, đem mai táng, là được đạt được chí cao ý chí tưởng thưởng, siêu thoát thực tế, trực tiếp phi thăng không không, có vô cùng chỗ tốt. Mắt nhìn xuống đất ngục rắn độc long thế công mãnh liệt, Diệp Thần biết không phải là địch thủ, chỉ có tạm lánh mũi nhọn. Người đồ sát thánh bôi, cho ta ngăn trở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức sử dụng người đồ sát thánh bôi, ánh vàng rực rỡ thánh bôi, chảy ra ngàn vạn nặng máu tươi, lăn lăn sát khí phóng lên cao. Địa ngục rắn độc long chảo tử giết tới, đánh vào người đồ sát thánh bôi trên, phát ra đang đích một tiếng vang. Thánh bôi chấn động, Diệp Thần cảm nhận được một cổ lực lớn đánh vào, tại chỗ hộc máu. Thật may, ở người đồ sát thánh bôi ngăn cản, địa ngục rắn độc long long chảo, cũng bị chặn lại. Ồ, là Hồng Quân lão tổ thánh bôi. Địa ngục rắn độc long kinh hãi, ở móng vuốt chạm được thánh bôi ngay tức thì, nó vậy bị sát khí đánh vào, trong chốc lát tâm diêu thần trì, đầu ông tác hưởng, cả người hắc khí tán loạn, thiếu chút nữa muốn từ không trung rơi xuống. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, vội vàng mang hai cô gái rút lui. Đáng chết! Địa ngục rắn độc long mắng to, tinh thần rối loạn dưới, nhưng cũng không cách nào đuổi theo. Diệp Thần và hai cô gái thoát đi ra, một mực đi xa đến cổ đạo ra, mới thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Thần ca ca, người không có sao chứ? Thiện Nhu tới đây đỡ Diệp Thần, Diệp Lạc Nhi vậy đi lên, đỡ Diệp Thần bên kia. Diệp Thần cảm nhận được hai cô gái ấm áp mềm mềm thân thể, trong lòng ấm áp, nói, không có sao, không cần lo lắng. Thoáng vận chuyển bát quái thiên đan thuật, điều chỉnh thức giận tức, Diệp Thần khôi phục như cũ, nhưng rơi vào làm khó bên trong. Có địa ngục rắn độc long cản đường, muốn thông qua cổ đạo, nói dễ vậy sao? Diệp Lạc Nhi nói, Diệp đại ca, có vậy ác long cản đường, chúng ta như thế nào đi qua? Diệp Thần chủ trừ mặc định, nói có chút khó giải quyết, chúng ta tối nay trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại nghĩ biện pháp. Diệp Lạc như một tiếng, lập tức ba người lại mỗi người nghỉ ngơi, đối mặt vậy địa ngục kinh khủng rắn độc long, nhưng cũng vô kế khả thi. Diệp Thần cùng Hoang lão câu thông, hỏi, Hoang lão, cái này ta muốn làm sao đi à? Hoang lão nói, hừ, tiểu tử, còn không phải là ngươi tu vi quá kém, ta ban đầu có thể qua, ngươi vì sao không qua? Diệp Thần cười mỉa một tí, nói, Hoang lão dạy rất đúng, là ta tu vi quá mức yếu ớt, không cách nào trấn áp vậy ác long, xin Hoang lão chỉ điểm. Hoang lão trầm ngâm một hồi, nói, vậy ác long tránh thoát phong in ra, nhưng ra ta ý liêu. Diệp Thần nói,
Hoàng lão, vậy ngươi liền mượn nữa lực cho ta một lần, để cho ta lần nữa trấn áp vậy ác long. Hoàng lão hử lạnh nói, ngươi như cái gì đều phải dựa vào ta, vậy ngươi cũng không xứng làm luân hồi chi chủ. Diệp thần nghe hoàng lão trách mắng, trong lòng rét một cái, xấu hổ gật đầu. Hoàng lão nói, muốn vượt qua kiểm tra, vậy ngươi liền theo dựa vào chính mình thực lực. Diệp thần nói, vậy ác long thực lực đủ để sánh bằng vô lượng cường giả, ta như thế nào là địch thủ. Lấy Diệp thần trước mắt sức chiến đấu, đại khái có thể trong nháy mắt giết thiên quân tầng 2 thiên cường giả, đây chính là cực hạn. Nếu như đụng phải thiên huyền tam tầng trời, 4 tầng thiên, hắn cũng cực kỳ khó giải quyết, cần muốn mượn luân hồi đại năng lực lượng. Mà vô lượng cường giả nói, đó là tuyệt đối không thể nào chống lại, cảnh giới kém được quá lớn. Hoàng lão nói, ngươi như có đảm lược, liền tu luyện ta đại hoang vô kinh, ta năm đó dùng đại hoang vô kinh thần thông, trấn áp vậy ác long, cho nó lưu lại sâu sắc bóng mờ. Ngươi lại dùng đại hoang vô kinh, là được đánh tan nó đạo tâm, để cho hắn tâm hồn mất hút, bại với tay ngươi. Diệp thần ánh mắt sáng lên nói, đại hoang vô kinh. Hắn biết đại hoang vô kinh, là hoang tộc chưa từng không lúc nào không bên trong mang ra ngoài công pháp, vô cùng mạnh mẽ. Trước đây hắn mượn dùng hoang lão lực lượng, sử dụng qua một lần, thành công man thiên quá hải, tránh thoát thần vũ trụ điện rất nhiều cường giả tai mắt. Nhưng đó là hoang lão lực lượng, Diệp thần mình là sẽ không dùng cái này đại hoang vô kinh thần thông. Hoang lão nói, đại hoang vô kinh, nhất định phải có hoang tộc huyết mạch, mới khá tu luyện. Ngươi không có hoang tộc huyết mạch, nhưng cùng ta có thiên ti vạn lũ nhân quả, cũng có thể luyện tập. Chỉ là vậy đại hoang vô kinh. Mang theo không không thời không quy luật, cực kỳ huyền ảo cao thâm, hơn nữa lúc tu luyện có thể bị hoang không hơi thở cắn trả, một cái sơ sẩy, chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Ngươi không phải không không thời không người, muốn tu luyện, đó là muôn vàn khó khăn, tùy thời đều có thể tẩu hỏa nhập ma. Diệp thần nghe được hoang lão có truyền công ý, trong lòng đại hỉ, nói, hoang lão, ta tuy không phải không không thời không người, nhưng ta đã sớm bắt được không không một chút quy luật. Vậy đại hoang vô kinh, ngươi liền truyền thụ cho ta, ta có lẽ có thể luyện thành. Diệp thần chỉ nước một kiếm, chính là ăn cắp không không hơi thở. Đối với không không thời không quy luật, hắn là có một chút đặc thù cảm ngộ, và người thường không cùng. Vậy đại hoang vô kinh, người thường luyện không được, hắn nhưng là có thể tu luyện thành công. Hoàng lão lại trầm tư một hồi, cuối cùng nói. Thôi, ngươi không sợ chết, ta liền truyền thụ cho ngươi, ngươi khỏe sinh lĩnh ngộ. Dứt lời, hoàng lão cong ngón tay bắn ra, một đạo kim quang rơi vào Diệp thần trong thức hải. Oanh! Diệp thần thức hải nhất thời nổ tung, cảm nhận được có một phiến minh mông công pháp, tràn vào. Đó là đại hoang vô kinh diệu quyết. Đại hoang vô kinh, hoa chia làm 9 tầng, một tầng so một tầng cường hãn. Tầng thứ nhất, đại hoang chết ấn. Tầng thứ hai, hoang ảnh chín phá. Tầng thứ ba, hoang cổ thần thể. Tầng thứ tư, thiên hoang trọng đồng. Tầng thứ năm, hoang thần dực. Tầng thứ sáu, đại hoang thiên lão chỉ. Tầng thứ bảy, đại hoang không giới. Tầng thứ tám, vạn giới hoang diệt thuật. Tầng thứ chín, đại hoang thâu thiên thuật. Diệp thần cảm nhận được đại hoang vô kinh minh mông pháp môn, nội tâm chỉ có rung động. Hắn trước kia công pháp tu luyện thần thông, cho tới bây giờ không có như thế phức tạp, thâm ảo như vậy, như thế vĩ đại tồn tại. Không hổ là không không lúc nào không bên trong công pháp, quả nhiên bác đại tinh thâm. Diệp thần thật sâu xúc động, trước kia giống vậy công pháp, lấy hắn thiên phú, ngay tức thì là có thể lĩnh ngộ. Nhưng cái này đại hoang vô kinh, hắn cảm ngộ dưới, nhưng cảm thấy đặc biệt gian sâu, trong chốc lát lại không thể hiểu được. Thiện Nhu, Lạc Nhi, các ngươi thay ta hộ pháp, ta tu luyện một môn mới công pháp, có lẽ có thể đánh bại vậy địa ngục rắn độc long. Diệp thần mở mắt ra. Hướng Diệp Lạc Nhi hiền hòa nhu đạo. Hai cô gái vừa nghe, đều là kinh ngạc, vậy địa ngục rắn độc long thực lực, nhưng mà có thể sánh bằng vô lượng cường giả à, chẳng lẽ Diệp thần thật có chiến thắng biện pháp? Hai cô gái biết Diệp thần lá bài tẩy rất nhiều, có lẽ thật có cái gì hay sách vậy không nhất định, lập tức liền là thủ hộ ở Diệp thần chừng. Diệp thần tính hạ tâm lai, cẩn thận cảm ngộ đại hoang vô kinh chỗ diệu dụng. Đại hoang vô kinh hạch tâm, chính là một cái yêu oang chữ. Hoang cổ, hoang vu, bể dâu, hưu quạnh, tử vong, thiên hoang địa lão, vạn cổ vắng lặng. Hoang hơi thở, có thể để cho sầm uất thế giới, hoang lão chết đi.
Hoàng uy nghiêm, có thể để cho tinh không vũ trụ, hưu quạnh vẫn diệt. Hoàng quy luật, có thể để cho năm tháng sông dài, hóa thành hoang không. Diệp thần toàn bộ tinh thần, cũng hội tụ ở đại hoang vô kinh trên. Rào 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 rào. Hắn đỉnh đầu, từng đạo màu đen hoang cổ chữ viết, mang phong cách cổ xưa nặng nề hơi thở, đang không ngừng lững lờ, ngừng tụ thành một bản cổ xưa kinh thư. Đứng ở hai bên trái phải Diệp Lạc Nhi hiền hòa mềm, nhìn vậy kinh thư, cũng cảm nhận được liền mãi mãi hoang vu hơi thở, không khỏi được một trận rung động. Diệp thần ở cảm ngộ, cái này đại hoang vô kinh đặc biệt thâm ảo, lấy hắn thiên phú võ đạo, trong chốc lát cũng khó mà lĩnh ngộ.